Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 51. Phi Kê nghe xong đều muốn cười, tiền này còn có không cầm được. Hắn châm chọc nói, tiểu tử, người đem ra làm cái gì người? Cho rằng ra ta sẽ sợ phiền phức sao? Nói cho người biết, đừng nói 10 triệu rồi, coi như là 100 triệu, 1 tỷ, sẽ không có ra không dám thu. Giang Sách gật đầu, đây chính là ngươi nói, vậy được. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi tiền. Hắn hướng về phía cừu trắng ngoéo. Một cái tay, ở cừu trắng bên tai nói mấy câu, cừu trắng nghe xong lộ ra một không dễ phát giác mỉm cười, giờ tửu điếm khứ thủ tiền. Phi Kê nhắc nhở, uy, ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng cho ta tìm việc. Ra cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu như các ngươi dám sau lưng đùa giỡn hoa chiêu gì. Na ra tại chỗ liền làm thịt ngươi. Giang Sách khoát khoát tay. Đùa giỡn không là cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Ta chính là nói cho hắn mật mã, làm cho hắn đi ngân hàng lấy tiền, rất nhanh thì trở về. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Phi Kê đặt mông ngồi xuống, vừa hút hiên một bên chơi điện thoại di động. Thủ hạ chính là người đem Giang Sách nhìn gắt gao, không cho phép hắn di chuyển một bước. Bọn họ những người này bình thường khi dễ người khi dễ quán, đem Giang Sách cũng nên thành cái loại này người thường đối đãi. Chờ bọn hắn lấy được tiền, có hay không lưu Giang Sách một mạng, liền đều xem Phi Gà tâm tình. 20 min sau, tiền đến rồi. Tiền quả thực đến rồi, chỉ là đến phương thức cùng đại gia nghĩ có chút không giống. Phi Kê cho rằng cừu trắng sẽ đi ngân hàng xin tài chính chuyển khoản gì gì đó, nhưng không nghĩ tới chính là... Cửu trắng cư nhiên mướn một chiếc xe, đem tiền cho vận chuyển qua đây. 10 triệu tiền mặt, từng cái mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn, cứ như vậy một tấm chồng lên một tấm, một sấp chồng chất lên một sấp. Tứ tứ phương phương, đem chọn cái chính giữa đại sảnh gian đều chiếm lấy rồi. 10 triệu, chỉ là nghe thấy con số này liền cũng đủ chấn nhiếp, bây giờ thấy thực tế tiền, càng làm cho người hai mắt tỏa ánh sáng. Phi Kê vui vẻ đã đi tới. Có thể a, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem 1.000 này vạn tiền mặt cho ra cả tới. Được, các huynh đệ, đem tiền đều cho ta chống nổi xe, mang đi. Phi Kê vui vẻ a, cái này một số tiền lớn, có thể tiêu xài một trận rồi. Còn không chờ hắn thuộc hạ nhân động thủ, Giang Sách ngắt lời nói, chờ một chút. Phi Kê nhìn sang, làm sao, hối hận. Giang Sách lắc đầu, không phải hối hận. Mà là chúng ta trước đó từng có ước định, tiền này là ta đưa cho ngươi, không phải cho ngươi thủ hạ chính là. Hơn nữa ta ngay từ đầu đã nói, sợ ngươi cầm không đi, ngươi nói không quan hệ, cầm đi. Cho nên, căn cứ ước định của chúng ta, số tiền này ngươi có thể lấy đi, thế nhưng chỉ có thể một mình ngươi dọn đi, không thể để cho những người khác hỗ trợ. Cũng không thể dùng xe, không thể dùng bất kỳ công cụ nào. Tay không dọn đi ngươi chỗ ở. Phi Kê, xin mời. Nghe xong đoạn văn này, Phi Gà khuôn mặt đều tái rồi. Hắn chỗ ở cách nơi này được có hơn mấy chục cây em, có ở đây không dùng bất kỳ công cụ nào dưới tình huống đi trở về đi cũng phải mệt chết, huống chi vận chuyển nhiều như vậy tiền mặt. Chỉ bằng vào sức mạnh của một người, tay không đem 10 triệu trăm nguyên tiền giá trị lớn từ tửu điếm vận chuyển đến vài chục cây em bên ngoài nơi ở. Ha ha, loại sự tình này có thể hoàn thành sao? Coi như có thể hoàn thành, vậy cũng phải tốn hao cả tháng thậm chí một năm võ thuật a. Đây không phải là cố ý bắt người đùa giỡn hay sao? Phi Kê sắc mặt thay đổi liên tục, trừng mắt Giang Sách nói rằng, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Muốn ra ta một người tay không vận chuyển 10 triệu tiền mặt đi vài chục cây em bên ngoài địa phương? Ngươi là muốn làm ông nội mày mệt chết rồi ra ta sao? Giang Sách nở nụ cười, ta nói rồi. Không phải ta không để cho ngươi tiền, chính là sợ ngươi cầm không đi. Ngươi không phải không nghe, nhất định kiên trì đòi tiền, ta đây có biện pháp nào? Phi Kê, mang a. Ta mang ngươi hai đại gia. Vung tay lên, toàn bộ bên trong tửu điếm chính là thủ hạ đều xông tới. Phi Kê lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, ngươi sợ là còn không có làm rõ ràng tình trạng a. Hiện tại chịu đến uy hiếp tánh mạng chính là ngươi, không phải ta. Lúc đầu ra ra nhìn ngươi biểu hiện thượng khả, chuẩn bị lưu ngươi một mạng thậm chí thu ngươi làm tiểu đệ. Nhưng ngươi tiểu tử thực sự là cho thể diện mà không cần. Dám leo đến ra ra trên đầu tiêu chảy.
đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ra thủ đoạn độc ác. Phi Kê chỉ hướng Giang Sách, trước chặt một cái tay của hắn cùng một chân, sau đó treo lên, chậm rãi lấy máu, làm cho hắn chậm rãi chờ chết. Loại hành hạ này nhưng là ngoan độc. Chặt tay, gãy chân đã đầy đủ tàn nhẫn, còn không cho một thống khoái, đem người treo lên. Làm cho chậm rãi đem huyết khô chờ chết. Thủ đoạn chi ác liệt, nghe rợn cả người. Giang Sách lắc đầu, không nghĩ tới kinh thành bên trong, lại còn có các ngươi nghèo như vậy hung ác đồ. Lời còn chưa dứt, xông lên phía trước nhất một gã thủ hạ đã quơ đại khảm đao vào tới, dựa theo Giang Sách tay liền chém đi qua. Chính là một gã tên côn đồ, làm sao có thể tổn thương được Tu La chiến thần. Giang Sách một cái nghiêng người liền tránh khỏi, quơ tới tay liền đem khảm đao đoạt lấy. Trong nháy mắt giơ tay chém xuống, tên kia thủ hạ chém người hay sao ngược lại bị chặt, tay của mình bị Giang Sách cho tại chỗ chặt. Lập tức, hiện trường phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Này nguyên bản đều xông lên tiểu đệ, trong nháy mắt dừng bước, từng cái nhìn chằm chằm Giang Sách, không khỏi sinh lòng ra một cỗ cảm giác mát. Trước mắt tên nam tử này, nhìn qua không giống như là người, mà quen biết địa ngục tới ác quỷ. Phi Kê cũng lại càng hoảng sợ, thông thường bọn họ sửa chữa người khác đều là hành văn liền mạch lưu loát, càng phản kháng càng bị sửa chữa thảm, chưa từng có xuất hiện qua như vậy bị giết ngược cục diện. Ha ha, không hổ là làm qua tiểu lãnh đạo, có điểm thân thủ a. Nhưng ngươi một người có thể đối phó mấy chục người sao? Các huynh đệ, cùng tiến lên. Phi Gà nhắc nhở làm cho đại gia hồi thần lại, đúng vậy. Giang Sách lợi hại hơn nữa vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một người, không có khả năng một người đối phó mấy chục người, bọn họ sợ cái gì? Trên, một đám người xông tới, Cừu Trắng vừa mới chuẩn bị bang Giang Sách động thủ. Lại phát hiện theo không kịp. Giang Sách quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào đống người, giơ tay chém xuống, mỗi một lần chém đều nhất định sẽ chém đứt một người tay hoặc là chân. Ngắn ngủi hơn 10 giây, hiện trường là thêm hơn 10 phế nhân. Cừu Trắng lắc đầu cười khổ, tuy là thật lâu không có trải qua chiến trường, thế nhưng Giang Sách thân thủ vẫn là trước sau như một cường hãn. Xem ra lúc này đây không có hắn xuất thủ cần thiết. Giang Sách càng chặt càng hưng phấn, Tu La chiến thần trong huyết dịch tàn nhẫn vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Giết, giết, giết. Một đao lại một đao chặt xuống, lại thêm vài tên tàn tật. Mấy chục người có ở đây không đến một min thời điểm. Hầu như đều bị chặt tàn, còn lại vài cái hoàn hảo không hao tổn người toàn bộ đều bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám xông lên. Ném đao, nghiêng đầu mà chạy. Chạy. Ngày hôm nay. Một cái đều chạy không thoát. Giang Sách hai chân chuyển hướng, tay phải đem đại khảm đao huy vũ duỗi thẳng, sau đó trực tiếp bỏ rơi bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm truyền đến, na vài tên ý đồ chạy trốn thủ hạ, ở giữa đường trong, đi đứng bị bay tới khảm đao cho chặt đứt, nhào nhào rơi trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Ngắn ngủi không tới một phút, đêm cầm mấy chục người, toàn bộ chơi xong. Giang Sách trừng mắt màu đỏ thắm mắt nhìn phía Phi Kê, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn ngươi nữa. Ở Giang Sách đi hướng Phi Gà thời điểm, Phi Kê cảm giác không khí chung quanh đều khô nóng đứng lên. Cảm giác kia, giống như là Giang Sách trên người cây đuốc không khí đều cho đốt, đốt Phi Kê biến thành gà nướng, cực kỳ khó chịu. Hắn chưa bao giờ cái nào một khắc cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Phi Kê toàn thân đều là mồ hôi. Giống như là mới từ trong bồn tắm đầu bò ra ngoài giống nhau. Tay chân không nghe sai khiến run rẩy, nhìn trước mắt Giang Sách, thực sự như là gặp ma. Sợ hãi, sợ. Tuy nói chơi hắn nhóm chuyến đi này, đó là đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần, tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng Phi Kê căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ ở Giang Sách trên người bỏ mạng. Bởi vì hắn mang đến hơn 10 hào tiểu đệ, mấy chục người đối phó một người. Chắc là vững vàng không có bất cứ vấn đề gì mới đúng, chả thế nào sẽ bị giết ngược. Kỳ thực, nếu như hắn đã biết Giang Sách trên chiến trường thân thủ, đánh chết hắn đều không dám cùng Giang Sách động thủ. Đối với Tu La chiến thần động thủ, vậy ý nghĩa tự tìm đường chết. Âm một tiếng, Phi Kê vậy không tranh khí hai chân tự động quỳ xuống, đến giờ phút này rồi còn nói không sợ đó là giả. Hắn không phải là không sợ chết. Phi Kê toàn thân run rẩy.
thanh âm đều kết nói lắp ba, một bên khóc một bên cầu xin tha thứ, lớn, đại ca, ta sai rồi, ta thật không nghĩ tới bản lãnh của ngài như thế được, hết thảy đều là của ta không đúng, ta nói xin lỗi ngài, ta cho ngài dập đầu. Nói, Phi Kê không chút nào hàm hồ rầm 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 dập đầu ba cái. Một bên dập đầu còn một bên hô, ra ra tha mạng, một chút xíu lão đại ý tứ cũng không có, nhìn qua giống như là tầng dưới chót nhất tên côn đồ. Lúc này, Giang Sách chạy tới rồi Phi Gà trước mặt. Hắn mắt nhìn xuống Phi Kê, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ngươi không phải là muốn tay của ta theo hầu sao? Không phải, không dám, ta cũng không dám nữa. Vậy theo quy củ của các ngươi, việc này làm như thế nào rồi? Hoặc là, ngươi tự đoạn một tay, sau đó quên đi. Cái này, Phi Kê mặt đầy nước mắt, ngươi muốn mạng của người khác, cũng đừng trách người khác đối với ngươi thủ đoạn độc ác. Nếu như không phải Phi Kê muốn Giang Sách tay theo hầu, Giang Sách lúc này cũng sẽ không muốn bay gà một cánh tay. Nhìn toàn bộ trong đại sảnh nằm tiểu đệ, từng cái không phải đứt tay chính là đứt chân, về sau đêm cầm không thể kêu nữa đêm cầm, nên gọi đoạn cầm mới đúng. Phi Kê khóc được kêu là một cái thảm. Đại ca, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngài tha ta có được hay không? Chuyện này lẽ nào sẽ không có bất luận cái gì chỗ trống điều đình sao? Giang Sách híp mắt một cái, nói rằng, vừa mới ngươi cho ta chỗ trống vãn hồi, lễ thượng vãng lai, ta cũng cho ngươi một lần chỗ trống. Đa tạ, Phi Kê âm thầm may mắn, chỉ cần không chém đứt cánh tay hắn, thế nào đều được. Thường tiền vẫn là để cho ra ra, hắn đều không để bụng. Chỉ thấy Giang Sách chỉ na giống như núi nhỏ cao nghìn vạn lần nguyên tiền mặt, tiền này ngươi còn muốn không? Không phải, từ bỏ. Vậy được. Chỉ cần ngươi giúp ta đem tiền đưa trở về, ta tạm tha rồi ngươi lúc này. A, à, Phi Kê đột nhiên cảm thấy không lành. Đưa trở về. Làm sao tiễn? Giang Sách nói rằng, tựa như ta trước nói, không cần bất kỳ công cụ nào. Tay không đem 10 triệu tiền mặt dọn đi ngân hàng. Hắn nhìn về phía cửu trắng, như thế này ngươi đem ngân hàng địa chỉ cho hắn một phần. Là, cửu trắng đáp ứng một tiếng. Sau đó mỉm cười đúng không Kê nói rằng, yên tâm. Ngân hàng rất gần, cũng chỉ có 2 cây số xa. 2 cây số. Phi Kê hai mắt tối thui, suýt chút nữa không có đã hôn mê. Hắn muốn tay không đem 10 triệu tiền mặt, từng điểm dọn đi ngoài 2 cây số ngân hàng. Đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Giang Sách chau mày, làm sao, ngươi không chịu. Không phải không phải không phải, ta bằng lòng, ta bằng lòng. Giang Sách nói rằng, nói cho người biết, chứ có biếng nhác, ta sẽ sắp xếp người trông coi. Ở người vận chuyển trong khoảng thời gian này, chỉ cho phép người ăn gạo cơm cùng dưa muối, chỉ cho phép người uống nước sôi. Cái gì khác ăn cũng không cho phép đụng, nghe hiểu sao? Hiểu, nghe hiểu. Phi Gà khuôn mặt cùng khổ qua giống nhau xấu xí. Hắn không riêng phải giống như cu ly giống nhau làm việc, còn không có tiền lương, ăn uống cũng thành vấn đề. Cuộc sống như thế thế nào cũng phải duy trì liên tục hơn nửa tháng a. Nghĩ đến đây, Phi Kê thì khóc hy lý hoa lạp. Giang Sách phân phó cửu trắng, tìm người nhìn chằm chằm, mặt khác, đổi cho ta một cái nơi ở a, nơi đây đã bị người để lộ bí mật, không an toàn rồi. Là. Sau đó, cửu trắng một lần nữa ở khác tửu điếm mua gian phòng, an bài Giang Sách, mặc cho chỉ lan ở. Chính hắn lại sắp xếp người trông coi Phi Kê. Trong vòng nửa tháng sau đó, kinh thành nhiều hơn một cái chuyện lý thú, mọi người ở trà dư tử hậu đều sẽ đàm luận, Phi Kê mang tiền mặt, cố sự. Mỗi một ngày, Phi Kê liền sách trọng tiền mặt, đi tới đi lui với tửu điếm cùng ngân hàng trong lúc đó. Hắn giờ phút này, đối với tiền tài hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì dục vọng, vừa nhìn thấy tiền đã cảm thấy ác tâm muốn ói. Thậm chí cảm thấy được tiền càng ít càng tốt. Tại sao muốn 10 triệu a? Nếu như lúc đó kiên trì chỉ cần 3 triệu, thậm chí ngay từ đầu sẽ 1 triệu lời nói, na chịu tội cũng liền ít hơn nhiều hơn. Đều do chính mình tham. Ác hữu ác báo. Mỗi khi có người đặc biệt chạy tới tửu điếm cùng ngân hàng. Tới mắt thấy trăm năm khó gặp thế gian kỳ văn. Không có ai đồng tình Phi Kê. Đơn giản là đêm cầm thực sự nổi tiếng xấu, bọn họ ở kinh thành làm một chút rồi không biết bao nhiêu chuyện xấu chuyện ác. Bình thường dân chúng chịu bọn họ khi dễ nhiều lần lắm rồi. Bởi vì sợ trả thù,
cho tới nay đều chỉ có thể tuyển trạch nén giận. Lúc này được rồi, rốt cục có người đem hàng này ác thế lực cho một oa đoan rơi, rốt cuộc không cần chịu được đám người này khi dễ. Tất cả mọi người rất muốn biết là vị nào anh hùng làm bực này chuyện thật tốt, nhưng mà, Giang Sách nhưng ở mọi người nhiệt tình tăng cao thời điểm tuyển trạch khiêm tốn ẩn cư, căn bản không lộ diện. Mọi người chỉ biết là một vị, thần nhân, chế phục rồi đêm cầm, lại không biết thần nhân rốt cuộc người nào. Cùng lúc đó, ở trọng môn khoa học kỹ thuật đại lâu văn phòng bên trong, Ngô lão gia cùng Lao Kéo lần nữa gặp mặt. Lao Kéo tương giả cầm sự tình tự thuật qua một lần, Ngô lão gia nghe xong, cười ha ha. Cái này Giang Sách thật đúng là không đơn giản a, vừa tới kinh thành ngày đầu tiên, liền đem đêm cầm như vậy thâm căn cố đế ác thế lực cho diệt trừ. Có thể a, thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn. Rip biết gãy ở trên tay hắn, không phải oan. Lao Kéo nói rằng, lúc này đây, đả thảo kinh xà, mặc dù không có thám thính ra Giang Sách chuyến đi kinh thành lần này mục đích, nhưng là không phải hào vô sở hoạch. Chí ít chúng ta biết Giang Sách phong cách hành sự, về sau giao thủ với hắn, trong lòng hiểu rõ. Ngô lão gia gật đầu, đúng vậy, loại đối thủ cấp bậc này, cắt không thể sơ suất. Huống hồ chúng ta hiện nay là tối trọng yếu địch nhân là Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Giang Sách, trước hết để cho hắn đắc ý hai ngày. Dừng một chút, Ngô lão gia hỏi, Giang Sách biết là chúng ta cho đêm cầm thả ra tin tức sao? Lao Kéo lắc đầu, này đạo tin tức ta vòng vo vài tay chỉ có tiết lộ cho đêm cầm, Giang Sách không hỏi được. Vậy là tốt rồi, Ngô lão gia đem Giang Sách tư liệu đẩy tới một bên, mở ra Thịnh Vui khoa học kỹ thuật tư liệu, Từ Tốn nói. Nói chuyện chính sự a, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật Giang Hàn không phải tên khốn kiếp kia bệnh cũ lại tái phát, lại muốn tìm bác sĩ xem bệnh cho hắn rồi, lúc này đây, chúng ta nên nắm chặt cơ hội, muốn hắn mạng già. Giang Hàn phi thân thể có chuyện, đây cũng không phải là bí mật gì, mà là mọi người đều biết sự tình. Từng cái tháng, Giang Hàn phi đều phải lưới khắp thiên hạ ưu tú nhất bác sĩ đưa cho hắn xem bệnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, bệnh của hắn chính là xem không tốt. Cũng không có ai nói rõ ràng hắn đến cùng bị bệnh gì. Nhiều như vậy thầy thuốc ưu tú đều xem không tốt, Na Giang Hàn phi bệnh nhất định là rất nghiêm trọng mới đúng. Vấn đề là, nếu như là bệnh rất nghiêm trọng, vì sao đã nhiều năm như vậy còn chưa chết? Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là vậy bệnh, vậy tại sao lại trị không hết đâu? Cũng có người hỏi qua này đã từng cho Giang Hàn phi chữa bệnh bác sĩ. Hắn, đến cùng bị bệnh gì? Không ai có thể nói rõ ràng. Giang Hàn phi bệnh phi thường cổ quái, khiến người ta cảm thấy tương đương dị thường. Giống như là tiểu thuyết kinh khủng bên trong vampire bá tước giống nhau, thậm chí trên phố nghe đồn Giang Hàn phi bị cương thi cắn qua, hắn không phải bị bệnh. Mà là biến thành cương thi, mỗi tháng đều cần dựa vào hút máu người mà sống. Đương nhiên, loại này nghe đồn đều là không có lửa thì sao có khói, bắn tên không đích. Xả đạm rất. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Giang Hàn phi bệnh với hắn cái này nhân loại giống nhau thần bí. Tục ngữ nói thật tốt, chi kỷ chi bỉ bách chiến bách thắng. Vì đối phó Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, Ngô lão gia từng không chỉ một lần điều tra qua Giang Hàn phi, nỗ lực đem người này nội tình cho điều tra rõ ràng. Nhưng đến cuối cùng cũng không còn điều tra ra sao nguyên cớ. Ngoại trừ, Giang Hàn phi, ba chữ ở ngoài, không thu hoạch được gì. Không biết người này là từ đâu tới, không biết hắn vì sao sở hữu năng lực phi phàm, càng không biết cái này nhân loại còn bao lâu mới có thể chết. Ngô lão gia trọng môn khoa học kỹ thuật muốn phát triển lớn mạnh, thậm chí lũng đoạn toàn bộ kinh thành, nhất định phải làm nằm úp sấp Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Bi kịch là, hắn hiện tại liền đối thủ nội tình đều không tra được, muốn đối phó Giang Hàn phi cũng không thể nào hạ thủ, thật sự là phiền toái chặt. Huống chi. Ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đứng sau lưng chính là một trong tam đại gia tộc Đàm gia. Thực lực cũng không so với Triệu gia yếu. Vậy công ty nhỏ, có thể trực tiếp dựa vào Triệu gia cường đại bối cảnh nghiền ép rơi, nhưng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có Đàm gia chỗ dựa, căn bản không cách nào nghiền ép, thậm chí người của Triệu gia cũng không muốn đến thay diện thượng tới, không muốn công khai cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng là địch. Cái này rất khó làm. Ngô lão gia thở thật dài. Thời kỳ phi thường cần áp dụng thủ đoạn phi thường. Cái này Giang Hàn phi nếu luôn làm con rùa đen rút đầu, ẩn núp không chịu đi ra. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tiến nhập nơi ở của hắn, bắt hắn cho giết.
Ngô lão gia nhìn về phía Lao Kéo, để cho ngươi chọn lựa người thế nào. Lao Kéo gật đầu, chuẩn bị xong. Nàng mở điện thoại di động lên gửi một cái tin nhắn ngắn, không ra ba min, cửa ban công vang lên. Vào đi. Theo Lao Kéo một tiếng la lên, môn đẩy ra, một gã ăn mặc vest tông, đầu đầy tóc quăn người đàn ông trung niên đi đến. Hắn có mắt xanh, mũi ưng, gương mặt đường nét rồi lại có vài phần người đông phương cảm giác. Lao Kéo giới thiệu, cái này một vị là Socrates bác sĩ. Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết, gia tộc bọn họ trên dưới đều là nghiên cứu y học, bởi vì quanh năm nghiên cứu y học, Socrates tiên sinh rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không xuất sơn. Ngô lão gia cười hỏi, nếu cũng không xuất sơn, vậy vì sao lúc này đây? Lao Kéo cười cười, không nói lời nào. Socrates chủ động nói rằng, bởi vì Lao Kéo tiểu thư đã đáp ứng ta, nếu như ta có thể giúp ngài hoàn thành chuyện này, nàng liền nguyện ý theo ta cùng ăn ánh sáng nến cảnh bữa ăn. A hát, Ngô lão gia cười ha ha. Là nam nhân thì có nhược điểm. Có người tham tài, có người thích quyền, người nhiều hơn là háo sắc. Lao Kéo dung nhan chỉ cùng vóc người đó là không có nói, không biết mê chết rồi bao nhiêu nam nhân, cộng thêm nàng như băng sơn băng lãnh tính cách. Cái loại này chỉ có thể nhìn xa xa lại không có được cảm giác, càng làm cho nam nhân phát điên. Cho nên hắn chỉ cần hy sinh một chút xíu nhan sắc, là có thể đem Socrates cho mê thần hồn điên đảo. Ngô lão gia dò xét tính hỏi, đừng trách ta lắm miệng. Nhiệm vụ của lần này trọng yếu phi thường, Socrates tiên sinh, ngài y thuật có hay không không có trở ngại nha. Tuy là trực tiếp, nhưng rất có cần phải. Đã nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy thế giới đỉnh cấp danh y cũng không có chữa cho tốt Giang Hàn Phi bệnh, nói rõ bệnh này là rất nghiêm trọng. Cho nên bây giờ vậy bác sĩ, căn bản không có tư cách cho Giang Hàn Phi chữa bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ có này y thuật cao siêu bác sĩ, mới có thể trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng lưu lại. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhất định tu có đầy đủ y thuật cao siêu. Có thể trải qua ở khảo nghiệm, nếu như vừa đi đã bị sàng rơi. Na nói gì giết chết Giang Hàn Phi. Đối với cái này tầng nghi vấn, Lao Kéo thay Socrates nói rằng, nghĩa phụ, Socrates người của gia tộc, tất cả đều là đỉnh cấp bác sĩ, toàn cầu hàng năm thành công trên vạn danh đỉnh cấp phú hào khẩn cầu gia tộc bọn họ chữa bệnh. Mà ở trong gia tộc, Socrates tiên sinh y thuật lại là cao siêu nhất, cho nên ngài vấn đề này, rất dư thừa. Ngô lão gia nghe xong, rất hài lòng gật đầu. Lao Kéo nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chính xác, như vậy, các ngươi liền chuẩn bị, tham gia hậu thiên thịnh nhạc khoa kỹ năng bác sĩ tuyển chọn A. Là Mộng Sinh Tửu Điếm, cấp 5 sao Xa Hoa Tửu Điếm, Tổng thống phòng xếp. Giang Sách ngồi ở trên ghế salon, một bên gọt trái táo vừa nói, đêm qua đêm cầm nhân đột nhiên, đăng môn bái phỏng. Xem ra là có người hướng bọn họ tiết lộ bí mật. Cừu trắng gật đầu. Thống suất ngươi nói đúng, chuyện ta sau điều tra qua, quả thật có người cố ý hướng đêm cầm mật báo. Vấn đề là, đối phương vô cùng giảo hoạt, vòng vo vài tay mới đem tin tức tiết lộ cho đêm cầm, bây giờ căn bản cha không ra đầu nguồn ở đâu. Giang Sách nói rằng, tâm tư kín đáo như vậy, xem ra một lần này đối thủ không đơn giản a. Mặc cho Chỉ Lan nghi ngờ nói, ta thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai muốn đối phó chúng ta. Hơn nữa chúng ta vừa mới tới A, bọn họ làm sao lại có thể để mắt tới chúng ta, biết chúng ta chỗ ở. Quả thực, điểm này ngay cả Giang Sách cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ là Triệu gia? Có khả năng, thế nhưng có khả năng cực thấp, Triệu gia đại công tử tác phong làm việc không phải như thế. Giang Sách quả thật có rất nhiều địch nhân, nhưng càng nghĩ, cũng đoán không ra là tên địch nhân kia sẽ như vậy quan tâm hắn, vừa tới ngày đầu tiên tìm cha. Quên đi, nghĩ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, đối phương nếu như phải thêm hại chúng ta, một lần không được còn sẽ có lần thứ hai, về sau có rất nhiều cơ hội tra ra hung thủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện nay chú ý của chúng ta điểm hẳn là ở thịnh nhạc khoa kỹ năng. Hậu thiên, thịnh nhạc khoa kỹ năng lại muốn tiến hành bác sĩ sàng chọn, ta phải đi qua sàng chọn, mới có thể tiếp cận chân tướng. Hắn nhìn về phía cừu trắng. Người đối với Giang Hàn Phi bệnh tình điều tra thế nào? Cừu trắng lắc đầu, không thu hoạch được gì, bệnh này rất cổ quái, chúng thuyết phân vân, không có một đáng tin. Giang Sách thở dài,
cắn một cái quả táo, vừa ăn vừa nói, xem ra lúc này đây ta chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông, dựa vào chính mình cứng rắn bản lĩnh đi tham gia bác sĩ tuyển chọn rồi. Hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mỗi tháng một lần bác sĩ tuyển chọn chính thức bắt đầu. Hôm nay Giang Sách mặc một thân bố y dày vải, còn cố ý đeo lên một bộ mắt tròn kính, nhìn qua còn có như vậy vài phần lão trung y mùi vị. Cái này cũng là vì tăng tuyển chọn xác suất thành công. Dù sao đây là một cái xem mặt thời kỳ, nếu như ngươi mặc bình thường, người khác cũng sẽ không quá quan tâm ngươi. Bình thường Giang Sách không sao cả, nhưng lần này chuyện liên quan đến hắn cùng phụ thân gặp lại, hắn phải ở các tỉ mỉ đều chú ý tới. Xe dừng lại. Giang Sách cùng Cửu Trắng trước sau vào Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhà khách. Vì mỗi tháng cho Giang Hàn Phi chiêu mộ, tuyển chọn thầy thuốc ưu tú, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đặc biệt ra nhiều tiền kiến tạo một cái như vậy nhà khách. Ở chỗ này, sở hữu trên thế giới tân tiến nhất chữa bệnh thiết bị, nhất đầy đủ hết chân quý dược phẩm, có thể cung cấp quảng đại bác sĩ sử dụng. Nhìn ra, Giang Hàn Phi vì xem bệnh cho mình, tốn hao thâm hậu. Giang Sách vừa đi vào đại môn, còn không có nói rõ ý đồ đến. Thì có một gã chiêu đãi khách khí qua đây đưa hắn lãnh được phòng khách, tìm một vị trí ngồi xuống. Lại là bưng trà lại là rót nước, phục vụ phi thường chu đáo. Giang Sách cùng Cửu Trắng liếc nhau, lòng nói khác tạm thời để qua một bên, chỉ là đây đối với đợi thầy thuốc thái độ liền phi thường đáng giá tán dương. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong đại sảnh tất cả đều là bác sĩ. Đều nhanh kín người hết chỗ. Trung y, tây y, lão bác sĩ, thầy thuốc trẻ tuổi, nhiều loại đều có. Giang Sách hiếu kỳ hỏi, không phải nói Giang Hàn Phi bệnh phi thường cổ quái, căn bản không có nhân trị thật tốt sao? Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy tới tham gia tuyển chọn? Là vì tiền, vẫn là vì cái gì? Cửu Trắng cười ha ha, thống, khái khái, Giang thầy thuốc, người cái này có chỗ không biết, tuy là Giang Hàn Phi bệnh rất cổ quái, đã nhiều năm như vậy cũng trị không hết, nhưng hắn ở trên mặt này hoa tiền có thể không có chút nào thiếu a. Có tiền địa phương, người đương nhiên nhiều. Đương nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất là bởi vì nơi này bầu không khí. Có dũng khí tới chọn rút ra, vậy cũng là nhất nhất lưu bác sĩ. Mỗi tháng cũng sẽ ở nơi đây hội tụ đại lượng đỉnh cấp bác sĩ, giữa bọn họ với nhau tham thảo học thuật vấn đề, rất khoái tai. Cho nên, rất nhiều bác sĩ mặc dù không lấy tiền, mỗi tháng đều phải tới nơi này, chính là vì cảm thụ như vậy bầu không khí, cùng người chung một chí hướng điều tra phương diện y học vấn đề. Đương nhiên, cũng có cái loại này mấy lần đều trị không hết bệnh, nhưng vẫn không buông tha, để tâm vào chuyện vụn vặt, cần phải cấp cho Giang Hàn Phi chữa bệnh. Nhiều loại người có. Bởi vì Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đối đãi bác sĩ cực kỳ tốt, chỉ cần ngài có bản lĩnh thật sự, không phải tới thật giả lẫn lộn, bọn họ sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Cho nên các thầy thuốc cũng đều nguyện ý qua đây. Nghe xong, Giang Sách gật đầu. Không nghĩ tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm một gia khoa học kỹ thuật công ty. Cư nhiên trời đất xui khiến, mỗi tháng đều tổ chức bắt đầu một hồi, y học giao lưu hội, thật là có ý tứ cực kỳ. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, một gã nhìn qua 30 không tới tiểu tử đã đi tới. Hắn hướng về phía Giang Sách chắp tay, nói rằng, tại hạ kinh thành Hồng hội hiệu thuốc thiếu trưởng quỹ Mạc Nguyên, các hạ nhìn qua rất là lạ mắt, không biết các hạ họ quá mức danh người nào, sư xuất cần gì phải môn, ở nơi nào thăng chức a? Cửu Trắng ở một bên nhỏ giọng giải thích, Giang thầy thuốc, cái này Mạc Nguyên là khách quen của nơi này, tốt nhất kết giao các loại hình bác sĩ. Danh vọng rất cao. Nguyên lai là một cái thích kết giao bằng hữu trẻ tuổi bác sĩ. Giang Sách thích loại người tuổi trẻ này, cũng chắp tay, mỉm cười đáp lại nói, tại hạ Giang Sách. Là Giang Nam khu nhân trị y quán tân lão gia tử quan môn đệ tử. Bình thường khiêm tốn Giang Sách, khó có được phách lối một hồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì biểu hiện mình cũng là có truyền thừa, có bản lãnh, như vậy mới có thể tăng bị chọn xác suất. Hắn nghĩ rất tốt, nhưng này nói mấy câu vừa nói ra khỏi miệng, Mạc Nguyên sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Mạc Nguyên thẳng người, mắt lạnh nhìn Giang Sách, giọng nói bất thiện nói rằng, Giang Nam Khu. Chính là cái kia Thạch gia phụ tử quản lý toàn bộ y dược nghề nghiệp Giang Nam Khu. Trong lời này rõ ràng có gai. Giang Sách gật đầu.
Mạc Nguyên nói châm chọc, Thạch gia phụ tử làm nhiều việc ác, mất hết thầy thuốc chúng ta mặt mũi. Giang chủ tịch như vậy lễ đãi bọn ta, càng đối với Thạch gia phụ tử y thuật kính phục không ngớt. Kết quả, Na Thạch gia phụ tử chính là một đôi thứ liều mạng. Y thuật không xong, y đức thấp kém, phụ Giang chủ tịch tấm lòng thành. Loại rác dưới này đều có thể ở Giang Nam khu lên làm long đầu lão đại. Lãnh đạo toàn bộ hành nghiệp, ha ha, theo ta thấy, Giang Nam khu bác sĩ toàn bộ đều là không bằng heo chó hạng người. Mạc Nguyên trừng mắt một cái Giang Sách, giống như các ngươi loại rác dưới này cũng không cảm thấy ngại tới tham gia Giang chủ tịch bác sĩ tuyển chọn. Ha ha, các ngươi nhất định là tới thật giả lẫn lộn, gạt người thiên tài. Cút, lập tức cút cho ta. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bác sĩ nhà khách, không phải cho các ngươi loại rác dưới này đồ đê tiện chuẩn bị. Một câu so với một câu mắng còn ác hơn. Giang Sách trong lòng phạm khổ, hắn đây là thay Thạch gia phụ tử cõng nổi a. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đá này gia phụ tử đều bị bắt lại quan đại lao, lại còn có thể gài bẫy Giang Sách, thật sự là nổi tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời. Một bên Cừu Trắng nghe không nổi nữa, nhíu nói rằng, Thạch gia phụ tử làm nhiều việc ác, quan nhà của chúng ta tiên sinh chuyện gì? Giang Nam khu sẽ không có thầy thuốc tốt rồi không? Mạc Nguyên nở nụ cười. Giang Nam khu nếu có thầy thuốc tốt, cũng sẽ không bị Thạch gia phụ tử thống trị đã lâu như vậy. Giang Nam khu bác sĩ, tất cả đều là nhân phẩm thấp kém, y thuật thấp hèn rác rưởi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, quá phận. Giang Sách dương mắt nhìn một chút Mạc Nguyên, từ tốn nói, Giang Nam khu thầy thuốc y thuật thấp kém. Vậy nếu như ngươi ở đây tuyển chọn chung bại bởi ta, vậy ngươi y thuật chẳng phải là khó coi. Mạc Nguyên nổi giận. Hắn chợt vỗ vào Giang Sách trước mặt trên bàn, thả ngươi tàn sát chó má, biết ta là ai không? Hồng hội hiệu thuốc thiếu trưởng quỹ, cậu ấm ta từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong, y thuật tinh xảo, không phải loại người như ngươi góc nam tiên sinh có thể so sánh. Ngươi còn muốn thắng ta, làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Giang Sách cố ý khích hắn, ngươi đã nhất định sẽ thắng ta. Vậy tại sao như thế không kịp chờ đợi đuổi ta đi? Có phải hay không sợ thua ta mất mặt, cho nên không dám để cho ta lưu lại tham gia tuyển chọn a? Mạc Nguyên dù sao trẻ tuổi nóng tính, nói mấy câu một kích thì không chịu nổi. Bản thiếu gia biết sợ ngươi. Ha ha, tốt, ngươi muốn lưu lại đúng vậy, na cậu ấm ta để ngươi lưu lại. Như thế này tuyển chọn, bản thiếu gia sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là y thuật, đến lúc đó ngươi cũng khóc nhè. Giang Sách khoát tay áo. Ta đây mỏi mắt mong chờ, hy vọng ngươi không phải ở tự biên tự diễn. Mạc Nguyên cắn răng, không đang nói cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho Giang Sách hảo hảo biết một chút về y thuật của hắn cao siêu đến mức nào. Sau đó, lại sai người đem Giang Sách bắn cho đi ra ngoài, yên lành xả cơn giận này. Trong quá trình chờ đợi, lại có bao nhiêu danh y sinh tiến nhập nhà khách. Mấy người trước mặt chưa từng cái gọi là... Tất cả mọi người không phải quá để ở trong lòng, tới chót nhất cái này một vị, trong nháy mắt liền đưa tới mọi người quan tâm. Yêu, đây không phải là Socrates tiên sinh sao? Nhà khách quản sự tự mình chạy ra, đầy nhiệt tình chiêu đãi hắn. Socrates thời đại đều là bác sĩ, đối với nhân loại y học nghiên cứu làm ra quá nặng cống hiến lớn, cực kỳ rất giỏi. Mà một vị Socrates, càng là hiện nay gia tộc bọn họ người nổi bật. Đơn giản không mời nổi. Quản sự đã từng phái người cầm đại lượng chân quý quà tặng xin hắn xuất sơn. Nhưng nhân gia nhìn cũng không nhìn, một, không, ái tài hai không thích danh, hết sức chuyên chú nghiên cứu y học, căn bản không đi ra. Khiến cho quản sự rất khó chịu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lúc này đây Socrates cư nhiên chủ động tới tham gia bác sĩ tuyển chọn. Thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Quản sự khách khí nói rằng, Socrates tiên sinh, là gió nào đem ngài thổi tới? Socrates cười cười, nói rằng, là chịu đến một vị bằng hữu phó thác, để cho ta tới cho Giang chủ tịch xem bệnh. Bằng hữu, vị nào bằng hữu a? Xin lỗi, vị bằng hữu kia cũng không muốn tiết lộ tính danh. Làm việc tốt không lưu danh, thật là đại trưởng phu gây nên a. Quản sự bội phục nói, có thể mời được ngài xuất sơn. Một vị kia bằng hữu nhất định là vô cùng không dậy nổi đại nhân vật. Kỳ thực quản sự tâm lý đã ở nói thầm, Socrates một. Không,
ái tài, hay không thích danh, là ai đi qua thủ đoạn gì có thể xin hắn xuất sơn. Quản sự kỳ thực bỏ quên một điểm. Nam nhân này, không ham tiền không thích danh, nhưng có thể háo sắc a. Đều nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Socrates cũng chạy không thoát lao kéo mỹ nhân quan. Quản sự lớn tiếng nói, Socrates tiên sinh cũng không cần tham gia tuyển chọn rồi. Trực tiếp đi qua, ngài trước tiên có thể đến buồng trong ngồi, như thế này cùng tuyển chọn thông qua bác sĩ cùng đi gặp Giang đồng sự. Những lời này khiến người ta kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có bác sĩ không cần tham gia tuyển chọn trực tiếp liền đi gặp Giang Hàn không phải là. Đủ để nhìn ra Socrates danh vọng chi cao. Cừu trắng không hài lòng nói rằng, như vậy không tốt đâu. Không thể đối xử bình đẳng. Không đợi quản sự mở miệng, bên kia Mạc Nguyên liền châm chọc khiêu khích nói, cái này tuyển chọn vốn chính là vì loại bỏ thật giả lẫn lộn nhân, chọn vốn có thực học giả mà thiết trí trạm kiểm soát. Nhân gia Socrates danh mãn thiên hạ, y thuật cao siêu, cần gì phải làm điều thừa tiến hành tuyển chọn rồi. Ngươi cho rằng, ai cũng giống như hai người các ngươi giống nhau, đều là lừa gạt ăn lừa gạt uống. Hắn ở phủng Socrates đồng thời, cũng không quên châm chọc Giang Sách một trận. Cừu trắng lửa giận trong lòng đốt. Giang Sách nhưng ở một bên rỗi rãnh nhưng tự đắc uống trà, kỳ thực những thứ này châm chọc nói hắn không để ý chút nào, có hay không thực học đó không phải là dựa vào miệng nói. Huống chi, hắn lần này mục đích không phải tới lấy chồng gây gổ. Hắn muốn ồn ào rõ ràng. Này Giang Hàn không phải đến cùng là đúng hay không phụ thân của hắn, cùng với cái này Giang Hàn không phải đến cùng bị bệnh gì. Còn lại sự tình, hết thảy không trọng yếu. Lại qua hơn 10 phút, quản sự xem người đều tới không sai biệt lắm, vì vậy liền đem mọi người tập hợp đến rồi một cái lớn phòng nghị sự. Hắn đi lên đài, dựa theo nước chảy nói rằng, lần này bác sĩ tuyển chọn vẫn quy củ cũ, tổng cộng có 3 đạo đề mục. Mọi người tại đây. Ai có thể hoàn thành trong đó ý một đạo, coi như là đi qua tuyển chọn rồi. 3 đạo đề, chỉ cần hoàn thành một đạo là được. Nghe vào thật đơn giản. Nhưng người tới trong lòng đều biết, mỗi một lần bác sĩ tuyển chọn đi qua suốt đều thấp dọa người, 3 đạo đề sợ rằng đều phi thường khó. Không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Quản sự vỗ tay một cái, đầu tiên, đề thứ nhất, trên. Thanh âm vừa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bị người đỡ đi lên sân khấu, có người rời cái ghế làm cho hắn ngồi xuống. Nam tử kia sắc mặt trắng bệch, không ngừng ở ho khan. Ho khan người toàn thân thẳng lên nổi da gà. Quản sự từ tốn nói, cái này, chính là đề thứ nhất rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây coi là cái gì đề thứ nhất? Đây không phải là một người lớn sống sờ sờ sao? Đề mục ở nơi nào a? Quản gia cười cười. Giải thích, vị tiên sinh này cho tới nay thân thể đều rất kiện khang, gần nhất cũng không biết là xảy ra điều gì khuyết điểm, vẫn ho khan, không dừng được. Ở đây chư vị, có ai có thể trị hết hắn ho khan, như vậy thì xem như là hoàn thành đạo đề này rồi. Các ngươi có 15 min quan sát thời gian, hiện tại bắt đầu. Đại gia nhao nhao đi lên đài, đối với tên nam tử này cặn kẽ quan sát. Lại là xem đầu lưỡi lại là sờ mạch đập lại là chắc nhiệt độ cơ thể, còn hỏi đông hỏi tây, thậm chí hỏi nam tử có cái gì. Không gia tộc bệnh di truyền. 15 min thời gian đi qua rất nhanh. Tất cả mọi người ngồi về tại chỗ. Quản sự tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi có 5 min thời gian tới viết xuống phương án trị liệu, là phối dược tay vẫn thuật, mặc dù viết. Bất quá ta được nhắc nhở một câu, các ngươi là bác sĩ. Muôn ngàn lần không thể vì đi qua tuyển chọn mà đổ. Nếu như các ngươi không có nắm chắc, cũng không cần qua quyết viết phương án. Không biết chị không có việc gì, còn có lưỡng đạo để có thể tuyển trạch. Nhưng nếu như đem người cho chữa phá hủy, vậy các ngươi chẳng những không thông qua tuyển chọn, về sau cũng không cần tới nơi này nữa rồi. Được rồi, 5 min tính theo thời gian bắt đầu, các vị bắt đầu đi. Mọi người nhìn nhau, mỗi một người đều cầm giấy cùng bút. Do dự. Có vài người nhìn thấu một ít trò, thế nhưng trong lòng không có nắm chắc, chậm chạp không dám hạ bút. Nếu như chị không hết, nhưng là không còn có lần nữa rồi. Thẳng thắn, buông tha đi. Đúng vậy, bệnh này nếu như chị không hết, về sau chúng ta khả năng liền tới không được rồi, không thể mù đổ. Còn có hai đạo khác để có thể thử xem, không dùng tại đạo này để trên đổ. Nói là,
tuyệt đại đa số người lựa chọn buông tha. Trong đó một phần nhỏ nhân viết sau đó, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại đem trong tay giấy cho vò thành một cục ném vào giỏ rác. Bốn Min sau khi đi qua, chỉ có Mạc Nguyên một người hoàn thành phương án. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đem phương án trị liệu đưa cho quản sự, lại đi quay đầu thời điểm. Hữu ý vô ý liếc nhìn Giang Sách, chỉ thấy Giang Sách trên giấy rỗng tuếch. Mạc Nguyên nở nụ cười. Góc Nam tiên sinh, trước ngươi không phải thật khoa trương sao? Còn nói cái gì ta sẽ thua ngươi? Ha ha, ngươi một chữ này không phải viết, làm sao thắng ta à? Quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau. Các ngươi Giang Nam khu bác sĩ, tất cả đều là thùng cơm, rác rưởi, xú cứt chó. Nói xong, hắn nghênh ngang trở về chỗ ngồi của mình. Cừu trắng cau mày, tương đương không vui. Hắn nhìn Giang Sách trống rỗng trang giấy, sốt ruột hỏi, Giang thầy thuốc, nam nhân này bệnh quả thực khó khăn như vậy trị liệu không? Giang Sách cười cười xấu hổ. Bị bệnh phải không khó trị, chỉ là phương thuốc này có điểm khó mở, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ tới cái gì thích hợp thuốc. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới rồi Mạc Nguyên mới vừa đã nói, vừa đưa ra rồi linh cảm. A hát, đúng vậy, hắn nói thứ này, không phải là một mặt hảo dược sao? Lập tức, Giang Sách liền cầm lên bút, trên giấy xoát xoát điểm một cái viết xuống phương thuốc. Cừu trắng ở một bên nhìn. Chứng kiến Giang Sách viết xuống phương thuốc sau đó, cừu trắng cả khuôn mặt đều tái rồi, Giang thầy thuốc, ngươi cái này. Nghiêm túc. Không trách cừu trắng kinh ngạc, thật sự là Giang Sách viết phương thuốc vô cùng ly kỳ. Giang Sách đem phương thuốc xếp, đưa lên A. Cừu trắng nóng nảy, Giang thầy thuốc, đừng nói giỡn A, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đưa lên là được rồi. Ngạch, là. Đối mặt Giang Sách chỉ lệnh, cừu trắng cho dù có một vạn cái không tình nguyện, một vạn cái hoài nghi, cũng không khỏi không chấp hành. Hắn cảm giác trong tay phương thuốc so với Thái Sơn còn trầm trọng hơn. Ở đem phương thuốc trình sau khi đi lên, cừu trắng lòng muốn chết đều có. Đã đến giờ. Quản sự nhìn một chút đưa tới trang giấy, nói rằng, tổng cộng cũng chỉ có hai phần phương án, xem ra vị tiên sinh này bệnh, làm cho đại gia cảm thấy khó giải quyết nha. Hắn vừa nói một bên mở ra hai tờ giấy. Quản sự đối với y dược đa đa thiểu thiểu cũng hiểu một điểm, đang nhìn Mạc Nguyên phương án sau đó, hài lòng gật đầu, lập tức giao cho thủ hạ chính là người đi bốc thuốc. Tiếp theo là Giang Sách phương thuốc. Cừu trắng lập tức cúi đầu, ở trên chiến trường ma luyện qua hắn, lúc này đều xấu hổ sợ đến không dám đối mặt với gần phát sinh hiện thực. Quả nhiên, tựa như cừu trắng dự liệu vậy, quản sự nhìn xong Giang Sách phương thuốc sau đó, giận không kềm được, tức giận hét lớn, Giang Sách, người đây là thuốc gì phương? Bắt chúng ta làm trò cười sao? Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Tùy ý ngươi dính vào. Người đâu, bắt hắn cho ta đánh ra đi. Cừu trắng thở dài, cũng biết sẽ có kết quả như vậy. Một bên Mạc Nguyên càng là cười ha ha, rác rưởi chính là rác rưởi, sớm muộn cũng sẽ rụt rè. Xem ra cũng không cần ta tự mình xuất thủ, đã có người đem các ngươi đánh ra ngoài, mau cút ra. Nhìn liền trướng mắt, cừu trắng thực sự không mặt mũi ở lại, mới vừa đứng dậy muốn đi, Giang Sách một bả bấm lên hắn. Giang Sách nhìn về phía quản sự, mỉm cười nói, ta đây phương thuốc nhìn qua ly kỳ, nhưng căn bản cũng sẽ không chết người a. Quản sự lạnh rên một tiếng, thì tính sao? Giang Sách nói rằng, nếu sẽ không cần mạng người, vậy tại sao không muốn thử thử một lần rồi? Nhất định phải thế ư? Ngươi nghĩ rằng ta không hiểu dược lý. Mặc dù ta không hiểu dược lý, cũng có thể nhìn ra ngươi đồ chơi này không thể trị bệnh. Giang Sách khoát tay áo, ai, có thể hay không chữa bệnh không phải ngươi nói coi là. Sự thực định đoạt, nếu như không thể trị tốt vị tiên sinh này, không cần các ngươi động thủ, tự ta cút ra khỏi đại môn, từ nay về sau nếu không bước vào nhà khách một bước. Quản sự cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói. Là ta nói. Tốt, ngươi muốn cam lòng cho chết ta liền cam lòng cho chôn. Quản sự đem phương thuốc giao cho thủ hạ, ấn chiếu hắn phương thuốc trên viết, bốc thuốc. Thủ hạ tiếp nhận phương thuốc nhìn thoáng qua, sắc mặt rất là xấu xí. Nhưng hạ mệnh lệnh tới rồi, lại không thể không đi. Cuối cùng, thủ hạ kia thở dài, lắc đầu đi ra. Đối với nên phương thuốc mặt trên viết đồ đạc căn bản cũng không báo dĩ bất kỳ hy vọng nào.
Quản sự trước giờ nói rằng, Giang Sách, ngươi làm xong cút đi chuẩn bị đi. Bên kia Mạc Nguyên càng là nói châm chọc, Giang Nam khu người, khoác lác bản lĩnh một cái so với một cái lợi hại, bản lĩnh thật sự lại một cái so với một cái không được. Thực sự là vật dĩ loại tụ, rác rưởi đều ở đây Giang Nam khu tập hợp, ha 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 ha. Giang Sách mỉm cười. Hắn nhếch lên chân, bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thắng thua, chờ xem. Không bao lâu sau võ thuật, một tên trong đó thủ hạ đã trở về, hắn dựa theo Mạc Nguyên kê đơn thuốc phương lấy thuốc, đồng thời dán tốt. Mạc thầy thuốc, ngài mời kiểm tra. Quản sự đem dán tốt thuốc để lên bàn. Mạc Nguyên tự mình kiểm tra. Ân, đây chính là dựa theo toa thuốc của ta bắt thuốc. Nhưng lại đều là tốt nhất thuốc, cho bệnh nhân dùng A. Không đợi Mạc Nguyên đem thuốc đoan đi qua, Giang Sách dùng mũi nghe nghe, cảm giác không đúng. Chờ một chút. Mạc Nguyên quay đầu lại, người có chuyện gì? Giang Sách nói rằng, người bắt thuốc có chuyện. A hát, người dùng mấy vị hàn tính cực mạnh thuốc, bệnh nhân thân thể không chịu nổi như vậy hàn tính. Chỉ biết nặng thêm bệnh tình. Mạc Nguyên nở nụ cười, ha ha, người có thể đoán được thuốc gì? Coi như có điểm năng lực, bất quá cũng không tính là gì, chỉ cần là cái bác sĩ đều có thể đoán được. Ta cho người biết, bệnh nhân này sở dĩ ho khan, là bởi vì gần nhất khí trời khô ráo nóng bức, trong cơ thể hắn phổi hỏa quá lớn. Lúc đầu dùng rộng lượng như vậy hàn tính dược vật quả thực không chịu nổi, nhưng ở hắn phổi hỏa cực mạnh dưới tình huống sử dụng, sẽ không có vấn đề, có thể rất tốt đưa đến áp chế tác dụng. Ta đây một chén thuốc uống vào, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, về sau mỗi ngày lại dùng một ít ôn hòa thuốc, chịu chút lê tuyết gì gì đó, sẽ không có chuyện gì. Cái khác không ít bác sĩ cũng đều là cái ý nghĩ này. Bọn họ tự cấp người trẻ tuổi kia xem bệnh thời điểm, cũng không có thiếu đều cùng Mạc Nguyên có ý tưởng giống nhau, cho rằng là khí trời khô nóng, phổi cháy qua thừa lại. Mới đưa đến ho khan không ngừng. Bất quá đại gia cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, cũng không có lợi dụng cơ khí tiến hành kiểm tra, không phải quá mò chuẩn. Cho nên rất nhiều người vì thay bệnh nhân suy nghĩ, không dám tùy tiện dùng thuốc. Chỉ có Mạc Nguyên khá lớn can đảm. Hắn tuyển trạch tin tưởng mình phán đoán, lớn mật dùng thuốc, kết quả lúc này lại bị Giang Sách cho ngăn cản. Giang Sách nói rằng, người trẻ tuổi này ho khan bệnh cũng không có phức tạp như thế, hơn nữa hắn cũng không có phổi hỏa, chính là trời nóng nực, nhiệt độ cơ thể hơi có chút cao mà thôi, căn bản sẽ không tạo thành liên tục ho khan kịch liệt. Như người vậy dùng thuốc, chẳng những trị không hết người, còn có thể nặng thêm bệnh tình của hắn. Làm một danh y sinh, người cần thay bệnh nhân suy nghĩ, không thể lại không có nắm chặt dưới tình huống qua quyết dùng thuốc, đây là đối với bệnh nhân không phụ trách. Mạc Nguyên bị nói sắc mặt đỏ bừng. Hắn giận dữ hét, người một cái Giang Nam khu tới rác rưởi cũng không cảm thấy ngại đề cập với ta, phụ trách, hai chữ. Các ngươi đều thảo gian nhân mạng, ăn thịt người huyết bánh màn thầu rồi. Còn ở đây giả trang cái gì Đức Mẹ Maria? Quản sự cũng nói, nếu là tuyển chọn, mỗi một vị bác sĩ đều cần vì mình hành vi phụ trách. Nhân ra Mạc thầy thuốc dám hốt thuốc, vậy làm xong phụ trách chuẩn bị tâm lý, Giang thầy thuốc, người có điểm bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác a. Lời trong lời ngoài, hay là đối với Giang Sách không tín nhiệm. Dù sao quản sự xem qua Giang Sách khai phương thuốc, liền Giang Sách toa thuốc kia, là một người nhìn đều sẽ đối với Giang Sách y thuật biểu thị hoài nghi. Huống chi Mạc Nguyên ở bản địa còn rất có uy vọng. Không cần phải xen vào hắn, Mạc thầy thuốc, xin ngài dùng thuốc A. Quản sự nói rằng, tốt, Mạc Nguyên bưng thuốc đi tới bệnh nhân trước mặt, đỡ hắn đem thuốc uống vào. Cảm giác thế nào? Mạc Nguyên hỏi. Cảm giác? Bệnh nhân lau miệng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Kết quả đột nhiên cảm giác trong bụng sôi trào lợi hại, ôm bụng ho khan lợi hại hơn. Lần này, dưới những thầy thuốc kia đều đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Mạc Nguyên không ngừng cho bệnh nhân phát phía sau lưng, hy vọng hắn có thể rất tốt một điểm. Căn bản không dùng. Bệnh nhân ho khan lợi hại hơn, ho khan không ngừng, thậm chí ngay cả huyết đều ho ra tới. Mạc Nguyên luống cuống. Bệnh nhân nguyên bản ho khan cũng rất lợi hại, cái này khen ngược, uống thuốc đều ho ra máu, lại như thế xuống phía dưới cần phải ho khan chết không thể. Làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh đưa đi y viện. Chậm, nhưng là sẽ xảy ra án mạng.
Tiễn cái gì y viện a? Kinh thành thầy thuốc giỏi nhất đều ở nơi này, nhanh, người nào cho hắn xem bệnh một chút. Chúng ta đều nhìn rồi, ý tưởng cùng Mạc thầy thuốc không sai biệt lắm a. Vậy đi tìm Socrates tiên sinh đưa cho hắn xem bệnh a. Đại gia thất chủy bát thiệt, nói không có chơi, quản sự cũng có chút nóng nảy. Người nếu như thật đã chết rồi, vậy làm phiền thật đúng là không nhỏ. Ở nơi này khẩn cấp thời khắc, một gã khác thủ hạ chạy tới. Trong tay của hắn đang cầm một cái ống nhổ, vẻ mặt chê đã đi tới, Giang thầy thuốc thuốc đã phối tốt rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thuốc? Nào có người đem thuốc đặt ở trong ống nhổ đâu? Đây không phải là thành tâm kẻ đáng ghét sao? Giang Sách lập tức đứng lên nói rằng, nhanh cho bệnh nhân uống thuốc, nhanh. Thủ hạ nhìn một chút quản sự. Quản sự lại xem bệnh một chút người, loại thời điểm này không lo được nhiều như vậy, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Uống thuốc. Nói là uống thuốc, nhưng trên thực tế cũng không có thực sự ăn. Thủ hạ kia đi tới bệnh nhân trước mặt, đem ống nhổ che mở ra, sau đó xoay mặt đi, mặt khác có hai gã thủ hạ ấn xuống đầu của bệnh nhân tới gần ống nhổ. Ở ống nhổ mở ra trong nháy mắt, hàng loạt mùi hôi thối bay ra. Cảm giác kia, giống như là đi tới nhà vệ sinh công cộng. Không phải, so với kia cái còn khó hơn nghe thấy. Số khí huân thiên. Con bà nó, cái này thuốc gì a? Thúi chết ta. Quả thực giống như là mễ điền cộng a. Các thầy thuốc đều nắm lỗ mũi, chán ghét đều phải ói ra. Bọn họ cách xa như vậy đều chán ghét muốn thổ, huống chi là tới gần ống nhổ bệnh nhân. Bệnh nhân kia hút mạnh một ngụm mùi hôi. Đem bữa cơm đêm qua đều chán ghét phun ra. Đặc biệt thấy được trong ống nhổ đầu đồ đạc, càng là chán ghét điên cuồng nôn mửa. Vẫn ói ra được có 5 min, cuối cùng ói toàn thân đều phải mệt lả. Thủ hạ mới đem ống nhổ cho lấy đi xử lý xong. Bệnh nhân cứ như vậy bủn rủn ngồi ở ghế trên, giống như là tê liệt giống nhau. Cửa sổ mở ra, nhanh lên thông khí. Mạc Nguyên hít thở hai cái không khí mới mẻ. Đi tới trên võ đài đem Giang Sách Khai phương thuốc mở ra, hắn ngã về phía biết Giang Sách Khai rốt cuộc thuốc gì, cư nhiên biết làm ra thúi như vậy mùi vị. Liền thấy phương thuốc kia trên viết, xú cứt chó ngâm. Cái gì? Mạc Nguyên đều mộng ép, hay là thuốc chính là chỗ này biểu diễn? Đây không phải là đùa giỡn người chơi sao? Quả nhiên a, Giang Nam khu tới đều là rác rưởi. Hắn cầm phương thuốc. Hướng về phía Giang Sách hét lớn, người có ý tứ. Cầm loại vật này tới kẻ đáng ghét sao? Giang Sách cười cười, đã đoán đúng, chính là muốn kẻ đáng ghét. Ha ha, người thì em còn có mặt mũi thừa nhận. Mọi người xem, tên khốn kiếp này đều viết cái gì? Đây là phương thuốc sao? Cái này đồ hỗn hào nhất định chính là thầy thuốc chúng ta sỉ nhục, đại gia đuổi hắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Quả thật, Giang Sách Khai phương thuốc quả thật làm cho mọi người khó chịu, nhưng trọng yếu hơn chính là, Giang Sách còn tại đằng kia, thuốc, bên trong bỏ thêm chất xúc tác, làm cho nguyên bản là rất thúi, thuốc, trở nên càng thêm thanh tưởi, liên lụy tất cả mọi người nghe thấy muốn thổ. Lúc này không tìm người tính sổ, còn tìm người nào tính sổ. Đang lúc mọi người muốn đem Giang Sách bắn cho đi ra thời điểm, vẫn có Minh Xét Thị Phi bác sĩ tồn tại. Có người nhìn không được nói một câu, cái kia, bệnh nhân dường như không phải ho khan ai. Một lời thức dậy người trong mộng. Tất cả mọi người bình tĩnh lại, đại gia nhao nhao hướng phía trên võ đài bệnh nhân nhìn sang. Đúng vậy, bệnh nhân quả thực không phải ho khan. Cái này, mỗi người đều như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Cừu trắng vui vẻ. Cố ý đối với Đừng Nguyên nói châm chọc, luôn miệng nói người khác là rác rưởi, kết quả cái này, rác rưởi, lại trị bệnh nhân, người ra châu thổi vang động trời, kết quả ăn ngươi thuốc. Chỉ tăng thêm bệnh tình, Mạc thầy thuốc, ta không hiểu a, đây rốt cuộc người nào mới thật sự là rác rưởi a? Sự thực lớn hơn hùng biện. Ngươi lại xảo thiệt như hoàng, ở như sắt thép chuyện thật trước mặt, cũng không thể nào nói xạo. Đừng Nguyên triệt để không có chủ ý. Hắn vừa mới đều hại vô cùng rồi, chứng kiến bệnh nhân ho ra huyết. Hắn thậm chí sắp khóc lên tiếng. Nhưng ngắn ngủi 10 min không tới võ thuật đi qua, Giang Sách liền lợi dụng hắn, thuốc, đem bệnh cô thành đọc sách người chữa lành,
ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Sau một lát, quản sự cười ha ha, đối với Giang Sách nói rằng, bệnh nhân mặc dù không ho khan, nhưng thứ cho tại hạ tài sơ học thiền, cũng không biết nguyên do trong đó, cũng xin Giang thầy thuốc chỉ giáo một. Hai, hắn đây là cố ý thăm dò Giang Sách. Nhìn Giang Sách là thật có thực học, vẫn là mèo mù vớ cá rán, dù sao loại thuốc kia phương làm sao có thể dùng để chữa bệnh. Giang Sách mỉm cười. Hắn từ tốn nói, kỳ thực mọi người đều bị biểu hiện giả dối cho mê hoặc, vị bệnh nhân này bệnh tình căn bản không có đại gia tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn ho khan cũng là bởi vì trong dạ dày có chút đồ bẩn, biết phản bội, đưa tới cổ họng ngứa, đường hô hấp rất nhỏ cảm hóa, chỉ có không ngừng ho khan. Dưới tình huống như vậy, mà thầy thuốc trả lại cho bệnh nhân dùng đại lượng hàn tính dược vật, đó không phải là đem bệnh nhân vào chỗ chết chỉnh sao? Mà ta muốn làm kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần bệnh nhân đem trong dạ dày đồ bẩn cho nhổ ra là được. Nếu như có thể mà nói, các loại bệnh nhân thân thể khôi phục một ít. Lại đi y viện tắm cái dạ dày, chịu chút đường hô hấp thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Vừa nói như vậy, mọi người mới rõ ràng. Giang Sách lái phương thuốc kia, mục đích đúng là muốn cho bệnh nhân cảm thấy ác tâm, đại lượng phun ra đồ bẩn, ngay cả vừa mới ăn đi đừng nguyên thuốc cùng nhau ói ra. Như vậy thì có thể mau sớm khôi phục. Mặc dù lớn gan, nhưng nguyên lý là chính xác. Quản sự gật đầu, không tệ không tệ, Giang thầy thuốc dùng thuốc thật là không bám vào một khuôn mẫu. Ngài trị bệnh nhân, cũng chính là hoàn thành đề thứ nhất nhãn, hiện tại xin ngài tiến nhập buồng trong, đợi cho chúng ta ra chủ tịch xem bệnh. Giang Sách, thuận lợi tấn cấp. Hắn đứng dậy, đối Bạch Dê dặn dò hai câu, ta hiện tại vào xem tình huống. Ngươi ở đây bên ngoài tiếp ứng. Tốt. Giang Sách theo quản sự đi vào trong phòng đi, đi ngang qua đường nguyên thời điểm, Giang Sách vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua. Lòng này cao khí kiêu ngạo thanh niên nhân, lúc này ngây ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn. Cũng cảm giác như là trời sập thông thường. Thanh niên nhân, là cần đi qua một ít đả kích, mới có thể đi xa hơn. Đây không phải là chuyện xấu. Không bao lâu sau võ thuật, Giang Sách đi tới một cái ưu nhã gian phòng nhỏ, ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ, có người đặc biệt phụ trách bưng trà rót nước, một chọi một hầu hạ. Có thể tiến vào gian phòng này, vậy cũng là có chân tài thực học cao minh bác sĩ. Cắt không thể đắc tội. Ngồi ở Giang Sách bên cạnh, chính là trước được mời vào tới Socrates. Hắn như là chờ không nhịn được, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Khi nhìn đến Giang Sách sau đó, khinh thường thấp giọng nói rằng, loại này mặt hàng cũng có thể đi qua tuyển chọn. Ha ha, thảo nào Giang thành viên ban giám đốc bệnh vẫn trị không hết. Giang Sách mỉm cười, kiên trì đợi. Đại khái sau nửa giờ, lại có hai người đi đến, bọn họ là thông qua phía sau lưỡng đạo để bác sĩ. Như vậy, tổng cộng có bốn gã bác sĩ ở nơi này gian phòng bên trong. Sau đó, một người thanh niên đã đi tới, hắn tằng hắng một cái. Nói rằng, các vị tôn kính bác sĩ, xin cho phép ta giới thiệu một chút. Bỉ nhân họ Lưu Danh Cẩm rõ ràng, là Thịnh Vui Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc. Giang đồng sự đối với ta ân trọng như núi, ngày hôm nay xin mọi người tới, cũng là vì cho Giang đồng sự xem bệnh. Không nói nhiều thừa thải, phía dưới, làm phiền các vị. Vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh từ mặt khác một cánh cửa đi đến, trực tiếp ngồi ở trên giường. Người nọ. Phải là Thịnh Vui Khoa học Kỹ thuật Chủ tịch Giang Hàn Phi. Giờ khắc này, Giang Sách tâm nhanh chóng nhúc nhích. Hắn cùng phụ thân ly biệt xấp xỉ 10 năm, rốt cục lần nữa chờ đến gặp mặt cơ hội, hy vọng lão thiên gia không muốn nói đùa hắn, người trước mắt. Nhất định phải là phụ thân A. Xin mời, Lưu Cảnh rõ ràng làm một, mời, đích thủ thế. Socrates kích động nhất, người thứ nhất đứng dậy đi tới, hai người khác cũng đều đi theo. Giang Sách hít sâu mấy hơi thở, ổn định lại tâm tình của mình, sau đó cũng đi theo. Bọn họ xốc lên màn, đi tới bên giường. Giang Sách đè nén xuống kích động trong lòng, hướng phía trên giường ngồi người nọ nhìn sang, kết quả liếc nhìn lại, cả trái tim đều chìm đến rồi đáy cốc. Người này, căn bản cũng không phải là phụ thân. Tuy là sấp xỉ 10 năm không có gặp mặt, nhưng phụ thân dung mạo vẫn khác ở Giang Sách trong đầu, mặc dù có thay đổi. Cũng không khả năng khổng lồ như vậy. Người trước mắt này, cùng phụ thân căn bản là hai người. Ta,
Sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ nói, chỉ là trùng tên trùng họ, một chút xíu quan hệ cũng không có sao? Giang Sách trong lòng tràn đầy thất lạc. Đúng lúc này, Socrates tức giận hét lớn một tiếng, cái quỷ gì? Tên khốn kiếp này là ai a? Đây căn bản cũng không phải là Giang Đồng Sự a. Ân. Socrates một tiếng quát lớn, ngược lại thì đem Giang Sách đánh thức. Vừa mới bởi quá tổn thương tâm, Giang Sách bỏ quên một cái chí mạng vấn đề trước mắt tên nam tử này nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi a. Tuổi tác không giống a. Ai cũng biết Giang Đồng Sự là một gã sắp 60 lão đầu, mặc dù không có tận mắt qua, thế nhưng tuổi tác đặt na, thay đổi không được. Trước mắt nam tử này căn bản là không giống a. Lưu Cảnh rõ ràng vừa đi qua đây vừa cười nói rằng, xin lỗi a các vị, cái này một vị quả thực không phải Giang Đồng Sự. Hắn gọi cần gì phải kiện, là Giang Đồng Sự đã từng bí thư. Trùng hợp là, hắn cùng Giang Đồng Sự được giống nhau như đúc bệnh, chỉ bất quá bệnh tình nếu so với Giang Đồng Sự nhẹ hơn nhiều. Giang Đồng Sự hy vọng các ngươi trước chữa cho tốt hắn, sau đó sẽ đi cho Giang Đồng Sự xem bệnh. Không phải đối với các ngươi không tín nhiệm a, chỉ là Giang Đồng Sự đối với cần gì phải kiện yêu thương phải phép, mới có thể hy vọng các ngươi trước chữa bệnh cho hắn. Thương yêu. Ha ha, loại này thí thoại nói ra ai tin? Rõ ràng chính là đối với tới bác sĩ không tín nhiệm, để cho bọn họ trước cho cần gì phải kiện xem bệnh, nhìn kỹ chứng minh thực lực bọn hắn rồi, mới có thể đi cho Giang Hàn Phi xem bệnh. Dù sao Giang Hàn Phi quyền cao chức trọng, không có khả năng tùy tiện làm cho những thầy thuốc này chữa lấy chơi. Một phần vạn sơ sót một cái, cho chữa chết làm sao bây giờ? Cho nên mới cần gì phải kiện đảm đương vật thí nghiệm. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng cũng không cần nói toạc, hiện tại Giang Sách minh bạch vì sao đã từng cho Giang Hàn Phi xem bệnh bác sĩ biết nói năng thận trọng, cái gì đều không nói được. Bởi vì bọn họ khả năng căn bản ngay cả Giang Hàn Phi cũng không thấy. Lại có cái gì có thể nói? Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ ít Giang Sách biết người trước mắt cũng không phải là Giang Hàn Phi, kể từ đó, hắn sẽ chả có thể báo dĩ hy vọng cái kia Giang Hàn Phi chính là cha của hắn. Chỉ là Giang Sách cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng, phụ thân Giang Hàn Phi là một say mê với nghiên cứu đơn thuần người, căn bản cũng không có nhiều như vậy oai suy nghĩ. Ở phương diện này, đệ đệ Giang Mạch nhưng thật ra cùng phụ thân rất tương tự. Giang Sách ngược lại thì bởi vì quanh năm suốt tháng tại ngoại tham gia quân ngũ, lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Một bụng thuật quyền biến. Nói đi nói lại thì, người thì sẽ đổi biến rồi. Sắp xỉ 10 năm chưa từng gặp mặt, ai biết Giang Hàn Phi có thể hay không từ bạch liên hoa biến thành bụng đen quái. Chỉ có gặp được chân diện mục mới biết được vậy có phải hay không phụ thân. Giang Sách lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị đi cho Hà Kiện xem bệnh, đây là Giang Hàn Phi đệ nhị trọng khảo nghiệm, chỉ có chị Hà Kiện mới có tư cách đi cho Giang Hàn Phi chữa bệnh. Vì thực hiện mục đích, Hà Kiện bệnh, phải chữa cho tốt. Lúc này, Socrates sắc mặt đại biến. Hướng về phía Tổng Giám đốc Lưu Cảnh Minh quát, khinh người quá đáng. Các ngươi thịnh vui khoa học kỹ thuật giống như này cuồng vọng bá đạo, không đem người để vào mắt sao? Lưu Cảnh Minh sửng sốt một chút, Socrates tiên sinh, ta không phải quá rõ ý của ngài. Không rõ, ha ha, người nào thì em không biết đây là đệ nhị trọng khảo nghiệm a? Thật coi chúng ta ngu si sao? Socrates vỗ vỗ ngực của mình, ta nhưng là toàn thế giới nhất Lưu bác sĩ. Vội tới Giang Hàn Phi xem bệnh cũng là bị nhờ vả của bằng hữu. Ta xem bệnh cho hắn, đó là vinh hạnh của hắn, toàn thế giới bao nhiêu người cầu ta đều không đến. Các ngươi lại la ó, không mang theo ta đi thấy chân chính bệnh nhân, làm một cái vật thí nghiệm nhanh ta trị liệu. Thế nào, không tin được ta? Ta là có tôn nghiêm, các ngươi không tin được ta còn không phải hầu hạ. Lưu Cảnh Minh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, Socrates tiên sinh. Ngài đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Rất đơn giản, Socrates vươn hai đầu ngón tay, hoặc là để cho ta cho chân chính Giang Hàn Phi xem bệnh, hoặc là ta hiện tại đi liền người. Lưu Cảnh Minh thở dài, những thứ này đều là Giang Đồng Sự chế định quy tắc, không cho thay đổi. Ta đây khả năng liền đi. Nếu như Socrates tiên sinh không nên kiên trì, vậy thì mời trở về a, thứ cho không tiễn xa được. Ngạch, Socrates bối rối, hắn không phải thật muốn đi,
mà là muốn mượn mấy câu nói đó buộc chân chính Giang Hàn Phi hiện thân, kết quả không nghĩ tới Lưu Cảnh Minh căn bản không ăn bộ này. Cái này có điểm lúng túng nha. Đi. Không được, lao kéo khai báo nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về, ước hẹn ánh sáng nến bữa cơm không phải phao thang. Không đi. Người nói đều đã nói ra miệng, còn mặt dày mày dạn lưu lại. Không thích hợp à. Lưỡng nan à. Vốn muốn đem đối phương bức cho chết, kết quả ngược lại đem mình đưa vào tuyệt lộ. Socrates triệt để mông quay vòng, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng mà Lưu Cảnh Minh có thể rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn vung tay lên, người đâu, mời Socrates tiên sinh ly khai. Là, lập tức, vài tên bảo tiêu đi đến, đỡ Socrates liền hướng bên ngoài đi, cũng không để ý Socrates như thế nào kêu to, hờ hững. Cùng trước thái độ cung kính tuyệt nhiên tương phản. Xem ra, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật hay là đối với bác sĩ hiền lành tất cả đều là giả, chỉ cần bị bọn họ nhận định là vô dụng, người, sẽ không chút lưu tình bỏ qua. Lưu Cảnh Minh đối với ba người còn lại mỉm cười nói, như vậy, cũng xin ba vị tiếp tục cho Hà Kiện chữa bệnh. Giang Sách đám người đi tới. Bọn họ nhao nhao đối với Hà Kiện tiến hành quan sát. Cũng hỏi thăm các loại phương diện sinh hoạt tỉ mỉ. Tổng thể mà nói, Hà Kiện bệnh quả thực rất quái lạ. Hắn ngũ tạng tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, đồng thời đầu óc còn không thanh tỉnh. Luôn là sẽ nói một ít hồ nói. Trong cơ thể như là có một chút độc tố. Một người bình thường nếu như bệnh thành hắn cái dạng này, sợ là đã sớm chết rồi, kỳ quái liền kỳ quái ở, Hà Kiện còn sống, chỉ là sống rất khó chịu mà thôi. Nếu như Lưu Cảnh Minh nói đều là thật, Na Giang Hàn Phi bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Hẳn là liền xuống giường đều chắc trở a. Ba vị, thấy thế nào a? Lưu Cảnh Minh dò hỏi. Hai gã khác bác sĩ cúi đầu, thúc thủ vô sách. Bọn họ chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn ra một điểm trò, nhưng hoàn toàn nhìn không ra Hà Kiện nguyên nhân bệnh chỗ. Như là bệnh, như là độc, như là tiên thiên. Như là bởi vì, thật sự là không hiểu nổi. Nhìn bọn họ dáng vẻ bất đắc dĩ, Lưu Cảnh Minh thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi tháng cơ bản đều là lấy thất vọng cáo chung. Quen. Người đâu? Cho ba vị bác sĩ một người gửi một cái tiền lì xì. Đây chính là muốn đánh phát bọn họ đi tư thế. Lúc này, Giang Sách đi qua đáng kể quan sát, rốt cục cảm thấy chỗ không đúng. Hắn đem chính mình, khí, truyền một điểm tiến nhập Hà Kiện thân thể, tại hắn kỳ kinh bát mạch bơi, càng chạy càng cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng, Giang Sách bỗng nhiên đặt câu hỏi, Hà tiên sinh, ngài ăn xong cái gì đồ không sạch sẽ sao? Một cái bị rất nhiều bác sĩ hỏi qua rất nhiều lần phổ thông vấn đề. Hà Kiện chóng mặt, đầu óc không rõ ràng lắm, đáp không được. Lưu Cảnh Minh thay hắn hồi đáp, một ngày ba bữa đều phục vụ tốt, dinh dưỡng phong phú, cân đối, tuyệt đối không có ăn đồ không sạch sẽ. Nếu như ngài cần, ta thậm chí có thể đem mỗi ngày thức ăn danh sách cung cấp cho ngài. Giang Sách quỷ mị cười. Ta nói cũng không phải là những thứ này. Đó là... Ta muốn hỏi chính là, Hà Kiện tiên sinh có hay không ăn xong cái gì thứ kích tính dược vật, loại thuốc kia vật biết có chứa nhỏ nhẹ độc tố, kích thích ngũ tạng lục phủ. Làm cho thân thể cơ năng phát sinh cải biến, thậm chí sẽ đối với đại não tạo thành thương tổn, chế tạo ra vốn không ứng với tồn tại ảo giác. Cái này, nguyên bản vẻ mặt buông lỏng Lưu Cảnh Minh, nghe xong Giang Sách miêu tả sau đó. Cả người sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong lòng bàn tay đầu đều toát ra mồ hôi. Lần đầu tiên có bác sĩ nói ra như thế tình huống cụ thể. Cụ thể đến làm cho Lưu Cảnh Minh cảm thấy sợ. Có một số việc, Lưu Cảnh Minh không thì ra mình xử lý. Vì vậy hắn tằng hắng một cái, giả vờ chấn định nói rằng, Giang thầy thuốc, người nói những tình huống này ta còn thực sự đã không có giải khai. Như vậy đi, quay đầu ta tìm người hỏi một chút. Nhìn có phải hay không tồn tại ngươi nói tình huống. Giang Sách ánh mắt biến đổi, cố ý thử dò xét nói, tìm người hỏi một chút. Lưu Cảnh Minh sợ đến hai chân đều mềm nhũn, thấy nói nhầm, nhanh lên cười giải vây, chính là tìm Hà Kiện hộ lý hỏi một chút, dù sao cũng không phải ta ở hầu hạ hắn, rất nhiều chuyện ta đều không biết. A hát, Giang Sách xuất ra giấy cùng bút, một bên viết vừa nói, ta trước mở một cái phương thuốc, người dựa theo toa thuốc của ta cho hắn ăn. Mặc dù không thể trị bệnh,
nhưng có thể ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu. Viết xong, hắn đem phương thuốc giao cho Lưu Cảnh Minh. Ở Lưu Cảnh Minh tiếp nhận toa thuốc thời điểm, Giang Sách cố ý nói rằng, Lưu Kinh Lý, hôm nay bệnh liền thấy nơi đây, chờ ngươi hỏi ra cái như thế về sau, ta lại tiếp tục đăng môn xem bệnh. Lưu Cảnh Minh phía sau lưng đều ướt đẫm, dám bài trừ nụ cười nói rằng, tốt, một lời đã định. Tất cả xử lý xong, Giang Sách đứng dậy rời đi gian nhà. Hôm nay mặc dù không thấy Giang Hàn Phi, nhưng thu hoạch tương đối khá. Chí ít hắn đối với Hà Kiện, Giang Hàn Phi bệnh có biết nhất định, đặc biệt tiêu diệt triệt để Hà Kiện bệnh trạng, Giang Sách loáng thoáng phỏng đoán ra một ít không thể tầm thường so sánh tình huống. Thịnh vui khoa học kỹ thuật, đại hữu văn chương. Tuyệt vô cận hữu, Lưu Cảnh Minh tự mình tiễn Giang Sách ly khai gian nhà, dọc theo đường đi đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Lưu Cảnh Minh đối với Giang Sách vô cùng coi trọng. Từng ấy năm tới nay, bao nhiêu lớn bác sĩ đều đã tới, Lưu Cảnh Minh chưa từng có biểu hiện ra cung kính như thế thái độ. Chỉ là thái độ này, là có thể nhìn ra Giang Sách thật lợi hại. Giang thầy thuốc, ngài dặn ta nhất định sẽ lập tức làm theo, Giang thành viên ban giám đốc bệnh không muốn giao phó cho ngài rồi. Lưu Cảnh Minh phi thường khách khí nói. Giang Sách cười cười, xoay người rời đi. Lại đi đến lớn cửa thời điểm, một người tuổi còn trẻ tiểu tử vọt tới. Không là người khác, chính là bị Giang Sách đánh bại thầy thuốc trẻ tuổi Mạc Nguyên. Bởi vì hắn qua quyết cho thuốc, đưa tới bệnh tình của bệnh nhân nặng thêm, cho nên bị Thịnh Vui khoa học kỹ thuật người cho chạy ra. Ước đoán một đoạn thời gian rất dài cũng không có cách nào tới nơi này nữa rồi. Từ Mạc Nguyên trên mặt của cũng có thể nhìn ra một phen cảm giác mất mát. Cửu Trắng lập tức chắn Giang Sách trước mặt, đối với Mạc Nguyên nói rằng, làm sao, thua không phục, còn muốn bới móc. Mạc Nguyên lắc đầu liên tục, ngài hiểu lầm, ta tìm Giang thầy thuốc là chuẩn bị xin lỗi. Xin lỗi. Cửu Trắng nhíu nhíu mày, thanh niên nhân này thật đúng là có đảm đương. Giang Sách đi phía trước bước ra một bước, mỉm cười nói, trẻ tuổi nóng tính không nhất định chính là chuyện xấu, nếu như thanh niên nhân cũng không khí thịnh nói, kia xã hội chẳng phải là muốn không khí trầm lặng. Cho nên ta cũng không cảm thấy hôm nay ngươi sự tình làm sai. Cũng không cần phải theo ta xin lỗi. Mạc Nguyên nói rằng, không phải, xét đến cùng hay là ta vô cùng mãng tràng, ngay cả bệnh nhân chân thực bệnh tình cũng không có náo minh bạch liền qua quyết cho thuốc. Càng là mắt chó coi thường người khác, vừa nghe nói ngài là đến từ Giang Nam Khu, ta liền coi thường. Xin lỗi, Giang thầy thuốc, là ta sai rồi. Hắn cúi đầu, thái độ thành khẩn nói rằng, ở chỗ này, ta còn có một việc muốn Giang thầy thuốc bằng lòng ta. Giang Sách gật đầu, người nói. Mạc Nguyên cắn môi một cái, Giang thầy thuốc, ngài y thuật cao siêu, y đức cao thượng, ngay cả tính khí lớn như vậy Lưu Kinh Lý đều bị ngài mị lực chiết phục, cho nên ta nghĩ muốn bái ngài làm thầy. Bái sư. Giang Sách cảm giác đầu ông ông. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới Mạc Nguyên cư nhiên sẽ như thế đột nhiên đưa ra bái sư yêu cầu. Quả nhiên là thanh niên nhân A, cảm tưởng dám nói. Giang Sách cười khổ nói, người vốn là tiệm thuốc đi ra, trong nhà đều là học y, ở kinh thành cũng rất có danh vọng. Người đã sư xuất có môn, ta đây lại làm sư phụ ngươi sẽ không thích hợp, chuyện này ta không thể bằng lòng ngươi. Nói xong, Giang Sách cất bước đi liền. Kỳ thực hắn không riêng gì bởi vì không hợp quy củ mà không thu Mạc Nguyên, mà là bởi vì hắn mục đích của chuyến này là vì cha xét Giang Hàn Phi, hết khả năng không muốn phức tạp. Mạc Nguyên còn không hết hy vọng, ở phía sau hô lớn, Giang thầy thuốc, ta sẽ không buông tha. Ta nhất định phải bái ngài làm thầy. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu, sải bước ly khai. Cửu Trắng theo sát phía sau. Thông suốt, người của ngài xeo mị lực thật đúng là có thể, thứ nhất là chinh phục một vị y dược thế gia tiểu thiếu gia. Đừng ba hoa, nhanh lên trở về tửu điếm, lúc này đây chữa bệnh, ta có phát hiện trọng đại. Tốt. Hai người đón xe về tới tửu điếm. Vừa tiến vào gian phòng, Nhâm Chỉ Lan liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Nhìn thấy người phụ thân rồi sao? Giang Sách cười cười, trước tiên đem môn quan trên, ngồi xuống uống chén nước. Chưa thấy. Nhâm Chỉ Lan có chút thất vọng, ý là ngươi ở đây bác sĩ tuyển chọn trong quá trình, bị loại bỏ rồi không? Giang Sách lắc đầu, cái này ngược lại cũng không phải. Tiếp lấy.
Giang Sách liền đem ngày hôm nay ở Thịnh Vui khoa học kỹ thuật bác sĩ nhà khách chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần, nói ngắn lại, chính là Giang Hàn Phi làm người cẩn thận. Không có trực tiếp hiện thân. Chỉ có chị Hà Kiện, mới có thể có tư cách đi theo Giang Hàn Phi gặp mặt. Nhâm Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, vẫn có cơ hội nhìn thấy Giang Hàn Phi, đến tột cùng hắn là không phải phụ thân của ngươi, vẫn là có thể mong đợi. Lúc này, Giang Sách sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu làm cho Cửu Trắng, Nhâm Chỉ Lan có chút kinh ngạc nói. Chỉ sợ chị Hà Kiện, cũng không có thuận lợi vậy nhìn thấy chính chủ. Nhâm Chỉ Lan nhướng mày, hỏi có ý tứ. Giang Sách thở dài, giải thích, ngày hôm nay ta cho Hà Kiện nhìn bệnh, phát hiện bệnh của hắn phi thường đặc thù, cũng không phải là trời xanh, mà là bởi vì. Là như thế nào bởi vì? Ta phát hiện Hà Kiện ngũ tạng lục phủ đều có bất đồng trình độ hư hao, trong cơ thể còn có chút ít độc tố. Hắn thần tình dại ra, không có gì nhận năng lực, nhưng lại không phải chúng ta cho là cái loại này si ngốc. Nhâm Chỉ Lan nghe không hiểu, có thể nói đơn giản một chút sao? Nói đơn giản, chính là Hà Kiện dùng lâu dài có chứa độc tố vật phẩm, đưa tới thân thể ra khuyết điểm, đồng thời đầu óc của hắn xuất hiện ảo giác. Biết chịu khống với người. Cửu Trắng kinh ngạc nói, cái này ý nghĩa, có người cho Hà Kiện mớm thuốc, khống chế hắn suy nghĩ. Không sai. Nói ngừng ở đây. Bên trong phòng mấy người sắc mặt đều tương đương trầm trọng. Hà Kiện kỳ thực chỉ là một lời dẫn. Chân chính, sinh bệnh, Giang Hàn Phi, nếu so với Hà Kiện bệnh tình nghiêm trọng nhiều. Nếu như dựa theo Giang Sách theo như lời, như vậy chân chính Giang Hàn Phi sợ là sớm đã bị dưới người thuốc. Thần trí không rõ. Vẫn bị người khống chế được. Thế nhưng mà này sau người bởi vì các loại nguyên nhân, lại không thể làm cho Giang Hàn Phi thực sự chết đi, cũng không thể nhượng hắn biến thành thực sự kẻ ngu si, cho nên cho tới nay đều sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất, dùng tốt nhất thuốc, để duy trì Giang Hàn Phi sinh mệnh kiện khang. Qua nhiều năm như thế, Giang Hàn Phi sợ là cùng hoạt tử nhân không có gì khác nhau. Chịu khống với người, một nghe người ta điều khiển, không có mình năng lực suy tính cái xác không hồn. Cái này thảo nào Giang Hàn Phi tại sao phải cũng không trở về Giang Nam Khu, Giang Mạch chết, hắn đều thờ ơ. Đương nhiên, những thứ này còn chỉ là suy đoán. Giang Sách nói rằng, tuy là có khả năng rất lớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, ta chỉ có thực sự gặp được Giang Hàn Phi, mới có thể xác định hắn là không phải cha ta, hắn lại đến tột cùng có hay không bị khống chế. Bên trong phòng bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng. Nhâm Chỉ Lan thở dài, nói rằng, Sách Nhi, mặc cho A Di đối với chuyện này không giúp được ngươi bất luận cái gì vội vàng, kế tiếp liền toàn dựa vào chính ngươi. Giang Sách cười cười, yên tâm đi, chuyện này lúc đầu cũng có thể để ta làm xử lý. Hắn đứng lên đi tới bên cửa sổ, thả nhãn trông về phía xa. Nếu như phụ thân thực sự bị người nào đó dùng thuốc khống chế rồi, như vậy Giang Sách tuyệt đối sẽ không làm cho người này chết tử tế. Hắn cầm thật chặt nắm tay. Cửu Trắng, đi thông chi Mộc Dương một, làm cho hắn đem song tử, thiên hạt điều qua đây, tùy thời nghe lệnh. Lập tức điều động hai cái hoàng kim, đồng thời cũng đều là giết người không chớp mắt, ác ma, lần này, Giang Sách là quyết tâm. Thuộc hạ tuân mệnh, Cửu Trắng đứng dậy rời đi gian nhà, đi chấp hành Giang Sách mệnh lệnh. Tinh Phong Huyết Vũ, gần đến. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đại lâu văn phòng. Chủ tịch phòng làm việc. Đông đông đông, ba tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến. Môn đẩy ra, Lưu Cảnh Minh đi vào phòng, cấm đi tới trước bàn làm việc. Chủ tịch, hôm nay bác sĩ tuyển chọn kết quả đi ra. Giờ khắc này ở Lưu Cảnh Minh trước mặt, chính là thần bí Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch Giang Hàn Phi. Kết quả như thế nào? Giang Hàn Phi cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chính như chủ tịch ngài dự đoán như vậy. Ở nơi này một lần bác sĩ tuyển chọn trong xuất hiện nằm vùng. Lấy xem bệnh làm lý do đi ám sát chi thật. Người nào? Socrates. Giang Hàn Phi khẽ ngẩng đầu lên, thở dài, vẻ mặt đều là vẻ thất vọng. Ta không nguyện ý nhất nghe được chính là cái này kết quả. Socrates nhưng là một gã thầy thuốc ưu tú, nếu có hắn trợ giúp, ta đây bệnh thì có cơ hội khôi phục. Mặc dù khôi phục không được, cũng có thể có chút ngăn chặn, kéo dài thọ mệnh. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Như vậy một vị ưu tú kiệt xuất bác sĩ, lại là nằm vùng.
Giang Hàn Phi hỏi, điều tra ra là ai sai khiến sao? Lưu Cảnh Minh hồi đáp, là Lao Kéo. A hát, cái kia tiện nữ nhân. Giang Hàn Phi nói rằng, từ Ngô lão gia vào ở kinh thành, sáng tạo trọng môn khoa học kỹ thuật sau đó. Liền khắp nơi theo chúng ta đối nghịch, chiếm trước chúng ta thị trường, lương cao đào móc người chúng ta chỉ có, uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đặc biệt cái này Lao Kéo, làm Ngô lão gia đệ nhất người có khả năng, cả ngày cho chúng ta xử bán tử. Lão gia ta là chịu đủ nàng. Sớm muộn cũng có một ngày, lão gia phải đem nàng cho giết. Lưu Cảnh Minh nói rằng, muốn làm rơi nàng còn không dễ dàng. Thuộc hạ hiện tại cũng có thể đi làm. Coi như hết, Giang Hàn Phi khoát tay áo, sợ ném chuột vỡ đồ A, trọng môn khoa học kỹ thuật phía sau là Triệu gia, hiện nay còn chưa phải là cùng Triệu gia vạch mặt, toàn diện lúc khai chiến. Các loại Đàm gia bên kia bố trí xong tất cả, chúng ta động thủ lần nữa, dưới lúc, Triệu gia, trọng môn tất cả đều giết chết. Nói xong, Giang Hàn Phi vung tay lên. Được rồi, sự tình ta đều đã biết, người trước tiên có thể đi xuống. Thông thường nghe được câu này, Lưu Cảnh Minh đều sẽ không chút do dự ly khai, thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại do dự, mấy lần muốn xoay người ly khai, rồi lại dừng bước. Giang Hàn Phi nhìn thấu vấn đề, còn có việc. Ân, nói. Lưu Cảnh Minh sắp xếp lời nói một chút, nói rằng, vào hôm nay đi qua tuyển chọn bác sĩ trong, có một vị y thuật có chút tinh xảo, hắn dĩ nhiên. Giang Hàn Phi nhíu mày, từ lúc nào học được nói một nửa. Dĩ nhiên cái gì? Chủ tịch, ta cũng không biết là không phải của ta ngộ phán, người bác sĩ này dĩ nhiên nhìn thấu Hà Kiện đích thực thật bệnh tình. Cái gì? Giang Hàn Phi có chút ngoài ý muốn, thầy thuốc kia nói như thế nào? Lưu Cảnh Minh liền đem Giang Sách kết quả chẩn đoán tự thuật một lần. Giang Hàn Phi nghe xong, khóe miệng vi kiều, có thể a. Thầy thuốc này có điểm trình độ, nói 8-9 phần 10. Lưu Cảnh Minh lo lắng nói, vấn đề là, hắn tựa hồ đã nhìn ra thuốc, sự tình. Hiện trường lập tức trầm mặc. Thuốc, bị nhìn đi ra rồi. Nếu quả như thật là như vậy, khả năng liền không dễ làm. Giang Hàn Phi nói rằng, cũng không nhất định, có thể hắn vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, nếu như hắn thực sự nhìn ra thuốc, sự tình, chúng ta cũng có thể trước lợi dụng hắn chữa cho tốt bệnh của ta, sau đó sẽ giết người diệt khẩu, không phải làm lỡ. Vấn đề là, hắn thật sự có năng lực chữa cho tốt cái bệnh này sao? Lưu Cảnh Minh nói rằng, thầy thuốc kia ở trước khi đi cho toa thuốc, nói là có thể ngăn chặn bệnh tình, ta dựa theo phương thuốc của hắn mở thuốc, đã cho Hà Kiện ăn. Kết quả như thế nào? Giống như thầy thuốc kia nói, đồng thời quả thực chiếm được ngăn chặn, mặc dù không hoàn toàn, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy vui mừng. Không sai, không sai a. Giang Hàn Phi vỗ tay một cái. Có thể ở lượng tin tức như vậy khan hiếm dưới tình huống để bệnh tình đạt được ngăn chặn, người này y thuật quả thực cao siêu. Nếu như chúng ta cung cấp cho hắn càng nhiều tin tức hơn số lượng, nói không chừng thật có thể chữa cho tốt bệnh của ta. Giang Hàn Phi hỏi, người này từ đâu nhi tới a? Sư xuất cần gì phải môn a? Làm sao trước đây cũng không có đã tới? Lưu Cảnh Minh nói rằng, nghe nói là đến từ Giang Nam Khu, là nhân trị y quán tân lão gia tử quan môn đệ tử. Gần nhất vừa tới kinh thành. Lại là Giang Nam Khu. Giang Hàn Phi sắc mặt không vui, lần trước hắn đem hy vọng đều đặt ở Giang Nam Khu Thạch gia phụ tử trên người, kết quả đâu? Làm hại chính mình thiếu chút nữa bại lộ. Này một đôi phụ tử, thực sự đáng chết. Từ nay về sau, Giang Hàn Phi đối với Giang Nam Khu một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Xác thực thật không ngờ, lúc này đây có thể trị liệu trên người hắn bệnh dữ. Rốt cuộc lại là đến từ Giang Nam Khu. Thật là một địa phương thần kỳ a. Hắn hiếu kỳ hỏi, thầy thuốc kia tên gọi là gì a? Đây chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Giang Hàn Phi không biết gặp qua bao nhiêu bác sĩ, đại danh đỉnh đỉnh không phải số ít, nhưng có thể cho hắn trợ giúp, làm cho hắn nhớ thật sự là lông phượng và sừng lân. Lưu Cảnh Minh thành thật trả lời, lại nói tiếp. Người này cùng chủ tịch ngài vẫn là một cái họ. A hát, hắn cũng họ, Giang. Chính là, tên gì? Giang Sách. Ầm ầm, Giang Hàn Phi lập tức liền từ ghế trên sông lên, cảm giác trong đầu sấm sét nổ vang, toàn thân dòng máu đều sôi trào đứng lên.
Giang Sách, là Giang Sách. Lưu Cảnh Minh bị Giang Hàn Phi động tác lại càng hoảng sợ, theo chủ tịch nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lần đầu tiên chứng kiến hắn kích động như thế, khẩn trương, đứng ngồi không yên. Chủ tịch, ngài đây là thế nào? Giang Hàn Phi hai mắt trợn tròn, thân thể có chút run rẩy. Một hồi kinh ngạc, một hồi cuồng tiếu, một hồi mục trừng khẩu ngốc, giống như điên. Lưu Cảnh Minh sợ hãi, chủ tịch, ngài cũng theo ta đùa kiểu này à? Ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Bác sĩ, không cần kêu. Giang Hàn Phi khoát tay chặn lại, một lần nữa ngồi xuống, Giang Sách. Dĩ nhiên là Giang Sách, ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Lưu Cảnh Minh hiếu kỳ hỏi, Giang Sách thì thế nào? Giang Hàn Phi cười ha ha, cố ý hỏi, ngươi biết. Giang Sách theo ta là quan hệ như thế nào sao? Không biết. Giang Sách, đó là của ta con trai. Trọng môn khoa học kỹ thuật, tư nhân Ngô Nhạc Phòng. Chủ tịch Ngô lão gia đang cầm cán cây cơ, một thân một mình đánh bia, lao kéo đẩy cửa mà vào. Cạch, một viên bia vào động. Ngô lão gia ngồi dậy, xoa xoa cán cây cơ, mở miệng hỏi, kết quả thế nào? Lao kéo nhếch lên chân, lắc đầu, thất bại. Giang Hàn Phi con cáo già kia thực sự giảo hoạt, dĩ nhiên làm cho một cái tên là Hà Kiệt để thay thế hắn tiếp thu trị liệu. Nói cái gì chỉ có chị Hà Kiệt mới có thể đi trị cho hắn. Này rõ ràng chính là cầm Hà Kiệt làm vật thí nghiệm, đối với bác sĩ không có chút nào tin tưởng. Ngô lão gia nở nụ cười, đây là tự nhiên, con lão hồ ly này làm sao có thể lấy chính mình thân thể tùy tiện nói đùa. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, Na Socrates liền buông tha rồi. Đương nhiên, lao kéo bất đắc dĩ nói rằng, cái kia sao ngạo mạn, như vậy bị người khinh thị, làm sao có thể biết về già thành thật thật cho Hà Kiện xem bệnh. Hơn nữa, bệnh này rất lạ, một chốc nơi nào chữa thật tốt. Thật đến khi Socrates đem Hà Kiện bệnh chữa lành, lại đi ám sát Giang Hàn Phi, sợ rằng đến lúc đó rau cúc vàng đều lạnh. Ngô lão ra gật đầu, đúng vậy, trọng môn cùng thịnh nhạc. Triệu gia cùng Đàm gia, bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng chỉ là bão tố đã tới trước bình tĩnh. Đại chiến, sẽ bắt đầu rồi, không có thời gian chậm rãi chờ hắn cho Hà Kiện xem bệnh. Ngô lão gia bỗng nhiên cười đễu hỏi, vậy ngươi bằng lòng Socrates ước hội đâu? Sự tình chưa từng hoàn thành, còn William sao biết, cái kia người lòng tự trọng rất mạnh, không cần ta nói, chính mình liền hôi lưu lưu về nước đi. Không nhìn ra. Còn rất có cốt khí. Lao kéo tiếp tục nói, được rồi, lúc này đây tuy là ám sát thất bại, nhưng ngoài ý muốn thu được một phần không được tình báo, tin tưởng nghĩa phụ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. A hát, nói nghe một chút. Ở nơi này một lần bác sĩ tuyển chọn trong, xuất hiện một người, một cái ngươi rất quan tâm nhưng căn bản không nghĩ tới người. Có việc này, Ngô lão gia khinh thường nói, có thể để cho ta quan tâm người, trừ ngươi ra với ngươi đại ca. Cùng với mất rip ở ngoài. Sẽ không có người thứ tư rồi. Chẳng lẽ, là người đại ca đi tham gia tuyển chọn rồi. Lao kéo nhún vai, đương nhiên không sẽ là đại ca. Vậy người này là ai? Nói ra người cũng không nên dọa cho giật mình. Xú nha đầu, theo ta đùa giỡn cái gì tâm cơ? Nói đi, ai vậy? Lao kéo thu hồi nụ cười. Biểu tình nghiêm túc nói ra hai chữ, Giang Sách. Lạch cạch. Cái này một cây, Ngô lão gia trực tiếp đem cầu cho đánh ra bàn đánh bóng bàn. Giang Sách, thế nào lại là hắn? Hắn đi thịnh nhạc khoa kỹ năng làm cái gì? Ngô lão gia nghiêm túc, điều này tin tức quả thực kinh người, Giang Sách cũng đúng là cái kia làm cho hắn, quan tâm, nhân. Cái này một vỡ tuồng, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Trong tửu điếm, Giang Sách cùng Nhâm Chỉ Lan lại nói mấy câu sau. Đang chuẩn bị cùng nhau xuống lầu ăn một bữa cơm. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là một cái số xa lạ. Uy, xin hỏi ngài là vị ấy? Giang Sách khách khí hỏi. Giang thầy thuốc, ta là thịnh nhạc khoa kỹ năng tổng kinh lý của Lưu Cảnh Minh, chúng ta đã gặp. A hát, Lưu kinh lý A, xin hỏi tìm ta là vì. Là như thế này, Hà Kiện ở ăn ngài thuốc sau đó, bệnh tình ngay lập tức sẽ chiếm được ngăn chặn. Chúng ta chủ tịch đối với ngài y thuật cảm thấy bội phục cùng tán thán. Hắn quyết định không cần chờ đến chữa cho tốt Hà Kiện,
lập tức muốn cùng ngài gặp mặt. Giờ khắc này, Giang Sách lòng dạ ác độc ngoan rung động dưới. Hắn đè nén vui sướng trong lòng, hỏi thời giờ gì? Lưu Cảnh Minh hồi đáp, thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta sẽ đi qua bưu kiện gửi đi đến ngài hòm thư. Tốt, Na Giang thầy thuốc, chúng ta cứ quyết định như vậy, không gặp không về. Không gặp không về. Lạch cạch, điện thoại cắt đứt. Nhâm Chỉ Lan hiếu kỳ hỏi, ai tới điện thoại của? Nhìn ngươi thế nào dường như rất dáng vẻ kích động. Giang Sách cười vài tiếng, đối với Nhâm Chỉ Lan nói rằng, là Lưu Cảnh Minh đánh tới, hắn chiếm được chủ tịch chỉ thị, hẹn ta gặp mặt. Mừng rỡ, ngoài ý muốn. Nhâm Chỉ Lan cao hứng nói, chiếu nhìn như vậy đứng lên, Sách Nhi, này Giang Hàn Phi đại khái suất là của ngươi phụ thân a. Thời gian, 2 giờ chiều, địa điểm, Uyên rõ ràng phản điếm. Giang Sách dựa theo trong thơ phát tới thời gian địa điểm, trước giờ đạt tới phản điếm trước cửa, lúc này đây hắn chẳng những mang theo cừu trắng, càng là đem mặc cho Chỉ Lan cũng khép lại. Nếu như lúc này đây thật là Giang Hàn Phi tự mình tiếp kiến, Na mang đến mặc cho Chỉ Lan là rất có cần phải. Đặc biệt mặc cho Chỉ Lan thôi chắc, Giang Hàn Phi có thể vứt bỏ chính mình quyết định quy củ. Trước giờ tiếp kiến Giang Sách, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Giang Sách phương thuốc đối với cần gì phải kiện bệnh có ức chế hiệu quả, càng có thể là bởi vì nhớ con bức thiết. Vì thế, lúc này đây ba người bọn họ cộng đồng hành động, chính là muốn dò rõ này Giang Hàn Phi đến cùng là đúng hay không Giang Sách phụ thân chuyện này. Xe dừng lại, ba người trước sau xuống xe. Lấy Giang Sách dẫn đầu, ba người hướng phía Uyên rõ ràng tiệm cơm cửa đi. Không đợi bọn họ tới gần, thì có một bảo vệ cua gậy gộc quát, đi ra đi ra. Giang Sách mỉm cười, chúng ta là tới ăn cơm. Bảo an khinh thường nói, ngày hôm nay phản điếm đã bị Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bọc. Đám người còn lại giống nhau không cho phép tiến nhập, các người đi nhanh lên đi. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bao tràng. Vậy thì đúng rồi. Giang Sách giải thích, chúng ta là chịu Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mời, đặc biệt đến đây dự tiệc. A hát. Bảo an vô ý thức hỏi, vậy các ngươi mang thư mời rồi không? Cũng không có. Vậy các ngươi có Thịnh Nhạc khoa kỹ năng công tác chứng minh sao? Cũng không có. Bảo an nở nụ cười, không có gì cả, dựa vào cái gì tha các ngươi đi vào. Đừng cho là ta không biết, các ngươi là tạp chí báo nhỏ ký giả a. Ba người lấm la lấm lét, vừa nhìn thì không phải là thứ tốt. Cừu trắng nổi giận, ngươi nói thế nào đâu? Ra ra ta cứ như vậy nói, ta còn không ngại nói cho các người biết, ngày hôm nay Giang chủ tịch quả thực phải ra khỏi tịch yến hội, vì thế đặc biệt yêu cầu chúng ta nghiêm ngặt gác, không cho phép bất luận cái gì ký giả tạp ngư chui vào. Các người ba, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cừu trắng vừa vội vừa tức. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như thế ngu xuẩn. Lại có bảo an đem chân chính khách nhân trở thành là ký giả cản ở bên ngoài, thực sự là buồn cười. Giang Sách đi về phía trước một bước, từ tốn nói, chúng ta cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng Lưu Kinh Lý nhận thức. Người có thể đi hỏi thăm một chút Lưu Kinh Lý, hắn biết chứng thực thân phận của chúng ta. Bảo an nghe xong cười ha ha. Yêu, giả bộ còn rất giống như, chúng ta Lưu Kinh Lý biết nhận thức các ngươi loại này nát hàng. Chúng ta Lưu Kinh Lý tiếp xúc, vậy cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Mới không phải các ngươi những thứ này ngay cả nhất kiện ra dáng y phục đều mặc không dậy nổi quỷ nghèo kiết xác. Cút nhanh lên a. Nếu không cút, ra ra để cho ngươi biết biết lợi hại. Cảm tình vấn đề xuất hiện ở rồi trên y phục. Nếu như ba người bọn họ ăn mặc đắt giá y phục, ước đoán bảo an cũng sẽ không thái độ như thế lớn lối. Giang Sách bất đắc dĩ, móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại. Bảo an nóng nảy, ngươi làm cái gì? Gọi người có phải hay không? Có phải hay không gọi người qua đây? Giang Sách từ tốn nói, chớ khẩn trương, ta chính là kêu Lưu Cảnh Minh xuống tới một chuyến, tiếp chúng ta đi vào. Bảo an cười ha ha, người một cái tiểu bức thằng nhãi con giả bộ thật đúng là giống như, đã cho ta sẽ mắc lừa sao? Trả cho chúng ta Lưu Kinh Lý gọi điện thoại, A Phi. Chúng ta Lưu Kinh Lý nhận thức ngươi là ai a? Đồ rác rưởi. Vung tay lên. Lập tức có 4-5 danh bảo an vây quanh, trong tay mỗi người đều nắm một cây gậy. Xem giá thế này, Giang Sách bọn họ không đi nữa, không thể thiếu muốn chịu một trận đánh. Đang ở một đám bảo an hùng hổ đi hướng Giang Sách thời điểm, đột nhiên,
gầm lên giận dữ truyền đến. Tất cả đứng lại cho ta. Cái thanh âm này, các nhân viên an ninh quá quen thuộc, cũng không cần quay đầu xem cũng biết là Lưu Cảnh Minh thanh âm. Lặng lẽ liếc mắt đảo qua, quả nhiên là Lưu Cảnh Minh. Lưu Kinh Lý, ngài làm sao xuống? Đội trưởng an ninh vội vội vàng vàng đi tới. Vừa xong trước mặt, Lưu Cảnh Minh giơ tay lên chính là một cái tát, kết kết thật thật phiến ở tại đội trưởng an ninh trên mặt của. Đau rát. Lưu Kinh Lý, ngài đây là. Lưu Cảnh Minh lạnh rên một tiếng, không rõ. Giang thầy thuốc đây chính là chúng ta chủ tịch tự mình mời tới tôn quý khách nhân. Ngươi lại vẫn muốn động thủ đánh người ta, ha ha, phản ngươi. Đội trưởng an ninh hách liễu nhất đại khiêu. Cảm tình mấy người này thật vẫn nhận thức Lưu Cảnh Minh, cũng không phải tới chụp lén phóng viên báo lá cải. Hiểu lầm a. Đội trưởng an ninh liên tục cầu xin tha thứ. Lưu Cảnh Minh vung tay lên, ngươi sẽ không theo ta nói. Khứ thủ được Giang thầy thuốc tha thứ a, nếu như Giang thầy thuốc không chịu tha thứ ngươi, sẽ có dạng gì hạ chàng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đội trưởng an ninh chạy mau đến Giang Sách trước mặt, không chút do dự cả người ngã lên. Kết kết thật thật quỵ ở Giang Sách trước mặt. Hắn một bả nước mũi một bả nước mắt nói rằng, Giang thầy thuốc, là ta sai rồi. Ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cũng xin ngài tha thứ ta đây cái không có mắt hỗn đản. Giang Sách cười khổ một tiếng, cho nên ta sáng sớm đã nói cho ngươi đi tìm Lưu Kinh Lý, vì sao không nghe. Đội trưởng an ninh trong lòng kêu khổ a. Nếu như ngươi mặc chứ danh bài, mang đồng hồ nổi tiếng, ta có thể không đi mời sao. Khá lắm, toàn thân mặc quần áo cộng lại không tới 1.000 khối, trong nơi này có một chút quý tộc dáng vẻ. Đương nhiên sẽ khinh thị. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không thể nói ra được. Đội trưởng an ninh cuống quýt dập đầu, cái khác bảo an cũng đều quỳ xuống theo. Giang Sách khoát tay chặn lại, hơi chút cho các ngươi một điểm khiển trách a, từ giờ trở đi, vẫn quỳ đến mặt trời xuống núi. Chuyện này cứ tính như vậy. Đội trưởng an ninh mừng rỡ như điên. Cảm tạ, cảm tạ. Chỉ cần bằng lòng tha thứ hắn, quỵ liền quỵ. Dù sao cũng hơn vứt bỏ công tác, bị Thịnh Nhạc khoa kỹ năng báo thù tới tốt lắm. Lưu Cảnh Minh mỉm cười đã đi tới, Giang thầy thuốc, mời vào trong a. Chúng ta chủ tịch đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ngài. Ân. Giang Sách mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế cũng đã không thể chờ đợi. Gần 10 năm. Sốt cục. Có thể cùng phụ thân lần nữa gặp mặt. Vốn cho là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Cuộc đời này cũng không có cơ hội nữa gặp mặt, ngày hôm nay, rốt cục có thể thực hiện nhiều năm trước tới nay vẫn chưa xong tâm nguyện. Khẩn cấp, lòng nóng như lửa đốt. Đoàn người ở Lưu Cảnh Minh dưới sự hướng dẫn, thuận lợi tiến vào tửu điếm phòng khách. Ngày hôm nay, toàn bộ tửu điếm đều bị Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bao, xiêm áo chọn 10 bàn. Tất cả lãnh đạo cao cấp hầu như toàn bộ đều đến rồi. Có thể bị Thịnh Nhạc khoa kỹ năng coi trọng như vậy người, ngoại trừ Giang Hàn Phi ở ngoài, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Coi như là Tổng Giám Đốc Lưu Cảnh Minh, cũng chưa từng có bị qua lễ ngộ như thế. Rất nhiều người đều buồn bực, Giang Sách, người thế nào? Có thể chịu đến Giang Hàn Phi coi trọng như thế? Tuy là nghe nói hắn y thuật cao siêu, đối với cần gì phải kiện bệnh tình đưa đến ức chế hiệu quả, nhưng lại không phải triệt để đem trị hết bệnh rồi, coi như muốn mở cảm tạ tiệc rượu, vậy lúc phải quá sớm một chút ha. Ở Giang Sách đám người từ trong đại sảnh gian xuyên qua thời điểm, ánh mắt mọi người đều hướng phía hắn nhìn sang, trong lòng đều ở đây nói thầm hắn tại sao phải như vậy được coi trọng. Sốt cục, Lưu Cảnh Minh đem Giang Sách đám người dẫn tới cuối phòng khách. Nơi đây chỉ có một cái bàn. Có thể ngồi ở đây trên bàn lớn, tất cả đều là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân vật dẫn đầu. Chủ vị đang ngồi, chính là Chủ tịch Giang Hàn Phi. Chủ tịch, Giang thầy thuốc tới. Kỳ thực đã không cần Lưu Cảnh Minh nói cái gì, ai cũng chứng kiến Giang Sách tới, đặc biệt Giang Hàn Phi, đôi mắt kia đã sớm không còn cách nào từ Giang Sách trên người lấy ra nửa bước. Phụ tử gặp lại, nước mắt tuôn ra. Con của ta. Giang Hàn Phi trực tiếp đứng lên. Một đôi tay không ngừng run rẩy, kích động khuôn mặt nói đều không nói được. Giang Sách không phải là không. Tại hắn chứng kiến Giang Hàn Phi một khắc kia, cũng đã nhận ra phụ thân. Mặc dù 10 năm không thấy, mặc dù dung nhan đã biến.
Nhưng Giang Sách vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra bộ dáng của cha, loại này huyết mạch tương liên cảm giác là người khác không còn cách nào cấp cho. 3. Toàn trường người ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ có Giang Sách mới có thể bị Giang Hàn Phi coi trọng như vậy. Đây chính là hắn thân nhi tử a. Trên đời này nào có phụ thân không đau con trai, coi như là 10 năm chưa từng gặp mặt, phần này tình phụ tử cũng không có một khắc tiêu giảm. Phần ân tình này, giống như là một vò rượu lâu năm, phủ đầy bụi năm tháng càng lâu, rượu này cũng liền càng thơm. Hai cha con, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, kích động đang ôm nhau. Giang Sách, rốt cục tìm về phần kia thân nhân cảm giác. Thật lâu không thể xa nhau. Thẳng đến Lưu Cảnh Minh mỉm cười nói, phụ tử gặp lại. Thực sự là một hồi nhân gian trò hay. Chủ tịch, chúc mừng ngươi. Mọi người nhao nhao giơ ly rượu lên, chúc mừng Giang Hàn Phi cùng con trai của mình quen biết nhau. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thời khắc này Giang Sách, mặc dù là tu la chiến thần, cũng không nhịn được rơi xuống vui sướng cùng nước mắt ủy khuất, mặc kệ đến rồi từ lúc nào, ở phụ thân trước mặt, người đều vĩnh viễn chỉ là một hài tử. Được rồi, ba, mặc cho A-di cũng tới. Mặc cho A-di. Giang Hàn Phi rõ ràng có một chút không thích ứng, bởi vì Lưu Cảnh Minh chỉ nói qua Giang Sách bên người dẫn theo một cái cừu trắng, không nghĩ tới lúc này đây còn nhiều hơn mang đến một nữ nhân. Nhâm Chỉ Lan đã sớm ở một bên kích động khóc. Nàng cùng Giang Hàn Phi là bạn học cũ, lão bằng hữu, càng là yêu lấy Giang Hàn Phi nhiều năm, vẫn đau khổ truy cầu mà không bị tiếp thu. Nhiều năm sau đó mới lần chứng kiến Giang Hàn Phi. Phần kia bị đè nén ở đáy lòng tình cảm lập tức liền phóng thích ra ngoài. Hàn Phi, Nhâm Chỉ Lan kích động đi tới. Nhưng mà, đổi về chỉ là Giang Hàn Phi dị thường thờ ơ. Giang Hàn Phi trên mặt lộ vẻ cười hỏi Giang Sách, Sách Nhi, cái này một vị mặc cho A-di là. Trong nháy mắt, Nhâm Chỉ Lan tâm đều tan nát. Nàng mỗi ngày lo nghĩ nam nhân, lại đem nàng quên mất. Ha ha, đúng là mỉa mai, châm chọc a. Thì ra, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô ý năm hoa rơi. Nhâm Chỉ Lan cho tới nay cũng chỉ là tự mình đa tình. Tràng diện một lần tương đương xấu hổ. Giang Sách tằng hắng một cái, phi thường lễ phép hồi đáp ba, ngươi quên sao? Cái này một vị Nhâm Chỉ Lan A-di là của ngài đồng học, các ngươi thì ra quan hệ rất tốt. A hát, là Nhâm Chỉ Lan A. Giang Hàn Phi một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Vui vẻ nói rằng, xin lỗi a, nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Người tướng mạo có thay đổi quá lớn, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra. Tới, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Như trước rất khách sáo. Trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng này nụ cười lại lạnh như băng đáng sợ, Nhâm Chỉ Lan tâm triệt để nát, có một loại cảm giác hít thở không thông. Người nào gặp phải loại sự tình này đều sẽ khó có thể tiếp thu. Giang Sách đám người ngồi xuống, hắn liền vẻn vẹn lần lượt Giang Hàn Phi ngồi. Giang Hàn Phi kích động vô cùng nói, nhiều năm như vậy, ta một mực kinh thành dốc sức làm, trong lòng không yên tâm nhất chính là ngươi cùng Giang Mạch hai đứa bé rồi. Sách Nhi, đệ đệ ngươi rồi, không có cùng đi sao? Nhắc tới Giang Mạch, Giang Sách thần tình càng thêm cô đơn rồi. Thì ra, phụ thân còn không biết Giang Mạch đã tử vong sự tình sao? Giang Sách nhàn nhạt hồi đáp, hắn tạm thời tới không được, chuyện này, ta về sau lại theo ba ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ. Tốt, vậy sau này hãy nói, ngày hôm nay có thể chứng kiến Sách Nhi, ta cũng đã rất cao hứng. Giang Hàn Phi giơ chén rượu lên, thét to mọi người một khối uống rượu. Giang Sách nhìn trước mắt vị này phụ thân, đã thân thiết vừa xa lạ. Cái này nhân loại đúng là trong ấn tượng phụ thân, vô luận là thanh âm vẫn là dung mạo. Hay hoặc giả là đối với mình một ít chuyện ký ức, cũng không có sai. Nhưng Giang Sách luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Có thể là 10 năm trôi qua rồi, phụ thân ở kinh thành cùng người khác lục đục với nhau, tính tình có chút biến hóa a. Giang Sách như vậy an ủi mình. Lúc này, Giang Hàn Phi đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, để đũa xuống, chén rượu, hãy nghe ta nói hai câu. Mọi người nghe theo. Giang Hàn Phi tằng hắng một cái, tuyên bố các ngươi đều biết, cái này một vị Giang Sách Giang thầy thuốc, chính là ta thất lạc nhiều năm thân nhi tử.
Lão thiên có mắt, để cho chúng ta phụ tử lấy phương thức như vậy gặp lại. Từng ấy năm tới nay, lão phu thân ta mắc bệnh nặng, nhất không yên tâm, chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lớn như vậy một cái khay không ai nhận ca. Bây giờ được rồi, con ta Giang Sách quay về ta dưới gối, ta đây cái lão nhân cũng rốt cục có người nối nghiệp. Ta tuyên bố, Giang Sách, chính là chúng ta Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại thiếu gia, là ta Giang Hàn Phi chỉ định người nối nghiệp. Nếu như ta phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Giang Sách sẽ tiếp lớp của ta, trở thành Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch. Vô cùng trọng đại tuyên bố. Hiện trường rơi vào yên tĩnh giống như chết. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đó là năm thu nhập đạt được hơn 1.100 triệu đầu sỏ đưa ra thị trường công ty, dễ dàng như vậy liền xác định người nối nghiệp, có phải hay không thảo suất một điểm. Mặc dù là thân nhi tử, cũng không có như thế, cưng chiều, a. Huống chi, rất nhiều công nhân viên kỳ cựu căn bản cũng không tán thành Giang Sách năng lực. Không có người nói tính ra lời. Ở nơi này yên tĩnh như chết trong, Tổng Giám đốc Lưu Cảnh Minh người thứ nhất cầm đầu vỗ tay, mỉm cười nói chúc mừng Chủ tịch đạt được một vị ưu tú người nối nghiệp. Đại gia có thể đối với Giang Thầy Thuốc năng lực có chút hoài nghi, xin cứ đại gia yên tâm. Giang Thầy Thuốc mặc dù bây giờ là bác sĩ, nhưng hắn có ở đây không lâu trước vẫn là Giang Nam khu người tổng phụ trách, Tây Cảnh Tu La Chiến Thần. Năng lực của hắn tuyệt đối có thể khống chế Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Lần này, rất nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái khu người tổng phụ trách tới đảm nhiệm người nối nghiệp, vậy còn xem như là kháo phổ, Giang Hàn Phi không có dính vào. Giang Sách trên mặt của cũng rất khó lộ ra nụ cười. Đầu tiên, hắn cũng không phải là rất nguyện ý làm cái gì người nối nghiệp. Thứ nhì, hắn vạn lần không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Cảnh Minh đem hắn gốc gác cho điều tra nhất thanh nhị sở. Lưu Cảnh Minh muốn làm gì? Hoặc có lẽ là, Giang Hàn Phi muốn làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn Giang Sách còn không đoán ra được. Bất quá mặc kệ đối phương muốn làm gì, loại này nói lý ra điều tra người khác gốc gác hành vi, cũng làm cho Giang Sách cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mở ám, sâu rồi. Lúc này, Giang Sách cười nhạt, chủ động nói rằng, ba, chúng ta mới vừa gặp mặt, ngàn vạn lần không nên nói loại này điểm xấu lời nói. Được rồi, trên phố vẫn nghe đồn thân thể của ngài không khỏe, mắc phải quái bệnh. Ta vừa vặn đối với y thuật có chút nghiên cứu, có thể hay không để cho ta cho ngài dựng một bắt mạch. Tốt, ta cũng đang có ý này. Giang Hàn Phi chủ động tay nắm cửa cho đưa tới, Giang Sách đưa tay cho khoác lên Giang Hàn Phi cổ tay chỗ. Tra xét hắn kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ có hay không xuất hiện vấn đề. Ân. Hơi chút tìm tòi tra, Giang Sách liền nhìn ra vấn đề. Quả thực, ở Giang Hàn Phi trong cơ thể cũng xuất hiện cùng cần gì phải kiện giống nhau như đúc vấn đề, thậm chí so với cần gì phải kiện còn nghiêm trọng hơn. Nhưng vấn đề là, cần gì phải kiện bệnh tình nhẹ một tí cũng không cách nào tự do hoạt động, vậy tại sao bệnh tình càng nghiêm trọng hơn Giang Hàn Phi vẫn còn có thể hoạt động như thường? Nhậu nhẹt, chuyện trò vui vẻ, chút nào không nhìn ra bệnh nặng dáng vẻ. Cái này không đúng a. Giang Sách vô cùng cẩn thận đem chính mình trong cơ thể, khí, quán thâu đến rồi Giang Hàn Phi trong cơ thể, theo Giang Hàn Phi gân mạch bơi, đem thân thể bên trong tình huống dò xét càng rõ ràng hơn. Cái này tìm tòi tra, vấn đề lớn hơn. Giang Hàn Phi ngũ tạng lục phủ nhìn bề ngoài là đã ra vấn đề, nhưng trên thực tế, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đều ở phía trên một cái tầng, màng bảo hộ. Giang Sách mới vừa tra xét, chỉ có thể tra xét đến màng bảo hộ bên ngoài tình huống, nhìn qua là bị thương nặng, trên thực tế bên trong ngũ tạng lục phủ một chút xíu vấn đề cũng không có, kiện khang rất. Nói cách khác, trước mắt Giang Hàn Phi một điểm khuyết điểm cũng không có. Chỉ là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, có thể là dược vật cũng có thể là giải phẫu. Làm cho thân thể hắn nhìn qua như là xảy ra vấn đề. Nói đơn giản thẳng thắn hơn chính là bốn chữ, không có bệnh giả bộ bệnh. Hơn nữa giả bộ còn rất cao cấp, là chuyên môn trang bị cho bác sĩ nhìn. Nếu như không phải Giang Sách sở hữu đặc thù chữa bệnh thủ đoạn khí, cũng sẽ bị mông tại cổ lý. Bị Giang Hàn Phi cho lừa bịp. Cái này, vấn đề liền lớn. Một người cha, tại sao muốn lừa dối con trai? Không có một người bệnh người, tại sao muốn giả bộ bệnh? Đồng thời một trang bị chính là xấp xỉ 10 năm, còn tốn hao nhiều tiền toàn thế giới lưới ưu tú bác sĩ đến khám bệnh.
thậm chí không tiếc mạo hiểm bị bắt phiêu lưu, cùng Thạch gia phụ tử cái loại này tội phạm hợp tác. Cái này nguyên nhân sau lưng, ý vị sâu xa. Khám phá không nói toạc. Giang Sách cố ý làm bộ vô cùng khẩn trương lo lắng dáng vẻ. Ba, thân thể của ngươi thực sự xảy ra đại vấn đề. Gân mạch bế tắc, ngũ tạng lục phủ đều có nghiêm trọng hư hao. Ba, ta hiện tại liền cho ngài cho thuốc. Về sau cũng không cần gặp mặt yên, rượu, thịt. Ăn thanh đạm một ít, kiện khang một ít. Giang Hàn Phi cười ha ha, khoát tay áo, nói rằng, nếu như là quá khứ, ta khả năng còn có thể nghe theo những thứ này ý kiến, thế nhưng ngày hôm nay bất đồng. Hắn nhìn Giang Sách, Sách Nhi, con ta a, người đã về tới bên cạnh cha, ta có người ưu tú như vậy người nối nghiệp, còn có cái gì cũng may tử. Về sau ta không riêng muốn uống rượu ăn thịt, còn phải uống tô rượu ngoạm miếng thịt lớn. Yên lành hưởng thụ một chút sinh hoạt. Bởi vì ta không có buồn phiền ở nhà rồi, coi như ta chết ngay bây giờ rồi, thịnh nhạc khoa kỹ năng có ngươi nhận ca, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Con trai, cảm ơn ngươi xuất hiện. Như thế một đoạn lớn nói, chỉ có cuối cùng một câu kia như là lời thật lòng. Giang Hàn Phi thực sự đang cảm tạ Giang Sách xuất hiện, từ cái kia trong ánh mắt là có thể nhìn ra vẻ đắc ý cùng vui vẻ. Giang Sách cười nghênh hợp vài câu, trong lòng len lén chôn xuống hoài nghi mầm móng. Cái này hay là phụ thân thực sự rất cổ quái rồi. Không có bệnh giả bộ bệnh, còn rộng lượng như vậy đem thịnh nhạc khoa kỹ năng lớn như vậy một công ty tặng cho chính mình, hắn mỗi câu đều giống như lời nói dối. Lừa dối, cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Mặc kệ người trước mắt có phải thật vậy hay không phụ thân, Giang Sách đều có cần phải biết rõ ràng. Cái này lừa dối phía sau đến tột cùng cất giấu cái gì? Loại thời điểm này cần làm chỉ có một việc giả ngu. Giang Sách ra vẻ cái gì cũng không biết, thật giống như thực sự bị Giang Hàn không phải cho lừa gạt giống nhau, với hắn tiếp tục ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Ở tiệc rượu tiến hành được một nửa thời điểm, sát vách bàn có một gã mập mạp đứng lên, bưng ly rượu đi tới Giang Sách bọn họ một bàn này. Hắn hướng về phía Giang Sách giơ ly rượu lên. Cười ha hả nói rằng, Giang thiếu gia, ta là chúng ta thịnh nhạc khoa kỹ năng bộ nghiên cứu bộ môn chủ quản Thường Hướng Đông, vì chúc mừng Giang thiếu gia vinh dự trở về, ta cố ý tới mời ngài một chén rượu. Giang Sách mỉm cười giơ ly rượu lên. Khách sáo hai câu, mỗi người uống xong. Vốn tưởng rằng như thế coi như, ai biết Thường Hướng Đông rốt cuộc lại rót đầy một ly, vừa cười vừa nói, Giang thiếu gia. Tới, ta lại kính ngài một ly. Một chén này là mời ngài cùng chủ tịch phụ tử đoàn viên. Cái này biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Đại gia lại không phải người ngu, đều là ở trên thương trường lẫn vào, mấy động tác vài cái nhãn thần là có thể nhìn ra vấn đề. Cái này Thường Hướng Đông liên tục cho Giang Sách mời rượu, na rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ Giang Sách. Từ Thường Hướng Đông na tự tiếu phi tiếu trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra một. Hai. Tại chỗ có trong nhân viên, Thường Hướng Đông là đúng Lưu Cảnh Minh trung thành nhất sáng, thậm chí so với chủ tịch Giang Hàn không phải còn muốn trung tâm, hắn vẫn luôn cho rằng Lưu Cảnh Minh mới thật sự là người nối nghiệp. Trên thực tế, ở Giang Sách xuất hiện trước, cũng vẫn là như vậy phát triển. Hiện tại lại đảo ngược. Trên trời rơi xuống cái đại thiếu gia, đem nguyên bản thuộc về Lưu Cảnh Minh vị trí đoạt đi, na làm Lưu Cảnh Minh đắc lực nhất bộ hạ, Thường Hướng Đông thật sự là nhịn không được. Hắn lại không thể trước mặt phê bình chủ tịch Giang Hàn không phải. Cho nên, cũng chỉ có thể đi qua, trừng trị, Giang Sách phương thức để phát tiết bất mãn trong lòng. Ai cũng đã nhìn ra. Nhưng tất cả mọi người không nói. Bởi vì cùng Thường Hướng Đông có một dạng ý tưởng cũng không tại số ít, dựa vào cái gì ngươi Giang Sách gì cũng không làm, trở lại một cái liền trở thành người nối nghiệp. Đẹp đến ngươi. Giang Sách cũng không ngốc, hắn nhìn ra Thường Hướng Đông ý tưởng. Vì vậy tự tay cự tuyệt nói, không uống. Không uống, Thường Hướng Đông thu hồi chén rượu, cười ha hả nói yêu, chỉ có một chút như vậy rượu liền uống say sao. Chúng ta Giang thiếu gia tựa hồ tửu lượng không quá được a. Có người ở một bên ồn ào, thân là nam nhân, nào có không thể uống rượu. Chính là, cái này về sau nếu như thay chúng ta thịnh nhạc khoa kỹ năng đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, một chén rượu thì không được, còn có cái gì có thể nói tiếp. Chủ tịch đều bệnh thành như vậy, còn có thể uống 4-5 ly, tuổi này nhẹ nhàng đại thiếu gia lại một ly ngược lại,
tấm tắc, thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng giao cho người như vậy, thực sự thích hợp sao? Này công nhân viên kỳ cựu nhao nhao chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, biểu hiện ra đang nói chuyện uống rượu, trên thực tế đều ở đây bất mãn Giang Sách làm người nối nghiệp. Đương nhiên là có chút thiếu kiên nhẫn nói thẳng ra. Không khí của hiện trường có chút xấu hổ. Lúc này, Lưu Cảnh Minh đứng lên, nổi giận nói, làm cái gì, phản các ngươi, đối với chủ tịch ra lệnh, các ngươi cũng dám nghi ngờ. Giang thiếu gia không thể uống rượu liền không thể uống, thì thế nào? Phạm pháp sao? Đại gia nhao nhao không có tính khí. Lưu Cảnh Minh uy vọng hay là đang, hắn vừa nói, người khác liền đều không dám lên tiếng rồi. Bất quá cái này có vẻ Giang Sách lúng túng hơn rồi. Thân là người nối nghiệp Giang Sách, bị người chào phúng cái gì cũng sai, mà Lưu Cảnh Minh lại có thể đứng ra chế phục mọi người, cái này nhìn qua Lưu Cảnh Minh chỉ có càng thêm đắc nhân tâm. Thực sự là xấu hổ a. Thường Hướng Đông cười cười, mục đích của hắn đã đạt được. Vì vậy hắn chào phúng một câu, nếu chúng ta Giang thiếu gia như thế chăng đi, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn đang chuẩn bị quay đầu đi ra, Giang Sách lại hết ý kêu hắn lại, Thường chủ quản. Chờ. A hát, Giang thiếu gia còn có chuyện gì? Giang Sách mặt mỉm cười nói rằng, ta mới vừa nói ngươi khả năng hiểu lầm, ta nói không uống không phải thật không uống, mà là chỉ không uống ngươi chén rượu này rồi. Thường Hướng Đông sửng sốt một chút, có ý tứ. Ý tứ nói đúng là, rượu của ngươi số ghi quá thấp, nữ nhân uống biểu diễn, chúng ta đại lão gia uống loại rượu này không quá thích hợp a. Ngươi, Thường Hướng Đông sắc mặt đỏ bừng. Trong tay hắn rượu nói như thế nào cũng có 50 độ, không tính là rất cao a, nhưng khẳng định cũng không phải số ghi thấp rượu. Loại rượu này tại sao có thể là nữ nhân uống rượu? Bất quá Giang Sách cố ý nói như vậy, đó chính là đem Thường Hướng Đông hướng tử lộ trên bức. Ngươi vừa mới bức ép cả buổi, kết quả là uống thấp như vậy số ghi rượu. Cũng quá không phải các ông đi. Quả nhiên, Thường Hướng Đông một cái ở giữa tính toán. Hắn cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Ngươi đến, đổi 65 độ hồng tinh rượu sái. 65 độ, tuyệt đối cao độ cân nhắc rượu. Loại rượu này, người bình thường một ly thì không chịu nổi. Tửu lượng tốt cũng nhịn không được mấy chén. Đổi hồng tinh rượu sái, vậy nói rõ Thường Hướng Đông quyết tâm mà. Nhưng mà, Giang Sách phốc suy vui vẻ. Thường Hướng Đông vẻ mặt hồ đồ, hỏi, ngươi cười cái gì? Giang Sách trong ánh mắt hiện lên một nào đó hàn quang, ta cười ngươi quả nhiên là một cô nàng. Ngươi, 65 độ, thấp như vậy số ghi rượu cũng dám lấy ra. Thường chủ quản, các ngươi cứ như vậy cho Thịnh Nhạc Khoa kỹ năng mất mặt sao? Thường Hướng Đông không biết nói cái gì cho phải rồi. Cái này Giang Sách thật sự là quá ngông cuồng. Thế nhưng, cuồng có điên cuồng tư bản, Thường Hướng Đông khinh thường hỏi, vậy ngươi nói, uống rượu gì? Giang Sách nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Thanh Hà Đại Khúc. Bốn chữ này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều người thì trở nên. Thanh Hà Đại Khúc, trong truyền thuyết đệ nhất thế giới rượu mạnh, vị hương thuần. Số ghi đạt tới khoa trương 75 độ. Vấn đề là, loại rượu này trên thị trường hầu như mua không được. Thường Hướng Đông vừa nghe, cười ha ha, chỉ vào Giang Sách nói rằng, Thanh Hà Đại Khúc đúng vậy. Đây chính là ngươi nói, người đâu, đem ta chân tàng hai bình Thanh Hà Đại Khúc lấy ra. Trong lòng hắn mi Giang Sách Giang Sách, ngươi cho rằng nói ra một loại trên thị trường không mua được rượu, có thể lừa dối quá quan. Xin lỗi, hôm nay ngươi xem như là đụng vào trên họng súng. Giang Sách thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn nói rằng, Thanh Hà Đại Khúc trên thị trường hầu như mua không được rồi. Ta nhiều lần muốn uống đều không uống được, ngày hôm nay thực sự là nâng Thường chủ quản phúc, có thể hảo hảo nếm một chút rồi. Thường Hướng Đông trong lòng cười, tiểu tử, lúc này là lúc nào rồi rồi còn ở đây trang bị. Ngày hôm nay lão tử để ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Ngày hôm nay không đem ngươi uống thổ huyết, mơ tưởng rời tửu điếm. Trong lòng nghĩ như vậy, Thường Hướng Đông ngoài miệng lại khách khí nói rằng, ta chân tàng hảo tử vẫn không có cơ hội lấy ra, ngày hôm nay cũng là đúng dịp. Tới, Giang thiếu gia, ta cho ngươi rót đầy. Nói rót đầy, vậy thật chính là rót đầy,
còn đặc biệt đổi lại một cái chén lớn. Nhìn Na tràn đầy một chén rượu, một ly Thanh Hà Đại Khúc, rất nhiều người trong đầu đều rụt rè, thực sự uống một chén xuống phía dưới sợ là được nằm xuống a. Giang Sách a Giang Sách, để cho ngươi thể hiện, cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mắt thấy sự tình hướng phía hỏng bét phương hướng phát triển, Lưu Cảnh rõ ràng nhanh lên đứng lên khuyên, được rồi, lão Thường ngươi đây là muốn làm cái gì? Vội vàng đem rượu đoan đi. Thường Hướng Đông vui vẻ, Lưu Kinh Lý, ngươi cũng thấy đấy, đây không phải là ta muốn uống. Là Giang thiếu gia muốn uống, ta chỉ là vì thỏa mãn Giang thiếu gia tâm nguyện mà thôi. Lưu Cảnh rõ ràng nhíu nhíu mày, quay đầu hướng Giang Sách nói rằng, Giang thiếu gia, rượu này số ghi quá cao, uống đối với thân thể không tốt, theo ta thấy vẫn là quên đi. Hắn đây chính là cho Giang Sách một nấc thang. Giang Sách theo cái này dưới bậc thang tới, đây cũng là không cần cần phải uống chén rượu này. Mặc dù sẽ ném một ít mặt mũi, làm cho này người xem náo nhiệt coi thường, nhưng dù sao cũng hơn uống thổ huyết cường a. Thế nhưng, Tu La chiến thần như thế nào lại lui lại? Giang Sách mỉm cười nói, rượu ngon như vậy, cả đời cung không thể có nữa cơ hội thưởng thức được, nếu như hôm nay không uống, ta đây biết tiếc nuối cả đời. Cái này, Lưu Cảnh rõ ràng không lời có thể nói. Đều cho ngươi nấc thang, ngươi lại chính mình hướng trên họng súng đụng, vậy thật ai cũng cứu không được ngươi. Một bên mặc cho Chỉ Lan cũng vô cùng khẩn trương, nàng vừa mới chuẩn bị tự tay kéo lôi kéo Giang Sách, làm cho Giang Sách đừng uống, Cửu Trắng lại một bả ngăn trở mặc cho Chỉ Lan. Cửu Trắng khẽ lắc đầu một cái. Làm theo Giang Sách Nam Trinh Bắc chiến bộ hạ đắc lực, Cửu Trắng đối với Giang Sách tửu lượng là có đếm. Coi như là nhiều người như vậy cộng lại đều không uống quá Giang Sách một cái, có cái gì tốt lo lắng. Những người khác nhưng không biết điểm này, chỉ là cho rằng Giang Sách bị buộc bất đắc dĩ, bị ép muốn uống một chén kia Thanh Hà Đại Khúc, cho nên đều đang đợi lấy xem Giang Sách chê cười. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Giang Sách bưng chén rượu lên. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thường Hướng Đông. Thường chủ quản, ta cần phải uống, ngươi sẽ không đau lòng vì a? Không đau lòng, ngài cứ việc uống. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Giang Sách thật là không cần khách khí, ngẩng đầu lên cô lỗ uống từng ngụm lớn lên, như gió cuốn mây tản vậy đem một chén rượu nuốt vào trong bụng. Hảo tử! Giang Sách bịch một cái nâng cốc ly nện ở trên bàn, đầy mặt tiếu ý. Nói thật ra, uống cả đời rượu, thật vẫn không có uống qua mạnh như vậy rượu, Na giấu ở trong lòng chiến ý cảm giác đều bị đốt. Thời khắc này Giang Sách, nhiệt huyết dâng trào. Lại rót đầy. Giang Sách chợt quát một tiếng, sợ đến Thường Hướng Đông một cái giật mình, nuốt nước miếng một cái lại cho rót đầy. Giang Sách không nói lời gì, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Hảo tử a. Lần này, Thường Hướng Đông là thật mộng ép. 75 độ Thanh Hà Đại Khúc, người bình thường uống một chén gục dưới, có thể uống liền hai chén, vẫn như thế cấp tốc uống xong hai chén, ít tồn tại. Cũng không mang nghỉ ngơi. Phải biết rằng, rượu này có thể không phải quang tác dụng chậm đến, nó trước tinh thần cũng lớn. Giang Sách lau miệng, tự tiếu phi tiếu nhìn Thường Hướng Đông, nhàn nhạt hỏi, làm sao, Thường chủ quản không đến một ly sao? Chẳng biết tại sao, Thường Hướng Đông bị Giang Sách nhìn run rẩy. Giang Sách ánh mắt kia giống như là địa ngục Tu La thông thường, thâm thúy đáng sợ, bị để mắt tới người biết không tự chủ được sợ lên. Cái kia, ta... Chứng kiến Thường Hướng Đông xỉ xỉ sách sách dáng vẻ, Giang Sách khinh thường nói, thịnh vui khoa học kỹ thuật chủ quản. Làm sao giống như một đàn bà giống nhau chiến chiến nguy nguy. Thực sự là mất mặt. Ngươi đã nghĩ như vậy khi cô gái, đi, vậy ngươi ngày hôm nay coi như nữ nhân. Ở một bên bồi tử rót rượu a. Tới, lại rót đầy. Thường Hướng Đông làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thật vẫn là được nữ nhân, rồi. Hắn giống như là bồi tử tiểu thư giống nhau, chiến chiến căng căng đứng ở Giang Sách bên cạnh, rót đầy chén thứ ba. Tuy là sợ, nhưng Thường Hướng Đông trong lòng vẫn là không phục. Hắn mắt lạnh nhìn Giang Sách, người rất có năng lực uống đúng vậy. Có bản lĩnh tiếp tục uống a, mạnh như vậy rượu, ta không tin ngươi còn có thể uống vào, như thế xuống phía dưới, không uống chết ngươi cũng uống thổ ngươi, chờ đấy mất mặt xấu hổ a. Đáng tiếc. Giang Sách cũng không có làm cho hắn thực hiện nguyện vọng.
Giang Sách rất nhanh thì đem chén thứ ba uống xong, không chút phản ứng nào có. Căn bản cũng không có tận hứng. Thậm chí, hắn thẳng thắn đem cái chén ném xuống, từ trên bàn cầm lấy một cái chén canh, đem bên trong nước canh cho rót vào giỏ rác, sau đó mệnh lệnh Thường Hướng Đông đem hết thảy rượu còn dư lại đều rót vào chén canh trong. Cho ta ngược lại. Thường Hướng Đông một cái giấm cũng không dám thả, lão lão thật thật cho Giang Sách rót rượu. Một chai ngược lại hết còn chưa đủ, vội vàng đem đệ nhị bình mở ra, cũng tất cả đều ngã xuống chén canh bên trong. Một chai rưỡi Thanh Hà Đại Khúc, tất cả nơi này. Giang Sách rất hài lòng nâng lên chén canh, nghe nghe tràn ra mùi rượu, hưng phấn nói, thơm như vậy rượu, đáng tiếc a. Chỉ có thể uống như thế một lần, về sau không biết còn có thể hay không thể thưởng thức được. Ai, hôm nay có rượu hôm nay say, làm. Hắn đem chén canh dơ lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây, này phía sau cái bàn người nhìn không thấy. Thẳng thắn đứng ở ghế trên hướng phía nhìn bên này đi qua. Lòng của mỗi người đều treo đến rồi cổ họng. Cho tới nay đều nghe nói qua, rộng lượng, cái từ này, nhưng chưa từng có thấy tận mắt, ngày hôm nay Giang Sách chân chân thực thực cho bọn hắn mọi người lên bài học. Để cho bọn họ thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là rộng lượng. Uống. Giang Sách ngẩng đầu lên, bưng chén canh, đem tràn đầy một đại chén canh Thanh Hà Đại Khúc toàn bộ đều dưới vào bụng. Hương thuần, không khí trong lành. Rượu này thật là đệ nhất thiên hạ rượu ngon cũng. Cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ, Giang Sách uống căn bản không dừng được. Ước chừng uống được có một min, mới đem chọn một chén Thanh Hà Đại Khúc toàn bộ uống xong. Giang Sách rất thỏa mãn buông chén canh, dùng ống tay áo lau miệng. Sang sáng cười ha hả, đó là một loại thỏa mãn, một loại khoái hoạt. Tiếng cười kia, lực xuyên thấu rất mạnh. Truyền vào trong tai mỗi một người, có một loại bị kinh sợ đến cảm giác. Giống như là trong rừng sư tử đăng cao vừa hô, tất cả tiểu động vật đều cúi đầu xưng thần. Thời khắc này Giang Sách giống như là phát ra thú hống sư tử, tiếng cười kia lực uy hiếp, đem mọi người tại đây đều cho chấn nhiếp. Sẽ không còn có người dám khiêu khích Giang Sách rồi. Bọn họ rõ ràng biết, chính mình chỉ là tiểu động vật, vĩnh viễn không có khả năng đối phó được như vậy một đầu đáng sợ sư tử. Giang Sách thở ra một hơi dài, nhìn Thường Hướng Đông, Thường chủ quản, còn nữa không? Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Còn nữa không? Ha ha, đây chính là 75 độ Thanh Hà Đại Khúc, rượu mạnh nhất, liên tục uống xong hai bình rồi còn chưa đủ sao? Ngươi cho rằng là ở uống hoa tuyết bia sao? Thường Hướng Đông lúng túng lắc đầu, không có, thực sự không có, ta chân tàng hảo tử nhiều như vậy. Giang Sách rất bất mãn nói rằng, còn không có uống cạn hưng thịnh rồi, thực sự là đáng tiếc. Đây không phải là lời nói dối. Mọi người xem Giang Sách như vậy, vô cùng thanh tỉnh, căn bản cũng không có một chút xíu men say. Có thể uống xong hai bình Thanh Hà Đại Khúc còn không say, cùng không có chuyện gì người giống nhau, phương diện khác trước không nói. Chỉ là tử lượng này liền chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Về sau uống rượu, tuyệt đối không thể cùng Giang Sách liều mạng a. Giang Sách đối với Thường Hướng Đông nói rằng, được rồi, Bồi Tử tiểu thư, nơi đây không cần ngươi, ngươi đi cho khác bàn rót rượu a. A, Thường Hướng Đông sửng sốt một chút, cái nàng là ý gì? Giang Sách mắt lạnh nhìn hắn, vừa mới ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn khi cô gái... Vậy là tốt rồi, tốt khi cô gái, ngày hôm nay rượu này tiệc rượu ngươi liền cẩn thận thỏa đáng một hồi Bồi Tử tiểu thư. Đi cho khác bàn rót rượu, hôm nay tiệc rượu, ngươi chỉ cho phép đứng, không có ngươi ngồi xuống vị trí, nghe rõ chưa? Thường Hướng Đông khóc không ra nước mắt. Cái này còn không có lên làm chủ tịch, còn không có tiếp nhận thịnh nhạc khoa kỹ năng, lại lớn như vậy cái giá. Cũng là chính hắn. Nếu như không phải hắn chủ động tới tìm Giang Sách phiền phức, lúc này cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Cho nên nói, mỗi khi ngươi muốn tìm người khác phiền toái thời điểm, liền nhất định phải làm tốt bị người khác sửa chữa trong lòng chuẩn bị, trên cái thế giới này chưa từng có chỉ cho phép ngươi khi dễ người khác không cho phép người khác khi dễ tình huống của ngươi. Đi thôi. Thường Hướng Đông len lén nhìn về phía Lưu Cảnh Minh, lại nhìn một chút chủ tịch Giang Hàn Phi. Kết quả hai người kia căn bản cũng không phản ứng Lưu Cảnh Minh. Mình làm nghiệt, chính mình thừa nhận. Bất đắc dĩ, Thường Hướng Đông chỉ phải đang cầm bình rượu,
đi cho khác cái bàn người rót rượu, một bàn theo một bàn, một tên tiếp theo một tên, đường đường bộ nghiên cứu chủ quản dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế này, thực sự thật đáng buồn. Có thường hướng đông công việc này xanh xanh giáo huấn, đại gia đối với Giang Sách là lại sợ vừa hận. Hận hắn thứ nhất là đoạt đi rồi người nối nghiệp vị trí. Sợ hắn giống như sửa chữa thường hướng đông giống nhau sửa chữa chính mình. Bây giờ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, mọi người đối với Giang Sách tuy là vẫn là rất có bất mãn, nhưng ít ra không người nào dám lại như vậy không cố kỵ đi ra khiêu khích. Giang Sách đi qua đối phó thường hướng đông, hình tượng sinh động cho mọi người lên một đường, giết gà dọa khỉ tốt làm trò. Ở Tây Kỳ làm thống suốt nhiều năm như vậy, Giang Sách biết trong này môn đạo. Hầu hết thời gian, muốn quản lý một đám người, cũng không chỉ có thể khiến người ta tôn kính ngươi, càng nhiều lúc muốn cho người sợ ngươi. Chỉ có tôn kính không có sợ, là xảy ra nhiễu loạn. Mặc kệ Giang Sách có nghĩ là tiếp nhận Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, chỉ ít hiện nay hắn là nơi này đại thiếu gia, vậy thì phải có đại thiếu gia dáng vẻ, để cho người khác sợ hắn, là cần phải cử chỉ. Giang Hàn Phi rất là thỏa mãn, chủ động vỗ tay. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao theo vỗ tay, đối với Giang Sách mới vừa một phen biểu hiện phi thường kính phục. Giang Hàn Phi nói rằng, Sách Nhi, ta thật là không có có nhìn lầm ngươi, vô luận là gan dạ sáng suốt vẫn là trí mưu, ngươi đều là tốt nhất chọn. Sách Nhi, có như ngươi vậy một thành viên mãnh hổ làm người nối nghiệp, vì phụ thực sự chết cũng không tiếc. Ba, không cần phải nói như thế bi thương, có ta ở đây. Sẽ không để cho ngươi chết. Ha ha, tốt. Mọi người tiếp tục tiệc rượu. Tiệc rượu vẫn rằng có được có hai cái giờ, mới rốt cục kết thúc. Ở Giang Hàn Phi lần nữa dưới sự yêu cầu, Giang Sách đám người không cần ở nữa ở bên trong quán rượu, Giang Hàn Phi sai người đem mình một cái nhà bỏ trống biệt thự thu thập sạch sẽ, làm cho Giang Sách đám người ở, đồng thời trả lại cho trang bị quản gia, bảo mẫu, hoa tượng, đầy đủ mọi thứ. Từ Lưu Cảnh Minh tự mình tiễn Giang Sách đám người đi qua. Tại sao Tây Nhai 556 hào, biệt thự? Nơi đây, coi như Giang Sách ở kinh thành chính thức điểm dừng chân. Lưu Cảnh Minh nói rằng, Giang thiếu gia, các người bây giờ chỗ này ở, công ty bên kia ta hôm nay sẽ cùng chủ tịch thương lượng. Làm như thế nào an bài cho ngươi chức vị thích hợp, để cho ngươi mau sớm dung nhập vào trong công ty. Sáng sớm ngày mai ngươi đi công ty, chủ tịch biết trước mặt mọi người tuyên bố. Làm phiền. Không cần khách khí, vậy không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi, có cái gì muốn phân phó tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt, Lưu Cảnh Minh xoay người đi ra, Giang Sách la lên ở sau người nhìn như nhẹ bỗng hỏi một câu, Lưu Kinh Lý, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng vốn là từ ngươi tới làm người nối nghiệp, ta lại không giải thích được hoành đao đoạt ái, ngươi không phải ghen ghét ta sao? Lưu Cảnh Minh bước chân của đột nhiên dừng lại. Một lát sau. Lưu Cảnh Minh mỉm cười quay đầu nói rằng, đương nhiên sẽ không, ngươi là chủ tịch thân nhi tử, thừa kế nghiệp cha, từ ngươi tới nhận ca chủ tịch đương nhiên là thích hợp nhất. Đại thiếu gia ngươi yên tâm, bất kể là chủ tịch cũng là ngươi, ta đều biết tận 100% nỗ lực phụ tá. Giang Sách gật đầu, Lưu Kinh Lý, ngươi thực sự là một cái người tốt. Đa tạ đại thiếu gia khích lệ, ta đây đi trước. Ân, Lưu Cảnh Minh lúc này đây thực sự ly khai. Giang Sách bên cạnh Nhâm Chỉ Lan, lặng lẽ nhìn Lưu Cảnh Minh rời đi bóng lưng, rất là cảm khái nói rằng, cái này Lưu Kinh Lý thật đúng là một tốt hài tử, tuổi quá trẻ là có thể ngồi trên tổng giám đốc vị trí, mới có thể cùng phẩm đức đều là nhất đẳng. Đối với Sách Nhi người đoạt hắn vị trí, một chút cũng không ghen ghét, thực sự là hảo hài tử a, không sai, không sai. Giang Sách cùng Cửu Trắng liếc nhìn nhau, mỉm cười. Mặc cho A Di. Chúng ta tiên tiến biệt thự xem một chút đi. Tốt. Ba người đi vào biệt thự. Tiền tiền hậu hậu nhìn một lần. Biệt thự này không tính là quá lớn, chiếm diện tích hơn 600 bình, phía trước có phía sau viện có bể bơi. Mang theo xuống xe kho, trên mặt đất 3 tầng, dưới 1 tầng. Trên mặt đất tầng thứ nhất là phòng khách, ngoài ra còn các loại cơ sở giải trí. Lầu 2 là nghỉ ngơi gian phòng. Lầu 3 thì đại thể đều là một ít chức năng tính gian phòng. Tỷ như thư phòng, kiện thân phòng các loại. Có thể ở kinh thành có như thế sang trọng một ngôi biệt thự, giá trị khẳng định hơn 100 triệu, nhìn ra được Giang Hàn Phi là thật có tiền.
Ba người rửa mặt chải đầu hoàn tất ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Giang Sách mở ra tivi, đóng cửa lại. Đang yên lặng nhìn 10 min tivi sau đó, Giang Sách bỗng nhiên hữu ý vô ý hỏi một câu, mặc cho A Di, người cảm thấy cái này Giang Hàn Phi, thực sự chính là cha ta sao? Nhâm Chỉ Lan sửng sốt một chút. Ngạch, đương nhiên là A, hắn như trước kia hầu như giống nhau như đúc, nếu như không phải Hàn Phi, làm sao có thể còn có người dáng dấp tương tự như vậy? Hơn nữa, hắn đối với người tốt như vậy, đem hơn 1 tỷ biệt thự cho người ở, không phải phụ thân ngươi sẽ đối với người tốt như vậy sao? Giang Sách gật đầu, quả thực, dung mạo, thanh âm thậm chí rất nhiều tỉ mỉ đều hoàn toàn tương tự. Hơn nữa ta ở trong tiệc rượu từng nhiều lần dò xét tính hỏi thăm qua ta tuổi thơ một việc, hắn đều biết. Không riêng biết, rất đúng ngay cả ta đều quên mất tỉ mỉ, hắn đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở, nếu như không phải cha ta, thực sự rất khó tưởng tượng có người có thể biết đến như thế thấu triệt. Nhâm Chỉ Lan mỉm cười nói, cho nên a, người còn có cái gì thật lo lắng cho rồi. Quả thực, nhìn qua tựa hồ không có gì đáng lo lắng. Chỉ là... Giang Sách quay đầu nhìn về phía Nhâm Chỉ Lan, cố ý hỏi, nhưng nếu như hắn là cha ta lời nói, như thế nào lại quên mặc cho A Di ngươi? Một cái truy cầu rồi Giang Hàn Phi nhiều năm bạn học cũ. Một cái bị Giang Hàn Phi tổn thương thấu lòng nữ nhân. Làm sao có thể nói quên là quên? Nhâm Chỉ Lan ánh mắt trở nên cô đơn, có thể, ta đối với hắn mà nói chỉ là một không được muốn người mà thôi, ta chỉ là hắn trong cuộc đời vội vã khách qua đường. Đã quên cũng liền đã quên. Giang Sách cười ha ha. Vội vã khách qua đường. Hắn không tin. Giang Sách tiếp tục nói, còn có một cái nhất chuyện phiền phức, nếu như hắn chính là ta phụ thân Giang Hàn Phi, vậy tại sao phải không có bệnh giả bộ bệnh, cố ý lừa dối ta? Không có bệnh trang bức. Cố ý lừa dối. Hai cái này từ vừa ra tới, không riêng Nhâm Chỉ Lan kinh ngạc cười tâu tóe. Ngay cả tình báo năng lực siêu cấp cường đại cừu trắng đều ngẩn ra. Xác định. Cừu trắng không dám tin hỏi, thống suất, những tin tức này ngươi xác định sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có ở bất luận cái gì con đường thu hoạch loại này tin tức. Ngay cả cừu trắng như vậy tình báo cao thủ, cũng không có tra xét đi ra tình báo. Nếu như không phải là bởi vì Giang Sách trong cơ thể có, khí, sợ là ngay cả Giang Sách cũng đều bị lừa gạt. Nhâm Chỉ Lan dò hỏi, Sách Nhi, người mau cùng ta nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Giang Sách giải thích, nguyên nhân cụ thể các ngươi cũng nghe không rõ, đơn giản mà nói, chính là ta lúc xem bệnh, phát hiện người này trong cơ thể sở hữu một hiện tượng kỳ quái. Trong cơ thể hắn nhìn qua ngũ tạng lục phủ đều ra khuyết điểm, trên thực tế. Đó là áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt chế tạo ra biểu hiện giả dối. Coi như là bác sĩ. Cũng rất khó phát hiện. Thân thể hắn không có bất cứ vấn đề gì, kiện khang rất. Nếu không, cũng không khả năng không cố kỵ nhậu nhẹt. Tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực cũng là có chuyện như vậy. Cừu trắng phân tích nói, không có bệnh giả bộ bệnh, nhưng lại đem Nhâm A Di trọng yếu như vậy người cấp quên mất không còn một mảnh, thấy thế nào đều có vấn đề, này Giang Hàn Phi 8 phần 10 là giả. Vậy không đúng vậy, Nhâm Chỉ Lan nói rằng, nếu như là nhà. Trên đời này làm sao có thể có dáng dấp giống như vậy hai người. Thanh âm, tướng mạo hoàn toàn nhất trí. Mấu chốt nhất là, hắn còn đối với Giang Sách, Giang Mạch sự tình rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng thực sự là Giang Sách lo lắng. Người này vô luận từ góc độ nào đến xem đều là Giang Hàn Phi, có thể hết lần này tới lần khác hiện nay nắm giữ manh mối lại chỉ hướng một loại khác kết quả. Chân tướng rốt cuộc cái gì, khả năng liền nãi nhân tầm vị. Giang Sách nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ ta cho cần gì phải kiện xem bệnh, cuối cùng cho ra kết luận sao? Cừu trắng gật đầu, thống suất người đã nói, cần gì phải kiện như là bị dược vật khống chế được, chịu đến người khác thao túng, người cũng vì vậy lo lắng qua phụ thân của ngươi đồng dạng bị dược vật thao túng. Đúng là như vậy, Giang Sách đưa ra một loại khả năng, e rằng phụ thân ta đã bị dược vật khống chế rồi, khống chế hắn. Chính là cái này theo ta phụ thân giống nhau như đúc nhân. Hắn đang khống chế cha ta trong quá trình, đã biết ta theo Giang Mạch các loại sự tích. Nhưng là bởi vì cha ta không có nói tới Nhâm A Di, cho nên hắn liền đối với Nhâm A Di hoàn toàn không biết gì cả. Cái khả năng này liền cao vô cùng rồi. Nếu như là chân chính Giang Hàn Phi,
xác thực tồn tại loại khả năng này. Hắn sẽ không lúc không khắc không tưởng niệm con trai, đồng thời có thể không cố kỵ chút nào biểu đạt ra ngoài, thế nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng trước mặt mọi người biểu đạt đối với Nhâm Chỉ Lan tưởng niệm. Dù sao đó không phải là thê tử của hắn. Cừu Trắng nói rằng, không hổ là thống suất, bởi vậy, tất cả mọi chuyện liền đều lưu loát rồi. Cái này giả Giang Hàn Phi bắt cóc thực sự, đồng thời làm bộ trở thành sự thật Giang Hàn Phi bộ dạng, muốn lừa dối thế nhân. Hắn sở dĩ rất ít lộ diện, không có bệnh giả bộ bệnh, chính là sợ lộ ra chân tướng. Mà cái kia chân chính Giang Hàn Phi sớm đã bị dược vật khống chế được, vô cùng có khả năng sinh mệnh đe dọa, cho nên giả Giang Hàn Phi chỉ có khẩn cấp tìm kiếm bác sĩ tới bảo trụ chân Giang Hàn Phi mệnh. Đi qua Cừu Trắng phân tích, chân tướng hầu như đang ở trước mắt. Nhâm Chỉ Lan vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Nàng nói rằng, nếu như hôm nay thấy là giả Giang Hàn Phi, vậy hắn đều đã lên làm chủ tịch. Để làm chi không đem thực sự giết chết, xong hết mọi chuyện. Cừu Trắng nở nụ cười, nếu như có thể giết, cũng không cần tìm thầy thuốc đưa cho hắn chữa bệnh. Theo ta thôi chắc, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật nồng cốt hoặc là cơ mật trọng yếu còn nắm giữ ở chân Giang Hàn Phi trong tay. Cái này giả mặc dù dùng dược vật đã khống chế chân Giang Hàn Phi, cũng thu hoạch không được, hoặc là lấy được cũng vô pháp sử dụng. Vì Thịnh Vui khoa học kỹ thuật không ngã, vì mình bắt ăn cơm, cái này giả Giang Hàn Phi mới có thể hết sức có thể đi bảo trụ chân Giang Hàn Phi mệnh. Tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều sáng tỏ. Nhâm Chỉ Lan nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói, đã như vậy, vì sao chúng ta còn muốn ở chỗ? Không phải là thời thời khắc khắc bị giả Giang Hàn Phi cho giám thị sao? Giang Sách nở nụ cười, bảo hổ lột ra. Vốn là như vậy, hắn thời thời khắc khắc giám thị chúng ta cũng nhận được tiếp cận hắn, vạch trần cơ hội của hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa cái này cũng giải thích vì sao Lưu Cảnh Minh biết nhẹ nhàng như vậy tự tại. Căn bản cũng không chú ý ta đoạt hắn vị trí. Bởi vì hắn biết, hiện nay ta lấy được hết thảy đều chỉ là viên đạn bọc đường. Nhìn qua phong quang vô hạn, trên thực tế chỉ là vì ma túy ta, chỉ cần ta hơi chút lộ ra kẽ hở, sẽ chết không nơi táng thân. Nhâm Chỉ Lan trợn tròn mắt. Thật vậy chăng? Cái mới nhìn qua kia tao nhã, phẩm cách cao thượng Lưu Cảnh Minh, dĩ nhiên sẽ như thế tâm cơ thâm trầm. Không đến mức A. Giang Sách nói rằng, Nhâm A Di, trên thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không tồn tại hoàn toàn không có lợi dụng nhân. Lưu Cảnh Minh tuổi còn trẻ liền sâu chủ tịch yêu thích, trở thành Thịnh Vui khoa học kỹ thuật người nối nghiệp, phong quang vô hạn. Lúc này ta xuất hiện, đoạt hắn vị trí, hắn nhưng không có chút nào chú ý. Cái này chính là trái với lẽ thường sự tình. Kỳ thực, nếu như hắn ngày hôm nay quá độ tính khí, buồn bực lời nói, ta ngược lại cảm thấy càng thêm chân thực một điểm. Cừu Trắng đồng ý nói, đây cũng là ta cảm thấy được Lưu Cảnh Minh có vấn đề nguyên nhân chỗ, ngày hôm nay biểu hiện của hắn quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến như là trong kịch TV nhân vật, giả dất. Người làm lạnh bị hai người bọn họ nói sửng sốt một chút, chính mình còn tưởng rằng Lưu Cảnh Minh là một cái khá vô cùng còn, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, cư nhiên phía sau có sâu như vậy quyền mưu tính toán. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Xem ra ta hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của các ngươi a, ta tới kinh thành chính là cho các ngươi thêm phiền toái. Giang Sách vừa cười vừa nói, làm sao biết chứ? Nếu như không phải Nhâm A Di, ta không có nắm chặt xác định ngày hôm nay thấy là giả, căn bản không phải cha ta. Nhâm Chỉ Lan nói rằng, nhưng ngươi giả bộ rất giống a. Trong tiệc rượu với hắn tình như phụ tử, một chút xíu kẽ hở cũng không có. Giang Sách nhún vai. Nếu như không phải giả bộ giống như một điểm, làm sao có thể tìm ra sơ hở của hắn rồi? Nhâm A Di, người bây giờ cần phải làm là bảo trì thương tâm khổ sở. Những thứ khác toàn bộ đều giao cho chúng ta tới xử lý thì tốt rồi. Cái này có thể, người Nhâm A Di ta chính là biểu diễn lão sư, giả bộ một thương tâm khổ sở. Căn bản không phải vấn đề. Ba người ở trong phòng thương lượng kế tiếp làm như thế nào tiến hành bước tiếp theo? Nhâm Chỉ Lan hỏi, vậy làm sao mới có thể nhìn thấy chân chính Giang Hàn Phi? Giang Sách bình tĩnh nói, một chữ các loại. Các loại. Không sai, căn cứ chúng ta hiện hữu tình báo, ta chân thật phụ thân đã bị dược vật khống chế, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Mà giả Giang Hàn Phi chắc chắn sẽ không cho phép hắn chết, cho nên một ngày cha ta bệnh nặng,
chính là ta cùng phụ thân chân chính gặp mặt lúc. Tuy là rất tàn nhẫn, nhưng là sự thực. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đến khi chân Giang Hàn Phi phát bệnh, giới lúc, chính là dựa vào Giang Sách Hy thuật chế tạo gặp mặt cơ hội thời khắc. Chợ đêm, đại bài đương, hai nam nhân ngồi ở góc cái bàn trong, ăn nướng xuyên uống bia. Hết giận chưa? Lưu Cảnh Minh hỏi. Ngươi cảm thấy khả năng tiêu rồi không? Thường Hướng Đông nói rằng. Ngày hôm nay ban ngày, Thường Hướng Đông muốn trừng trị Giang Sách, kết quả ngược lại là bị Giang Sách cho hung hăng dạy dỗ một trận. Toàn bộ tiệc rượu, Thường Hướng Đông đều ở đây cho người khác rót rượu, thật sự rất tốt giống như là một bồi tử tiểu thư. Thể diện đều mất hết. Cái này về sau, làm sao còn làm cho hắn quản lý thuộc hạ nhân? Hắn cái này mài phát bộ bộ môn chủ quản còn có làm hay không rồi? Tức chết ta, Thường Hướng Đông hung hăng cắn một ngụm sâu thịt, cảm giác kia giống như là ở cắn Giang Sách thịt. Lưu Cảnh Minh cười cười, chủ động cho Thường Hướng Đông rót đầy một ly bia. Lúc ấy ta đã cho ngươi rất nhiều lần nêu lên, ngươi không phải không nghe, cần phải hướng trên họng súng đụng, trách ai. Thường Hướng Đông mất hứng nói rằng, ai biết Giang Sách tên khốn kiếp kia như vậy có thể uống. Quả thực không phải người. Hơn nữa, ta làm đây hết thảy vì người nào, không phải cũng là vì huynh đệ ngươi sao. Ngươi nói ngươi, tân tân khổ khổ cho chủ tịch làm nhiều năm như vậy việc. Công lao khổ lao tất cả đều chiếm, ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng uy vọng cũng cao. Người nối nghiệp này vị trí, đó chính là cho ngươi đặt trước. Hiện tại lại đảo ngược, mạc danh kỳ diệu chạy đến một cái thân nhi tử. Cũng không biết chủ tịch tìm được ở đâu vậy trở về, thân tử giám định còn không có làm. Lưu Cảnh Minh cười ha ha, không nói lời nào. Thường Hướng Đông có chút nóng nảy, hắc, tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào chú ý a? Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, khiến cho thật giống như ta tự mình đa tình giống nhau. Huynh đệ, ngươi liền thực sự vĩ đại như vậy, cam nguyện buông tha người nối nghiệp vị trí. Cam nguyện phụ tá cái kia Giang Sách. Bị hỏi nhiều như vậy, không nói rõ một cái cũng không lớn tốt. Lưu Cảnh Minh nghiêng về một phía rượu, một bên giả vờ thần bí nói rằng, yên tâm, nên ngươi sẽ là của ngươi, không phải ngươi chung quy không phải ngươi. Dựa vào. Thần bí như vậy, Thường Hướng Đông cười đễu nói, huynh đệ, ngươi nói cho ca ca câu lời nói thật, có phải là ngươi hay không cùng chủ tịch đã sớm thông đồng được rồi? Người nối nghiệp này vị trí chính là một viên đạn bọc đường. Lưu Cảnh Minh cười ha ha, ngươi nên biết sớm muộn cũng sẽ biết, chớ nên biết đến, hỏi ta cũng sẽ không nói. Thường Hướng Đông lạnh rên một tiếng, ngươi a, chính là chỗ này nhưng không tốt, chuyện gì đều hướng về kia cái Giang Hàn Phi. Cũng không biết vì sao ngươi đối với hắn như vậy trung thành và tận tâm. Bất quá làm huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu, Giang Hàn Phi con cáo giả kia, không thể đơn giản tin tưởng. Còn có cái này Giang Sách, nếu quả thật là Giang Hàn Phi con trai, vậy hắn còn có thể hại con trai mình hay sao? Cảnh Minh a, cẩn thận. Lưu Cảnh Minh gật đầu, ta sẽ chú ý. Dừng một chút, hắn nhìn Thường Hướng Đông nói rằng, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu, Giang Sách ta là điều tra qua. Người này thực lực không phải chuyện đùa, người về sau không có việc gì đừng trêu chọc hắn. A hát, cái gì không phải chuyện đùa? Không phải là Giang Nam khu người tổng phụ trách, Tây Kỳ Tu La chiến thần sao? Thường Hướng Đông khinh thường nói, đáng tiếc, hắn đầu óc chập mạch chủ động nghỉ việc, hiện tại chả là cái cóc khô gì, ta sợ chứng của hắn đản. Ngươi không cho ta đụng hắn, ta còn không phải đụng không thể, bằng không ngày hôm nay cơn giận này thực sự khó tiêu. Lưu Cảnh Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng, hắn phân tích nói, Giang Sách bày đặt yên lành người tổng phụ trách không thích đáng, bày đặt Tu La chiến thần không muốn, cam nguyện làm một cái người bình thường, vì sao? Hắn ở trở thành bình dân sau chuyện thứ nhất chính là tới kinh thành tham gia bác sĩ tuyển chọn, là vì cớ gì? Bên trong này huyền cơ, ý vị sâu xa a. Thường Hướng Đông cười ha ha. Ta không hiểu các ngươi này cong cong lượn quanh, ngược lại ta là nhất định phải chỉnh chết Giang Sách, ngày mai công khai biết, ta liền giết chết hắn. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách nhận được đến từ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng mời, dự họp 9 giờ 40 công khai biết. Trận này trong hội nghị, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng hết thảy cao tầng đều sẽ dự họp, mục đích đúng là muốn chính thức xác thực định Giang Sách người nối nghiệp thân phận,
cùng với tạm thời xác thực định Giang Sách ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chức vị cùng chức năng yêu cầu. Giang Sách chọn lựa một bộ tây trang, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đi vào Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Đi vào hội trường đại môn, ở trước mặt tất cả mọi người ngồi ở chủ tịch Giang Hàn Phi bên tay trái vị trí. Giang Sách, Lưu Cảnh Minh, một tả một hữu, trở thành Giang Hàn Phi tay trái tay phải. Giang Hàn Phi cao hứng nói, các vị, nói vậy các ngươi cũng đều biết, bên tay trái cái này một vị chính là ta con trai Giang Sách. Thất lạc nhiều năm, bây giờ gặp lại, lão phu thật là cảm khái a. Ngày hôm nay muốn ở công khai sẽ mắc lừa chúng tuyên bố, chính thức xác thực định Giang Sách cho ta người nối nghiệp, phía dưới, từ Bộ Tư pháp đồng sự tuyên đọc người nối nghiệp định ra hợp đồng. Liên hợp cùng đều chế tạo ra được, đủ để nhìn ra Giang Hàn Phi coi trọng trình độ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang Hàn Phi nếu quả như thật không nghĩ qua là treo, na Giang Sách thực sự liền trở thành Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chủ tịch, điều kiện tiên quyết là Giang Hàn Phi biết thực sự treo. Kế tiếp, Bộ Tư pháp đồng sự trước mặt mọi người tuyên đọc hợp đồng. Tuyên đọc hoàn tất, Giang Hàn Phi nói rằng, Sách Nhi, ngươi cũng đều nghe xong, cảm thấy không có vấn đề, quay đầu ký tên, in dấu tay, chính thức trở thành ta người nối nghiệp. Cảm tạ phụ thân, Giang Sách nói rất thành khẩn. Phía dưới, chuyện thứ hai, xác thực định Giang Sách trước mắt chức vị cùng chức năng yêu cầu. Giang Hàn Phi dừng lại khoảng khắc. Nói rằng, căn cứ tối hôm qua ta theo bộ nhân viên đồng sự nghiên cứu quyết định, tạm thời làm cho Giang Sách xuất nhâm Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phó đồng chức. Trước quen thuộc các ngành công tác, lý giải toàn bộ công ty phát triển tình trạng. Còn như chức năng yêu cầu, bởi vì Sách Nhi mới đến. Tạm thời sẽ không làm yêu cầu. Lời nói này đi ra, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Thường Hướng Đông ở dưới khinh thường nói, thực sự là tốt, chỉ coi quan Nhi không kiếm sống Nhi. Mỗi ngày nằm cầm tiền lương, lấy huê hồng, ha ha, chúng ta những thứ này liều mạng làm việc đúng là so ra kém nhân ra biết đầu thai a. Nói rất khó nghe, nhưng có vài phần đạo lý, đưa tới rất nhiều người tán thành. Giang Hàn Phi sắc mặt không vui. Thường Hướng Đông, người nói cái gì? Chủ tịch, ta chính là cảm thấy ngài không thể quá bất công. Làm càn. Mắt thấy một hồi, chiến tranh, gần bạo phát. Lúc này. Giang Sách chủ động đứng ra nói rằng, ba, còn có thường chủ quản, hai vị tâm tình ta đều có thể hiểu được. Không sai, nào có quang lấy tiền không kiếm sống nhi. Cho nên ba, hay là cho ta phân phối một điểm nhiệm vụ a. Ân, nếu không như vậy, nếu là thường chủ quản nói lên bất mãn, vậy hãy để cho ta tạm thời phân phối đến bọn họ mài phát bộ, cùng thường chủ quản hợp tác một chút. Như thế nào? Thường Hướng Đông cười ha ha, tốt. Hoan nghênh a. Giang Hàn Phi sắc mặt càng khó coi rồi. Trên thực tế, hắn cũng không phải là thực sự thiên vị Giang Sách. Sở dĩ làm cho Giang Sách chỉ lấy tiền lương không kiếm sống nhi, đó là vì phòng ngừa Giang Sách quá nhiều nắm giữ công ty cơ mật trọng yếu, nói là cho hắn làm phó đồng, trên thực tế là một loại biến hình, giam lỏng. Để cho ngươi vô sự có thể làm. Giang Sách liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, đang muốn biện pháp giải quyết. Thường Hướng Đông cũng rất phối hợp nhảy ra ngoài. Thường Hướng Đông cho rằng nói như vậy là làm khó Giang Sách, trên thực tế, hắn giúp đỡ rồi Giang Sách đại ân. Mài phát bộ, nơi đó có thể nắm giữ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cốt lõi nhất kỹ thuật cùng cơ mật. Đơn giản vào không được. Hiện tại bởi vì Thường Hướng Đông nói ba xạo, Giang Sách tìm được lý do thuận lợi tiến nhập, thực sự là đẹp thay. Đáng thương Thường Hướng Đông đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì cả. Giang Hàn Phi sắc mặt đổi, nói rằng, đã như vậy được rồi, Sách Nhi ngươi liền tạm thời phân phối đến mải phát bộ, cùng Thường Hướng Đông hợp tác a. Đương chức vị trên, Sách Nhi ngươi mặc dù so sánh lại Thường Hướng Đông cao, nhưng đi mải phát bộ. Ngươi chỉ là học tập, không thể chỉ huy Thường Hướng Đông. Đây cũng là nóng nảy. Rất sợ Giang Sách biết dùng quyền vị tới dọa suy sụp Thường Hướng Đông. Giang Sách cười ha ha, đây là tự nhiên, ta là đi học tập. Không phải đi quản nhân. Giang Hàn Phi cau mày, thật là không vui. Âm thầm, hắn len lén nhìn thoáng qua bên tay phải Lưu Cảnh Minh, đây là làm sao quản lý thuộc hạ. Lưu Cảnh Minh bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn đã cho qua Thường Hướng Đông nêu lên, nhưng cái này đồ hỗn hào chính là không nghe. Thật là không có biện pháp. Hội nghị kết thúc,
Giang Sách chính thức trở thành Thịnh Nhạc khoa kỹ năng người nối nghiệp, phó đồng, đồng thời được phân phối đến Mài Phát Bộ, đi theo Thường Hướng Đông học tập. Đi tới Mài Phát Bộ phòng làm việc. Thường Hướng Đông đem mọi người triệu tập lại, tuyên bố Giang Sách đến. Cùng dự đoán giống nhau, không có ai hoan nghênh Giang Sách, ở mọi người xem ra, Giang Sách chính là một cái không kiếm sống nhi, ăn cơm khô kẻ bất lực, vampire. Người như vậy, đi đến chỗ nào cũng sẽ không có người thích. Đại gia trực tiếp bỏ quên Giang Sách. Mài Phát Bộ một gã viên chức mầm đồng nói rằng, Thường chủ quản, ngày hôm nay Mộng Duyên Internet lại gọi điện thoại tới thúc giục, chúng ta nghiên cứu hạng mục kế hoạch thư lại bị lui về rồi, đây đã là lần thứ 5, làm sao bây giờ a? Thường Hướng Đông thở dài, giấc mộng này Duyên Internet chính là cố ý theo chúng ta làm khó dễ, đưa ra các loại yêu cầu vô lý. Mầm đồng nói rằng, bằng không, buông tha bọn họ hạng mục a. Thường Hướng Đông lắc đầu, không được, hạng mục này chia hoa hồng có hơn 10 triệu, người nói buông tha liền buông tha. Nhưng là, tiền này ta không có bản lĩnh kiếm a. Mài Phát Bộ nhân mặt ủ mày trao. Có người ở buồn bực đồng thời, không quên nói móc Giang Sách ai, nếu như chúng ta cũng có thể đầu tốt thai thật tốt. Không kiếm sống nhi quang lấy tiền, cũng không cần như thế phiền lòng rồi. Đúng vậy, có vài người a, nói là tới học tập, ta xem ra, không bằng nói là tới uống trà tương đối thích hợp. Đại gia vốn là không thoải mái. Lúc này chứng kiến Giang Sách chơi bời lêu lổng bộ dạng, càng là giận không chỗ phát tiết. Thường Hướng Đông trong lòng vui vẻ, ha ha, Giang Sách a Giang Sách, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi không phải rất có thể sao, lại có thể một cái cho ra nhìn. Hắn cố ý nói rằng, được rồi. Các ngươi cho ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, không muốn luôn cùng có chút sâu mọt so với, các ngươi không có cái kia mệnh. Công nhiên đem Giang Sách so sánh sâu mọt, còn kém chỉ vào mũi chửi đồng rồi. Mọi người cười ha ha. Nhưng mà, Giang Sách vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn mấy bước đã đi tới, nhìn đầy bàn bị lui về nghiên cứu hạng mục kế hoạch thư, từ tốn nói, mới đến, cũng không có cho đại gia mang đến lễ vật gì. Như vậy đi, cùng Mộng Duyên Internet hợp tác giao cho ta toàn quyền phụ trách. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cầm Mộng Duyên Internet đơn đặt hàng hợp đồng trở về, coi như là cho mọi người quà ra mắt. Đại gia cảm thấy thế nào? Giang Sách lời nói thành công đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý của, mọi người nhìn nhau, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Kỹ thuật viên Miêu Đồng không dám tin nói rằng, đại thiếu gia của ta, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Mọi người chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau nỗ lực đều không giải quyết được sự tình, một mình ngươi có thể hoàn thành, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thường Hướng Đông cười ha ha, đừng nói như vậy chớ, nhân gia là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại thiếu gia, là chủ tịch người nối nghiệp, nói không chừng nhân gia có bản sự này đâu. Hắn đem một phần kế hoạch thư bày trên bàn, Giang Phó Đồng, nơi này là chúng ta Mài Phát Bộ mới nhất làm được kế hoạch thư. Ngươi cần thì lấy đi nhìn. Giang Sách khoát tay áo, không cần, ngươi chỉ cần đem Duyên Mộng Internet bên kia yêu cầu cho đến ta như vậy đủ rồi. Yêu, ngay cả Mài Phát Bộ người đều chưa dùng tới. Coi là vậy đi. Thường Hướng Đông cười ha ha, đi, ngươi đã xấu như vậy xiên, vậy ta còn có thể nói cái gì? Miêu Đồng, lập tức đem Duyên Mộng Internet ý kiến, yêu cầu toàn bộ cho đến Giang Phó Đồng. Miêu Đồng nhíu nhíu mày, Thường chủ quản. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta không thể tùy tiện như vậy a. Sách, ta nói người này chuyện gì xảy ra? Nhân gia Giang Phó Đồng đều nói có thể làm được, người còn chít chít méo mó cái gì tinh thần? Nhanh đi! A hát! Miêu Đồng tuyệt không tình nguyện đem Duyên Mộng Internet hết thảy yêu cầu đều phát cho Giang Sách. Ở đâu, yêu cầu đều ở đây, chính ngươi xem. Miêu Đồng giọng nói tuyệt không thân mật. Đi! Vậy thì chờ ta tin tức tốt a. Giang Sách mỉm cười nói. Lúc này, Thường Hướng Đông lại đột ngột toát ra một câu, Giang Phó Đồng, câu có lời tuy nói không nên, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lúc này đây ngươi đi cùng Mộng Duyên Internet can thiệp, hoàn toàn là cá nhân của ngươi hành vi, nếu như đã xảy ra chuyện, vậy cũng theo chúng ta Mài Phát Bộ không có bất cứ quan hệ gì a. Giang Sách gật đầu, đương nhiên, nếu như thất bại bị đối phương chỉ trích. Đó hoàn toàn là ta một người sai, nếu như vận khí tốt bắt hạng mục này nói, đó chính là toàn bộ Mài Phát Bộ công lao.
ai cũng không nghĩ tới Giang Sách lại còn nói thản nhiên như vậy. Có lỗi chính mình lĩnh, có công đại gia phân. Không nói khác, chỉ là phần này lòng dạ, phần này đảm đương, thì không phải là người bình thường có thể so với được. Miêu Đồng bọn người cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Giang Sách ánh mắt cũng không khỏi tự chủ trở nên nhu hòa, đối với vừa mới trách cứ Giang Sách mấy câu nói cũng có chút băn khoăn. Giang, Phó Đồng, người nhất định phải làm sao như vậy? Miêu Đồng có chút lo lắng hỏi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chờ ta tin tức tốt ra. Giang Sách xoay người rời đi. Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ có Thường Hướng Đông vẫn là trước sau như một mắt lạnh đối đãi. Hắn hận không thể Giang Sách xong đời mới tốt, hơn nữa hắn có thể khẳng định, một lần này hợp đồng, Giang Sách vô luận như thế nào đều là bắt không được tới. Không vì cái gì khác, đơn giản là Duyên Mộng Internet phía sau sở hữu là Triệu Gia. Triệu Gia cùng Đàm Gia thế như nước lửa. Cho nên Triệu Gia đầu tư Duyên Mộng Internet, như thế nào khả năng tiếp thu Đàm Gia đầu tư Thịnh Nhạc khoa kỹ năng gì đó. Không cần nghĩ. Giang Sách, chờ đấy mất mặt xấu hổ a, ha 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 ha. Đang cười, Thường Hướng Đông thu được một cái đến từ chính Lưu Cảnh Minh tin nhắn ngắn, nhìn sang, lập tức đi Lưu Cảnh Minh phòng làm việc của. Lưu Kinh Lý, tìm ta. Tỏa. Lưu Cảnh Minh nhìn Thường Hướng Đông, trong ánh mắt có chứa một tia không vui. Suy nghĩ khoảng khắc, hắn ngăn chặn lửa giận nói rằng, người biết chính mình gây họa bao lớn sao. Thường Hướng Đông ngây ngẩn cả người, gặp rắc rối. Ta nơi nào đã gây họa? Ha ha, đến bây giờ còn không biết sai ở nơi nào. Ngày hôm nay ở trong hội nghị, ngươi cho Giang Sách, khí khẩu, làm cho hắn có cơ hội gia nhập vào ngươi mài phát bộ. Chủ tịch làm cho này sự kiện giận dữ, ngươi biết. Thường Hướng Đông trợn tròn mắt, không đến mức A. Bao che cho con cũng không phải như thế bảo vệ. Đem Giang Sách an bài ở ta na, chủ tịch cứ như vậy không bỏ được sao? Cút em, Lưu Cảnh Minh như thế nhã nhặn người đều nhìn không được bạo thô tục, cùng người ngu xuẩn nói thật là để cho người phiền lòng. Hắn nổi lên khoảng khắc, các ngươi mài phát bộ nắm giữ toàn bộ công ty kỹ thuật nồng cốt cùng cơ mật, tại sao có thể đem Giang Sách để vào ngươi bộ môn? Một phần vạn bị hắn ăn cắp tin tức trọng yếu, người phụ trách nổi sao? Thường Hướng Đông mới chợt hiểu ra. A hát, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Này! Lưu Kinh Lý người an tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho Giang Sách đánh cắp bất kỳ tin tức gì. Cái này không, Giang Sách thứ nhất, ta để hắn phụ trách Duyên Mộng Internet ra, miệng hắn cửa nhiều tiếng nói trong vòng 3 ngày cầm hợp đồng qua đây, ha ha, đến lúc đó ta thấy lưỡng thủ không không, làm sao theo ta khai báo. Lưu Cảnh Minh nghe xong cũng cười, cái này thật có ý tứ, Duyên Mộng Internet là Triệu Gia đầu tư, bất kể thế nào làm cũng không thể bắt được hợp đồng. Lúc đầu hạng mục này chúng ta đều phải bỏ qua, người đã có bản lĩnh làm cho Giang Sách bối nổi, lợi hại a. Hai người bèn nhìn nhau cười. Một hồi nhằm vào Giang Sách âm mưu đang ở âm thầm nảy sinh. Giang Sách trở lại biệt thự. Ngày hôm nay, có một người khác chờ ở nơi này lấy hắn. 12 Hoàng Kim một trong cự giải. Cự giải năng lực là nghiên cứu cuồng nhân, ngâm mộng khoa học kỹ thuật rất nhiều sản phẩm chính là xuất từ tay hắn. Có thể nói, chính là có sự hiện hữu của hắn, mới có ngâm mộng khoa học kỹ thuật lớn mạnh. Hiện tại, Giang Sách đưa cái này khoa học kỳ tài cho dẫn tới kinh thành. Trở lại một cái, Giang Sách liền đem tất cả tài liệu đều cho cự giải, dặn dò cho ngươi 2 ngày thời gian, hoàn thành hạng này mục đích kế hoạch thư. Cự giải cầm tài liệu lên lật nhìn một lần, nở nụ cười, điểm ấy độ khó đối với hắn mà nói căn bản không gọi sự tình. Không cần 2 ngày. Đêm nay một cái suốt đêm, ta là có thể hoàn thành. Không hổ là cự giải, phương diện này năng lực thật là không người có thể so sánh. Tốt, giao cho ngươi. Cự giải đi làm việc hắn, Cừu Trắng cùng Mặc Cho Chỉ Lan đã đi tới. Mặc Cho Chỉ Lan dò hỏi, Sách Nhi, ngày hôm nay hội nghị thế nào a? Giang Sách mỉm cười nói, tất cả thuận lợi, ta chân chân thực thực ăn xong đại nhất khỏa viên đạn bọc đường, đổi thành người bình thường. Ước đoán đã sớm đem cái này giả Giang Hàn không phải cho trở thành ân nhân đối đãi. Vậy ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Vẫn là chữ kia các loại. Bất quá, ta muốn trong quá trình chờ đợi, làm hết khả năng lý giải Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cơ mật trọng yếu, nắm giữ quyền chủ động.
Một đêm trôi qua, ngày thứ hai ở trên thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, cự giải đã đem đã hoàn thành kế hoạch thư giao cho Giang Sách. Giang Sách nguyên bản vì lý do an toàn, nói cần 3 ngày. Ai biết, cự giải một đêm liền làm ra tới, dựa theo cái này nhịp điệu, nếu như tất cả thuận lợi, Giang Sách ngày hôm nay có thể đem hợp đồng mang về Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Thật đúng là đánh giá thấp cự giải năng lực. Cự giải hoàn thành công việc của hắn, kế tiếp, liền đến phiên ta hoàn thành chính mình công tác lúc. Giang Sách thu hồi kế hoạch thư, từ cừu trắng lái xe, hướng phía Duyên Mộng Internet đại lâu phương hướng chạy tới. Duyên Mộng Internet, phòng họp. Lão bản Kha Văn Thông đang khẩn cấp đem vài cái trọng yếu tầng quản lý đều tụ lại, cùng nhau thương thảo có quan hệ tiếp đãi Triệu gia tiểu tả sự tình. Ngày hôm nay Triệu gia tiểu tả Triệu Dung sẽ đến bọn họ nơi đây tiến hành tuần tra. Bởi vì bọn họ công ty luyện chế rất nhiều lần thứ hai nguyên tương quan trò chơi, video, âm nhạc, thâm thụ Triệu Dung thích. Kha Văn Thông nói rằng, Triệu gia tiểu tả yêu thích chúng ta tác phẩm, tự mình đến chúng ta nơi đây tuần tra, đó là chúng ta vinh hạnh. Mọi người đều biết, Triệu gia tiểu tả, đây chính là chủ nhà họ Triệu hòn ngọc quý trên tay. Chỉ cần đem nàng cho hầu hạ được rồi, về sau Triệu gia nhất định sẽ gia tăng đối với chúng ta công ty đầu nhập. Tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Lão bản, ta kiến nghị đem chúng ta tác phẩm tập trưng bày ở cửa, Triệu tiểu thư thứ nhất là có thể chứng kiến, tăng hảo cảm. Kha Văn Thông gật đầu, điểm ấy tử không sai, nhanh đi làm. Đại gia đang ở thất trụy bát thiệt, tham thảo lấy, bỗng nhiên cửa mở ra. Bí thư ở cửa nói rằng, lão bản, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tới, nói là hạng mục kế hoạch thư hoàn thành, hy vọng ngài có thể tự mình nghiệm thu. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Kha Văn Thông nở nụ cười. Đám người kia là thật ngu xuẩn vẫn là giả bộ hồ đồ a? Công ty chúng ta có thể tiếp thu kế hoạch của bọn họ thư sao? Lui nhiều lần cũng không lớn nổi trí nhớ. Làm cho hắn cút đi, ta hôm nay có là trọng yếu hơn khách nhân cần tiếp kiến, không rảnh phản ứng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng nhân. Ngay cả gặp mặt cũng không muốn thấy. Đủ để nhìn ra Kha Văn Thông đối với Thịnh Nhạc khoa kỹ năng địch ý. Đúng lúc này, một gã công nhân đột nhiên sinh lòng nhất kế, vừa cười vừa nói, chậm đã. Lão bản, cũng không thể làm cho người này đi. Kha Văn Thông nghi ngờ nói, có ý tứ. Lão bản ngài muốn a, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đây chính là Đàm gia đầu tư cổ phần khống chế, Đàm gia cùng Triệu gia lại là đối thủ một mất một còn. Nếu như chúng ta có thể ngay trước Triệu tiểu thư mặt, hung hăng nhục nhã một cái này Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại biểu, vậy không chẳng khác nào lấy lòng Triệu gia. Đến lúc đó, Triệu tiểu thư nhất định sẽ rất cao hứng. Những lời này nhưng thật ra nói đến Kha Văn Thông tâm khảm nhi trong. Xách xách xách, điểm ấy tử không sai a. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, là ngươi chính mình không hiểu chuyện, chính mình chạy lên cửa tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy cũng quái ra ra không cần khách khí. Hắn hỏi bí thư, tới người nó tên gì? Bí thư hồi đáp, Giang Sách. Tốt, ngươi để cái kia là Giang Sách nhân trước chờ đấy. Cho hắn rót chén trà, làm cho hắn đừng có gấp. Là, bí thư đi ra sau, Kha Văn Thông nhìn đồng hồ, khoảng cách Triệu tiểu thư qua đây còn có không đến nửa giờ. Đại gia nhanh lên chuẩn bị. Nửa giờ sau, một chiếc màu đen lao tư lát dừng ở Duyên Mộng Internet cửa. Kha Văn Thông tự mình tiến lên tiếp đãi. Cửa mở ra, một cái nhỏ hơn thân ảnh đi ra, chính là Triệu gia tiểu công chúa Triệu Dung. Ai nha? Triệu tiểu thư, ngài có thể ủy thân đến đây công ty chúng ta, thật là làm cho chúng ta Duyên Mộng Internet vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nhanh, Triệu tiểu thư nhanh mời vào trong. Triệu Dung lễ phép mỉm cười, tốt. Ở hộ vệ cùng đi, Triệu Dung cất bước đi vào trong, vừa đến cửa liền thấy để các loại tác phẩm quanh thân, thích nguy. Càng đi vào trong, càng là có thể cảm thụ được nơi này lần thứ hai nguyên bầu không khí. Kha lão bản. Người hoàn cảnh của nơi này thật không sai. Triệu Dung thở dài nói. Còn chưa phải là ít nhiều lệnh tôn chiếu cố. Nói được nửa câu, Kha Văn Thông mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Triệu tiểu thư, kỳ thực ngày hôm nay ta còn chuẩn bị cho ngài nhất kiện lễ vật nho nhỏ. A hát, là cái gì? Là một người. Người. Triệu tiểu thư, ngài mời đi theo ta. Kha Văn Thông mang theo Triệu Dung đi tới phòng khách đối diện ngồi xuống, chỉ phòng khách bên trong. Nói rằng, Triệu tiểu thư, xin ngài đi vào trong xem.
Triệu Dung tò mò quay đầu nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng hơn, vừa nhìn phía dưới. Cả người đều nhanh cứng ngắc ở. Tại nơi trong phòng khách mặt đang ngồi, không phải là nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân sao? Mấy ngày nay, Triệu Dung lúc trưởng biết nhớ lại ban đầu ở trên phi cơ cùng Giang Sách chuyện phát sinh qua, luôn là ở một cái nhân thời điểm, len lén xuất ra Giang Sách danh thiếp. Nàng có rất nhiều lần muốn đi qua trên danh thiếp số điện thoại đẩy tới, nhưng mỗi lần đều khắc chế. Một nữ hài tử, làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho nam sinh rồi? Quá không phải căng thẳng. Nhưng càng là không thể đánh, thì càng tưởng niệm. Nàng sắp cử chỉ điên rồ rồi. Ai biết, ngày hôm nay ở Duyên Mộng Internet, Triệu Dung cư nhiên như thử may mắn lại một lần nữa cùng Giang Sách gặp mặt, xem ra đây chính là duyên phận. Không đúng. Triệu Dung bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới Kha Văn Thông nói cấp cho nàng một phần lễ vật này vẫn là một người. Chẳng lẽ nói Triệu Dung thích Giang Sách chuyện này, đã đến tai mọi người đều biết trình độ. Không đến mức A. Ngoại trừ Lao Kéo tỉ tỉ, những người khác đều không biết Giang Sách tồn tại A, coi như là thân ca ca Triệu Hải Nhân. Nàng vẫn lén gạt đi. Na Kha Văn Thông lại là làm sao biết nữ hài tử tâm sự. Đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy Kha Văn Thông đứng dậy, vừa cười vừa nói, Triệu tiểu thư, không nói gạt ngươi. Bên trong một vị kia chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại biểu, đến cho chúng ta công ty chuyển hạng mục kế hoạch thư. Triệu tiểu thư, ta hiện tại để ngươi xem vừa ra trò hay. Nói xong, hắn chủ động đi vào phòng khách. Lúc này Giang Sách đang ở kiên nhẫn uống trà đợi, hắn sớm đã dự liệu được điểm này. Ba lần bốn lượt bị, trả lại bản thảo, sẽ phải chịu chủ nhân ra vắng vẻ cũng là qua quyết bình bình sự tình, lúc đầu cho rằng còn phải chờ cái 1-2 giờ đồng hồ, không nghĩ tới mới qua hơn nửa canh giờ liền tới người. Xem như là thật mau. Yêu, cái này một vị chính là Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đại biểu Giang Sách A. Chào ngươi, ta là Duyên Mộng Internet lão bản Kha Văn Thông. Kha lão bản, chào ngươi. Hai người nắm tay, mỗi người ngồi xuống. Kha Văn Thông nói rằng, các người Thịnh Nhạc khoa kỹ năng kế hoạch thư đã bị chúng ta lui về nhiều lần, nói thật, ta đối với các ngươi thực lực thực sự biểu thị hoài nghi A. Giang Sách mỉm cười, đem mới kế hoạch thư đưa tới, lúc này đây. Cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. A hát, có nắm chắc như vậy, ta đây lại thất vọng rồi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vật kia rời đi thôi. Nhưng nhân ra hỏi. Khẳng định không thể trả lời như vậy. Giang Sách cười cười, đem vấn đề ném trở về, người tính như thế nào? Đơn giản, chỉ cần các người Thịnh Nhạc khoa kỹ năng trước mặt mọi người thừa nhận thực lực không đủ là được rồi. Nhìn như nhẹ bỗng một câu nói, trên thực tế, là đúng Giang Sách phũ nhục, cùng với đối với toàn bộ Thịnh Nhạc khoa kỹ năng khinh bỉ. Giang Sách lại bình tĩnh hồi đáp tốt. Đồng ý. Kha Văn Thông nhưng thật ra thật không ngờ đối phương dễ dàng như vậy đáp ứng. Đi, ta đây sẽ nhìn một chút, các ngươi một lần này kế hoạch thư lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Hắn đưa qua kế hoạch thư, tùy ý lật xem. Kỳ thực chính là làm dáng vẻ, mặc kệ bên trong nội dung là cái gì, Kha Văn Thông đều quyết tâm quyết định lui về, muốn mượn nhục nhã Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cơ hội, yên lành nịnh bợ một cái Triệu gia. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy lật xem. Kha Văn Thông đã bị hấp dẫn. Tuy là nhân phẩm hắn không lớn mà, nhưng năng lực vẫn phải có, lật xem vài tờ đã bị nội dung bên trong cho chấn nhiếp. Thảo nào Giang Sách mới vừa đáp ứng như vậy ung dung, nguyên lai là thật sự có hàng. Kha Văn Thông nhìn không được nhiều lật nhìn vài tờ, càng xem càng kinh hãi. Trong này nội dung thật sự là quá hoàn mỹ rồi, mặc dù hắn cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng có hiềm khích, cũng không nhịn được dưới đáy lòng yên lặng tán thán. Thứ tốt ra. Nói thật, nếu như phần kế hoạch này thư không phải Thịnh Nhạc khoa kỹ năng ra, vậy hắn nhất định sẽ tại chỗ đánh nhịp ký kết hợp đồng. Vấn đề là, Kha Văn Thông lúng túng, nếu như ký hợp đồng vậy không chẳng khác nào đánh Triệu ra khuôn mặt. Tuyệt đối không thể. Nhưng nếu như không phải ký, không công tổn thất tốt như vậy một phần hạng mục kế hoạch thư, hiện tại quả là đáng tiếc. Ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm A. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Kha Văn Thông cắn răng một cái dậm chân một cái, hung hăng đem hạng mục kế hoạch thư nện xuống đất, chỉ vào Giang Sách mũi mắng, người đây là cái gì rác rưởi biểu diễn.
Thật coi chúng ta duyên mộng Internet là dễ gạt gẫm sao? Tùy tùy tiện tiện cầm một phần hết sức tệ hại rác rưởi bản thảo liền tới cho đủ số. Ha ha, người đây là đối với chúng ta duyên mộng Internet không tôn trọng. Lúc này đây, ta chẳng những các ngươi phải thịnh nhạc khoa kỹ năng trở thành thừa nhận năng lực không được, ta còn muốn các ngươi thịnh nhạc khoa kỹ năng hướng công ty chúng ta xin lỗi. Vỗ tay một cái, lập tức liền có 5-6 người an ninh xông tới. Kha Văn Thông nổi giận nói, ở thịnh nhạc khoa kỹ năng làm ra tỏ thái độ trước, Giang Sách, ngươi được trước nói xin lỗi ta, nếu không, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái đại môn này. Giang Sách rất là ngoài ý muốn. Phần kia hạng mục kế hoạch thư hắn nhìn kỹ, nói thật, nếu như mãn phân là 100 phân nói, đủ để đánh tới 99 phân. Mặc dù là soi mói lão bản, cũng có thể thỏa mãn. Tuyệt đối không ngờ rằng Kha Văn Thông cư nhiên sẽ là loại thái độ này. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi không thích phần này hạng mục kế hoạch thư, vậy ngươi trực tiếp lui về, đem người đánh đuổi không phải rồi. Nào có người buộc nói xin lỗi. Nhất định chính là già mồm át lẽ phải, ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng mà, Kha Văn Thông nào biết đâu rằng Giang Sách lợi hại, hắn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, Giang Sách biết đáp ứng không? Huống chi, hắn muốn đi qua nhục nhã Giang Sách để lấy lòng Triệu Dung, cái này một cái ý nghĩ càng là 10 phần sai. Phòng họp ngồi đối diện Triệu Dung khi nhìn đến một màn này sau đó, cả khuôn mặt đều trắng, khẩn trương đứng lên. Nàng cho rằng Kha Văn Thông là phải đem Giang Sách chính thức giới thiệu cho nàng, vì thế, còn cố ý suy nghĩ kỹ vài cái tự giới thiệu mình phương thức, nghĩ làm như thế nào cùng Giang Sách nói câu nói đầu tiên. Ai biết hết thảy đều bạch chuẩn bị. Cái này Kha Văn Thông không biết tại sao vậy, lại còn muốn tìm người đánh Giang Sách. Đây không phải là hồ nháo sao? Mấu chốt nhất là, Kha Văn Thông hoàn toàn là đi qua không có chứng cứ lý do đi đối phó Giang Sách. Bọn họ duyên mộng Internet nhân văn hoàn cảnh chính là như vậy sao? Vừa mới tạo dựng lên một điểm hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lúc này Triệu Dung đối với Kha Văn Thông, đối với duyên mộng Internet, liền cảm thấy hai chữ ác tâm. Nhanh để cho bọn họ dừng tay. Không được, ta phải tự mình đi. Triệu Dung đợi không nổi, tự mình chạy tới, 2-3 bước liền đi tới cửa phòng họp. Hướng về phía bên trong gần động thủ vài tên bảo an giận dữ hét các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Một cái kiều tiểu loli, một cái kiều xanh quán dưỡng công chúa, trước mặt mọi người thất thố như vậy, đúng là hiếm thấy. Kha Văn Thông vẻ mặt mộng bức. Làm sao tình huống cùng chính mình dự liệu, có điểm không giống với A. Ở Kha Văn Thông trong tưởng tượng, Triệu gia cùng Đàm gia như nước với lửa, đối phó Giang Sách chính là đối phó Đàm gia. Như vậy thân là Triệu gia tiểu thư Triệu Dung hẳn là rất hài lòng mới đúng. Nhưng nhìn hiện tại Triệu Dung bộ dạng, nhưng thật giống như căn bản cũng không vui vẻ dáng vẻ. Không riêng gì không vui, còn rất tức giận. Cái này đem Kha Văn Thông chỉnh có điểm mộng ép, thế nào giúp người đối phó địch nhân, người còn không cao hứng. Đây gọi là chuyện gì? Triệu Dung không cao hứng, đem Kha Văn Thông bị quậy hơn dám không phải người. Biết sớm như vậy. Còn không bằng tiếp thu Giang Sách kế hoạch thư, dù sao hoàn thành hoàn chỉnh như vậy, ưu tú, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Triệu Dung cũng mặc kệ này. Nàng quan tâm chỉ có Giang Sách. Triệu Dung vẻ mặt tức giận chỉ trích Kha Văn Thông, các người mộng duyên Internet chính là chỗ này sao làm việc sao? Trời ạ, hoàn toàn bị hủy ta đối với các ngươi hảo cảm, hết thảy lần thứ hai nguyên tác phẩm chính là các ngươi mấy tên khốn kiếp này làm được sao? Ta lại cũng không muốn nhìn này tác phẩm rồi. Kha Văn Thông sợ đến chết khiếp. Đây nếu là đem Triệu Dung đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhanh lên giải thích, Triệu tiểu thư ngài hãy nghe ta nói, Giang Sách hắn là thịnh nhạc khoa kỹ năng nhân, mà thịnh nhạc khoa kỹ năng là Đàm gia đầu tư nhập cổ. Lời đã nói đến cái này phân thượng, hẳn là hiểu chưa? Có thể Triệu Dung lại vẻ mặt không để bụng. Hai tay chống nạnh nói rằng, Đàm gia nhập cổ làm sao vậy? Tất cả mọi chuyện đều phải nói một cái, để ý chứ. Kế hoạch của bọn họ thư thực sự như vậy khó coi sao? Không đến mức A, theo ta thấy, ngươi chính là cảm thấy Đàm gia nhập cổ thịnh nhạc khoa kỹ năng, cho nên cố ý xử bán tử. Cố ý không cho người ta qua. Sai không phải Giang Sách, là ngươi, Kha Văn Thông. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi.
Kha Văn Thông mặt của trở nên cùng gan heo một cái nhan sắc, lòng muốn chết đều có. Đúng vậy, Triệu Dung nói hết thảy đều đúng. Nhưng hắn làm như vậy là vì người nào? Còn không cũng là vì các ngươi Triệu gia sao? Vì giành được chiếm được các ngươi Triệu gia hảo cảm, chỉ có mê muội lương tâm như vậy bỉ ổi. Kết quả ngươi thật đúng là để người ta trở thành bỉ ổi nhân. Kha Văn Thông thực sự là kẻ câm ăn hoàng liên, hắn là thực sự không rõ, là Triệu Dung thực sự tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp hay là thế nào lấy, nếu không. Vì sao đối với Giang Sách tốt như vậy? Đang khiển trách hết Kha Văn Thông sau đó, Triệu Dung chủ động đi hướng Giang Sách, gương mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu nói rằng, Giang tiên sinh, thực sự là xin lỗi, Mộng Duyên Internet xuất phát từ có chút tư tâm đối với ngài chỉ có vô lễ như thế, cũng xin ngài không lấy làm phiền lòng. Giang Sách mỉm cười nói, đừng lo, ta chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc, thì ra Triệu tiểu thư ngài thật là kinh thành người của Triệu gia nha, na lần trước xem ra là ta uổng công vô ích. Không phải không phải không phải, Triệu Dung vội vàng nói, lần trước là thật ít nhiều ngài hỗ trợ, ngài đối với ta ân tình ta thủy chung nhớ kỹ. Nghe đối thoại của bọn họ, Kha Văn Thông xem như là nghe rõ, cảm tình bọn họ đã sớm nhận thức. Hơn nữa Giang Sách còn giúp trợ qua Triệu Dung. Kha Văn Thông nhưng là người cao, vừa nhìn Triệu Dung na xấu hổ bộ dạng, liền biết cô gái nhỏ này tâm tư rồi. Còn cần đoán sao? Đây nhất định là đối với Giang Sách sinh lòng hảo cảm. Thích hắn nha. Một cái đối với nam nhân cho tới bây giờ không để được nửa điểm hứng thú nữ hài tử, như kỳ thích thích một cái niên thiểu hữu vi nam tử, Kha Văn Thông lại đần độn còn muốn nhục nhã Giang Sách. Đó không phải là muốn chết sao? Thảo nào Triệu Dung sẽ như thế kích động, đây chính là Triệu Dung trong lòng thích nam nhân a. Mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Kha Văn Thông là một cực kỳ giỏi về biến thông người, vội vàng đem trên đất kế hoạch thư nhặt lên, dùng sức phủi đi phía trên bùn đất, lập tức thay một bộ nụ cười nói rằng, ai nha, Giang tiên sinh, thực sự là xin lỗi a. Ta mới vừa hành vi thật là quá xung động, khuyết thiếu giáo dưỡng, chết tiệt a. Hắn đối với vài cái bảo an nháy mắt, những an ninh kia ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Giang Sách khoát tay áo, quên đi. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, kế hoạch thư trả lại cho ta đi. Không phải, phần kế hoạch này thư không thể trả cho ngươi. Ân, Giang tiên sinh, ta lại suy nghĩ một chút, phần kế hoạch này nói phi thường hoàn mỹ, đây chính là chúng ta công ty hiện nay cực kỳ cần. Có thể ngươi vừa mới là ta hồ đồ, thiếu chút nữa tổn thất ưu tú như vậy kế hoạch thư. Giang tiên sinh, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Cho ra trước kia gấp hai giá cả thu mua phần kế hoạch này thư, cùng Thịnh Nhạc khoa kỹ năng đạt thành chiều sâu hợp tác. Không riêng nhận lấy, vẫn là gấp hai giá cả. Đây là địa đạo đạo đổ máu. Không có biện pháp, muốn lấy lòng Triệu Dung, muốn thuyết phục Giang Sách lưu lại phần kế hoạch này thư. Nhất định phải làm ra một điểm hy sinh, bằng không căn bản làm khó dễ quan. Kha Văn Thông ở nơi này một điểm trên tinh rất. Giang Sách nở nụ cười. Có vài người a, gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh thật là thật lợi hại. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng có thể có một khai báo. Na Kha lão bản, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Không cần khách khí, quay lại câu chuyện, Kha Văn Thông cười đều giả nói, mặt khác, ta nghĩ muốn mời Giang tiên sinh cùng Triệu tiểu thư ăn chung bữa cơm, xem như là chịu nhận lỗi. A. Giang Sách cùng Triệu Dung đều có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực đây là Kha Văn Thông tiến thêm một bước lấy lòng. Như thế này ăn, hắn tìm một lý do ly khai, lưu lại Giang Sách cùng Triệu Dung đơn độc ở chung, chế tạo nam nữ một phòng tràng diện. Na Triệu Dung không được đối với hắn Kha Văn Thông cảm kích chết. Muốn nói tinh, vẫn là Kha Văn Thông tinh a, hầu tinh hầu tinh. Người đâu, nhanh lên chuẩn bị cơm nước. Không nói lời gì. Kha Văn Thông đẩy nhương lấy hai người đi công ty phòng khách, nơi này là chuyên môn vì nghênh tiếp quý khách mà thiết kế. Bên trong có phi thường xa hoa cái bàn, chuyên môn dùng để ăn. Tràn đầy một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, còn có rượu đỏ cùng châu quang, hơn nữa lo lắng bối cảnh âm nhạc, cực kỳ giống ái tình kịch trong lãng mạn tràng cảnh. Kha Văn Thông phi thường hiểu chuyện nhận một điện thoại ly khai hiện trường, cho bọn hắn hai người đơn độc chung đụng cơ hội. Lần này.
hơi có chút xấu hổ. Tuy là Triệu Dung thích Giang Sách, nhưng cái này phát triển khó tránh khỏi có chút quá nhanh, cộng thêm nàng chưa từng có cùng nam sinh từng có như vậy chẳng diện, không khỏi có chút chân tay luống cuống. Tương phản, Giang Sách lại bình tĩnh nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Sách nội tâm giếng nước yên tĩnh. Đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng không có nửa phần tàn niệm. Uống đồ uống a. Giang Sách nâng cốc thủy bắt được một bên, cho Triệu Dung rót ly đồ uống, dù sao Triệu Dung nhìn qua vô cùng kawaii, tuy là đã thành niên nhưng vẫn là sẽ cho người không tự chủ được trở thành tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Bất luận kẻ nào ở Triệu Dung trước mặt, đều sẽ biến thành đại ca ca đại tỷ tỷ. Triệu Dung sửng sốt một chút, cũng hiểu Giang Sách phần tâm tư này, bĩu môi có chút không vui. Nàng không muốn biến thành tiểu muội muội, nàng muốn làm Giang Sách. Nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt vừa đỏ lên, như là nóng dần lên thông thường. Cô gái mối tình đầu, cứ như vậy ở không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên đến, ái tình, vĩnh viễn sẽ không cho ngươi thời gian đi chuẩn bị, nó luôn là sẽ nói tới thì tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.